Độc sủng công chúa nhỏ của 8 người cậu. Tập 4. Mục Thấm Tâm thét một tiếng chói tai rồi lao về phía Túc Bảo. Kỷ Trường thấy Túc Bảo siết chặt tay đứng chôn chân tại chỗ thì lập tức bước lên trước. Hắn duỗi tay đặt lên vai Túc Bảo, âm thầm truyền sức mạnh của mình cho cô bé, nói, cặp sách nhỏ đừng sợ. Cô nhóc đáng thương bị hù cho ngây người rồi phải không? Kỷ Trường nheo mắt, toan nhét Mục Thấm Tâm vào hồ lô linh hồn. Bỗng nghe thấy Túc Bảo, ha, một tiếng, chộp lấy bàn tay tô móng tay đỏ của Mục Thấm Tâm rồi quăng nó bay xa. Sát khí cõi âm cuồn cuộn bốc lên như khói bụi, Mục Thấm Tâm bị quăng ngã sóng xoài. Kỷ Trường, Mục Thấm Tâm, đám quỷ con bỗng nhiên mất đi kết nối với mẹ ruột của mình. Chỉ thấy Túc Bảo chủ động xuất đòn, dũng cảm xông lên trước, kéo cổ chân Mục Thấm Tâm rồi lôi nó từ luồng sát khí ngùn ngụt ra ngoài. Đánh nè, Mục Thấm Tâm bị quăng trái quật phải như cái bao cát, đầu bị nện văng ra, tròng mắt cũng rớt luôn. Nó tức điên, dừng tay. Túc Bảo chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ nện quỷ. Mục Thấm Tâm hộc máu. Sao lại thế này? Nó là lệ quỷ có thể đòi mạng người đấy nha. Sao Túc Bảo chẳng sợ nó, còn có thể đánh đập nó? Kỷ Trường khẽ giật khóe môi, sau giây phút muộn màng chợt nhận ra mình quá tự mình đa tình. Cục bột nhỏ nào sợ hãi gì? Dũng cảm lắm mà. Màn vừa quăng vừa đấm vừa thụi này của Túc Bảo khiến tất cả sát khí trên hồn thể Mục Thấm Tâm chạy ra ngoài, sau đó bị hút sạch vào hồ lô linh hồn. Mục Thấm Tâm giờ như cái túi rách bị rút hết ruột, nằm rũ trên đất, mí mắt giật lia lịa, mày. Mày, đáng chết. Giọng Mục Thấm Tâm run rẩy, rõ ràng chẳng còn mấy sức lực. Lúc này Túc Bảo mới thả Mục Thấm Tâm ra, lùi lại hai bước. Ôm chặt thỏ con của mình. Hù chết bảo bối của cô bé rồi. Năm con quỷ con kêu u u, con lớn nhất kéo trên mặt đất một vệt đỏ như máu, bò về phía Mục Thấm Tâm. Sau đó cuộn tròn trong lòng nó. Những con quỷ nhỏ khác cũng giống như đỉa, bám chặt vào đùi Mục Thấm Tâm. Mục Thấm Tâm tàn nhẫn gạt quỷ con trong lòng ra một bên, dùng hết sức gầm lên, đừng đụng vào tao. Quỷ con tủi thân quá đỗi. Túc Bảo khẽ mím môi, chợt hiểu ra điều gì đó. Con quỷ con lớn nhất trong đám này chính là đứa em trai chưa kịp ra đời của cô bé. Người mẹ kế này ngã xuống lầu sảy thai chỉ để hại Túc Bảo, không màng tới cái chết của đứa bé trong bụng. Nhưng bốn quỷ con còn lại từ đâu mà có? Túc Bảo hồ nghi hỏi, sư phụ, sao dì ấy lại có nhiều em trai em gái của con như này, bụng dì ấy chứa được nhiều vậy ư? Nếu bụng to dường ấy, chỉ chứa mình trẻ con thật quá đáng tiếc. Có thể chứa thêm chân gà, giò thủ, kem, thịt nướng, bánh, nước đường phèn. Nghĩ tới đây, Túc Bảo bỗng lắc mạnh đầu. Không đâu, cô bé không có ý đó, cũng cần chứa cả các em bé chứ. Ý cô bé là, đựng các em bé xong còn có thể chừa chỗ đựng thêm đồ ăn. Ngưỡng mộ quá. Kỷ Trường nói, không phải, ngày ấy bụng nó chỉ có một em bé, những quỷ con khác có lẽ là do nó phá thai nhiều lần từ rất lâu trước đó. Những đứa trẻ ấy xiết bao hy vọng được ra đời, lại bị Mục Thấm Tâm vô tình giết chết từ trong bụng, nên linh hồn trẻ con mới không cam tâm mà lưu lại trốn trần gian. Thường thì chúng sẽ tan thành mây khói hoặc nếu ở lại trần gian thì không đi lại lung tung mà bám vào người mẹ mình cho đến khi người mẹ chết. Kỷ Trường hỏi, Mục Thấm Tâm, người đã chết rồi sao còn không đi đầu thai? Còn biến thành lệ quỷ. Rốt cuộc oán khí lớn cỡ nào chứ? Mục Thấm Tâm cay đắng nói, ta không đầu thai, sao ta phải buông tha cho Lâm Phong và Túc Bảo? Nó cười, Túc Bảo, nhớ ba của mày chứ? À không, không phải ba mày. Ba mày và mẹ mày không nhận giấy chứng nhận cũng không tổ chức đám cưới. Thứ duy nhất họ có là một, nghi thức cưới hỏi. Thế nhưng nghi thức duy nhất đó lại bị tao thay thế trong đêm động phòng hoa trúc, ha ha ha. Tao thắng rồi, mẹ của mày đã thua. Mẹ của mày bị tao ném cho 7,8 lão già. Tiếc thay, người mẹ có mệnh lớn của mày không bị đám đàn ông già kia giày vò tới chết. Ha ha, Túc Bảo, mày chính là đồ con hoang. Đứa con hoang không rõ lão đàn ông xấu xí nào là ba của mình. Mục Thấm Tâm càng nghĩ càng không cam lòng. Ngày đấy nó quá ngây thơ, tưởng rằng Lâm Phong là lựa chọn tốt nhất, là người nhiều tiền nhất. Dùng mọi thủ đoạn như thăng cấp đánh quái vật, nó đã đạp Tô Cẩm Ngọc dưới chân rồi, nó thắng rồi, lắc mình từ tiểu tam lên làm chính thất và nhận giấy chứng nhận kết hôn. Những gì Tô Cẩm Ngọc không có được, nó đều có được. Chẳng ngờ tên đàn ông mà nó hao tâm tổn trí cướp được lại là đồ rác rưởi. Túc Bảo không khỏi ôm chặt thỏ con trong lòng.
Cô bé hiểu chỗ này không hiểu chỗ kia, nhưng điều đó không ngăn cản cô bé nắm được thông tin chính. Ba của cô bé không phải người ba trước đây. Ba của cô bé là ông già xấu xí. Còn có 7,8 ông già. Mục Thấm Tâm oán hận nguyền rủa, mày chính là đồ con hoang, thứ con hoang vừa thấp hèn vừa dơ bẩn. Là tiểu thiên kim của nhà họ Tô thì đã sao nào? Dòng máu chảy trong người mày mãi dơ bẩn và thấp hèn. Mục Thấm Tâm ôm oán hận trong lòng nên lời lẽ phun ra cũng độc ác và thẳng thừng, chẳng chút kiêng dè. Kỷ Trường chau mày, khẽ búng ngón tay, một lá bùa màu vàng bay ra bịt kín miệng Mục Thấm Tâm. Miệng gì vừa dơ vừa thối? Kỷ Trường chán ghét nói. Mục Thấm Tâm không chửi bới được nữa, chỉ có thể phát ra tiếng ú ú. Túc bảo, đi tắm rồi ngủ đi con, sư phụ xử lý con quỷ này, Kỷ Trường nói. Sát khí cõi âm của Mục Thấm Tâm đã bị hồ lô linh hồn hút cạn. Hồn thể của nó không, sống, được lâu nữa, tuy không thu hồn cũng chẳng hại được ai, nhưng vẫn nên diệt luôn, diệt cỏ phải diệt tận gốc mà. Không thể để Túc Bảo làm những chuyện như này. Túc Bảo muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, ngoan ngoãn gật đầu, vâng thưa sư phụ. Dứt lời, Túc Bảo ôm thỏ con vào trong phòng, lấy đầu ngủ rồi vào nhà tắm. Kỷ Trường nhìn về phía Mục Thấm Tâm, ta rất tò mò ngươi đã chết như thế nào. Hồi nãy ngươi nói đã hại chết Lâm Phong. Hắn ta chết như thế nào? Kỷ Trường vuốt cằm đầy hứng thú, đánh giá Mục Thấm Tâm. Mục Thấm Tâm quay đầu sang một bên. Kỷ Trường nhướng mày, ha, cũng cứng đầu đấy. Hắn khẽ động ngón tay, dứt khoát hủy luôn một nửa hồn thể của Mục Thấm Tâm. Mục Thấm Tâm kêu một tiếng đau đớn. Kỷ Trường, bổn đại nhân chỉ tò mò muốn biết, không phải nhất định muốn nghe, nếu ngươi đã không nói thì ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Mục Thấm Tâm, nó muốn nói mà. Nhưng ít ra Kỷ Trường phải tháo lá bùa màu vàng trên miệng nó ra chứ. Kỷ Trường bỗng bừng tỉnh ngộ, ô, quên mất miệng ngươi còn dán lá bùa. Mục Thấm Tâm, lòng lạnh như cho nguội. Lá bùa được tháo ra, Mục Thấm Tâm chẳng còn chút sức lực để cáu kỉnh, chỉ nằm dưới đất như đã chết, buồn bã nhớ lại rồi nói, ta bị Lâm Phong đạp một cước chết luôn. Ngày sinh nhật Túc Bảo, hai người bọn họ hao tâm tổn trí đi từ Nam Thành tới nhà họ Tô. Chẳng ngờ lại bị Tô Nhất Trần vả mặt, đưa thẳng lên xe cảnh sát. Trên xe, Lâm Phong chửi mắng Mục Thấm Tâm hại anh ta rồi đạp một cước trong cơn tức giận. Xe cảnh sát được thiết kế riêng để áp giải phạm nhân, hai bên có chỗ ngồi, xung quanh có lan can sắt, ở cửa có một ổ khóa. Ngươi biết không, cú đá của Lâm Phong quá tàn nhẫn, hại Mục Thấm Tâm đập đầu vào lan can sắt. Thật trùng hợp, đầu nó còn nện vào ổ khóa. Ổ khóa kia xuyên vào hộp sọ Mục Thấm Tâm làm đứt động mạch, thế là Mục Thấm Tâm đi đời nhà ma. Nếu ta không chết, ta chỉ bị nhốt vài ngày vì tung tin đồn nhảm, khi ta ra ngoài còn có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh đế Tô Lạc của nhà họ Tô là nam thần trong lòng Mục Thấm Tâm. Đợi nó chỉnh hình xong với ngoại hình xinh đẹp, thay đổi thân phận là hoàn toàn có thể debut, sau đó thì, nhà ở bên hồ được hưởng ánh trăng sáng. Không được thì nó cũng có thể xin làm giúp việc nhà họ Tô. Làm gì chẳng được, miễn là có thể tiếp cận Túc Bảo. Với sự hiểu biết của nó về Túc Bảo, lấy được lòng con nhóc chẳng phải quá đơn giản ư. Trẻ con dễ lường gạt nhất mà. Chiếm được lòng tin của Túc Bảo rồi, tiến dần từng bước, tìm cách bò lên giường Tô Lạc, cứ vậy, chẳng phải nó sẽ trở thành tứ phu nhân của nhà họ Tô sao? Kỷ Trường cười giễu cợt, hỏi, vậy sao Lâm Phong lại chết? Mục Thấm Tâm cười lạnh, còn có thể vì sao nữa, lệ quỷ quá dễ dàng hù dọa người. Lâm Phong sống trong tù vốn khốn khổ vô cùng. Nhà họ Tô chi tiền để chăm sóc Lâm Phong, kết quả anh ta chỉ có thể uống nước lấy từ bồn cầu và ăn thức ăn thừa do người khác nhổ vào. Tinh thần Lâm Phong trở nên bất ổn, cộng thêm Mục Thấm Tâm xuất hiện vài lần khiến Lâm Phong sợ tới độ tè ra quần. Cuối cùng anh ta lấy một tấm ván gạch và tự đập chết mình. Kỷ Trường gật đầu, thấy Túc Bảo sắp đi ra thì nói xong rồi à. Vậy không cần giữ ngươi lại nữa rồi. Mục Thấm Tâm không cam tâm thét lớn, đợi chút, ta đã nói hết rồi, sao ngươi vẫn không buông tha cho ta? Kỷ Trường nhướng mày, đáy mắt thoáng hiện chút ngả ngớn, ta từng nói sẽ tha cho ngươi à? Không đợi Mục Thấm Tâm nói thêm gì, Kỷ Trường búng tay một cái, Mục Thấm Tâm lập tức hồn bay phách tán, thiên đại tam giới từ đây không còn Mục Thấm Tâm. Đám quỷ con trên nền nhà hoảng loạn bò lung tung. Túc Bảo tắm xong mặc đồ ngủ hình hoa anh đào đi ra, hỏi, ồ. Gì đâu rồi ạ? Kỷ Trường nói, đi rồi. Túc Bảo ngẩn người, không cần bắt sao? Kỷ Trường,
nó không hại thêm được bất cứ người nào đâu, dù không bắt hồn thể của nó thì vài ngày nữa nó cũng hồn bay phách tán thôi, đừng để ý đến nó nữa. Còn đám quỷ con này phải tạm thu hồn vào hồ lô, chờ có cơ hội đầu thai thì lại xuống địa ngục. Túc Bảo gật đầu, được à. Cửa phòng cộc cộc vài tiếng, bà cụ Tô đi vào, cảm giảm, sao còn chưa ngủ. Bà ngoại kể chuyện cho con nhé. Cục bột nhỏ ngoan ngoãn lên giường, tự mình đắp chăn, im lặng nghe bà cụ Tô kể chuyện, sau đó nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Bà cụ Tô xoa đầu Túc Bảo, toàn hôn lên trán cô bé nhưng lại nhớ ra mình không làm nổi chuyện đơn giản như vậy. Bà cụ không đứng dậy được mà Túc Bảo lại nằm giữa giường. Ôi, già rồi, vô dụng rồi. Bà cụ Tô nhìn Túc Bảo, cũng không biết bà già này có thể ở với con được bao lâu nữa. Kỷ Trường lặng yên dựa vào ghế, cục mi nhìn cục bột nhỏ đang say giấc. Cô nhóc này ban nãy muốn hỏi ba mình là ai phải không? Bị nữ quỷ độc ác kia mắng là con hoang, dù là cô nhóc không am tường thế sự thì đáy lòng cũng bị tổn thương. Tìm ba à, Kỷ Trường lấy cuốn sổ của mình ra, cái này đơn giản, sư phụ chỉ cần 10 giây đã tìm được giúp con. Hắn tập trung tinh thần, cuốn sổ nhỏ mà ngày thường chỉ mở một nửa, nay mở tiếp nửa sau. Gân xanh trên trán Kỷ Trường hơi gồ lên, cuối cùng cũng lật tới trang viết về Túc Bảo. Chết tiệt, trừ khi sách tự động mở ra, nếu không mỗi khi mình mở đều tiêu hao phần lớn sức lực. Sau khi loay hoay mở tập sách, lại trông thấy cột ba mẹ ruột viết. Mẹ ruột, Tô Cẩm Ngọc. Ba ruột, không rõ. Kỷ Trường. Hắn gập sách lại, sờ sống mũi cao thẳng của mình, ho nhẹ một tiếng rồi nói, bỏ đi, tìm ba ruột gì chứ, chúng ta không cần. Túc Bảo ngủ rất say. Trong mơ, cô bé lạc trong sương trắng, xa xa là rừng rậm. Túc Bảo, qua đây. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Ba, Túc Bảo vô thức thốt lên, đôi chân ngắn đi về phía rừng cây. Nhưng đi mãi không thấy điểm đến. Túc Bảo mệt mỏi đặt mông xuống đất, bên tai vang lên tiếng cười, ha ha. Cô bé giật thót, vừa ngoảnh đầu đã thấy một bà lão mặc đồ đường màu xanh đang ngồi xổm trước mặt nhìn cô bé chằm chằm, nhe răng cười cười. Con tìm ba con hả, bà biết, bà nói cho con nhé. Bà cụ vận đồ nhà đường duỗi tay. Túc Bảo bất ngờ tỉnh giấc, mở choàng hai mắt. Ngày hôm sau, lại đến ngày cuối tuần khiến người ta cảm thấy sung sướng nhất. Tô Tử Chiến và Tô Tử Du khá là có tính kỷ luật tự giác, vẫn thức dậy lúc 7 giờ nhưng Tô Tử Tích và Hân Hân thì lại khác, khi chưa bị đói meo cả bụng thì tuyệt đối sẽ không chờ mình. Tô Tử Du dạo quanh giá sách ở tầng 1, ngồi ngay ngắn thẳng tắp, trên khuôn mặt nhỏ toàn là vẻ nghiêm nghị. Cường độ cảm ứng từ, B bằng F in. Thông lượng từ, phi viết hoa là thông lượng từ, B là cường độ cảm ứng từ. Giả sử rằng thông lượng từ được xác định bằng một giá trị nhất định, muốn đạt tới giá trị bằng phi viết hoa, B và F được đặt. Tô Tử Chiến ngồi ở đối diện đang đọc văn học Shakespeare ngẩng đầu. Em ấy đang tính cái quỷ gì vậy? Tô Tử Chiến nói, em lại đợi Túc Bảo à? Trong hoàn cảnh bình thường thì Tô Tử Du thích ở trong phòng một mình, bởi vì phòng của cậu có một cái bàn học siêu to khổng lồ, có thể chứa đủ đống sách vở cao như núi của cậu. Tô Tử Du không thèm ngẩng đầu lên, buột miệng thốt ra, nói linh tinh. Tô Tử Chiến cười nhạo, lấy điện thoại ra bấm. Ngày hôm qua em đi qua đi lại ở chỗ đó, thế mà còn nói là không phải tìm Túc Bảo, nhưng anh nhìn thấy em đi qua đó rồi. Hai tai Tô Tử Du nóng lên, mặt không đổi sắc nói, con mắt nào của anh nhìn thấy hở? Em không đi tìm Túc Bảo, em đi ngang qua cửa phòng của em ấy cũng không được à? Tô Tử Chiến hoàn toàn không cho em trai mình chút mặt mũi nào, chìa điện thoại ra rồi bấm mở video, giơ ra trước mặt cậu. Tô Tử Du, mặt có hơi đau. Cậu nhanh chóng hừ một tiếng, đúng vậy đó, em đi tìm em ấy, sao nào? Túc Bảo lợi hại như vậy, đi tìm em ấy mất mặt lắm hở? Đương nhiên là không rồi. Vả mặt thì cứ vả mặt đi, cậu thích vậy đó. Ngược lại là anh của cậu, sau này nếu cũng phát hiện ra Túc Bảo lợi hại như vậy, chẳng phải là sẽ tranh giành với cậu à? Em gái là của cậu nhé. Tô Tử Du nhìn Tô Tử Chiến với vẻ mặt cảnh giác, cầm theo cuốn sách số học của mình đi qua cái ghế sofa ở bên kia. Tô Tử Chiến. Gì vậy trời, cái gương mặt đề phòng kia của em ấy là có ý gì hả? Cứ làm như cậu muốn tranh giành Túc Bảo với em ấy không bằng. Có khả năng không chứ? Tô Tử Chiến hừ nhẹ một tiếng thông qua lỗ mũi, nếu không phải trợn trắng mắt không yêu nhã, cậu nhất định sẽ hung hăng tặng cho Tô Tử Du một ánh mắt xem thường. Đúng lúc này, Túc Bảo ôm thỏ con dụi hai mắt đi xuống tầng.
Tô Tử Du sửng sốt, lập tức buông quyển sách số học trong tay mình xuống. Em gái, sao em lại dậy sớm vậy? Tô Tử Chiến đang ngồi đọc sách ở bên cạnh không thèm ngẩng đầu lên, trong lòng khinh bỉ, còn gọi là em gái cơ đấy. Túc Bảo ngáp một cái, trên đỉnh đầu có một nhúm tóc rối dựng thẳng lên trời, hai con người cũng hơi lờ đờ, hoàn toàn là dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Tô Tử Du nhíu mày, sao không ngủ thêm một chút? Túc Bảo nhìn về phía Tô Tử Du, miệng chề ra, tủi thân nói, anh nhỏ, em mơ thấy ma nên bị dọa tỉnh. Tô Tử Du, cậu không tự chủ mà nhớ tới dáng vẻ hung hãn của Túc Bảo lúc bắt quỷ vào tối ngày hôm qua. Bé mà cũng có thể bị ma dọa tỉnh được á? Tô Tử Du đang định chu đáo an ủi vài câu, lại chợt nhìn thấy hình như Tô Tử Chiến đang nhìn mình, cậu có thể tưởng tượng ra ngay được dáng vẻ cười như không cười của anh trai mình. Cậu lập tức kìm lại, vỗ vai Túc Bảo nói, không sợ, trên. Ma quỷ không có gì đáng sợ cả. Vốn dĩ cậu định nói trên đời này không có ma quỷ, cũng may là kịp thời phản ứng lại được. Bà cụ Tô bưng đồ từ trong phòng bếp ra, nhìn thấy Túc Bảo thì kinh ngạc hỏi, Túc Bảo, sao con lại dậy sớm thế? Cuối cùng ánh mắt của Túc Bảo cũng có tiêu cự, bé sờ bụng nhỏ nói, bà ngoại, Túc Bảo đói rồi ạ. Bà cụ Tô vui tươi hớn hở, thì ra Túc Bảo bị đói tỉnh hả, nào tới đây, bà ngoại vừa mới làm màn thầu xong. Túc Bảo lập tức chạy lên trên tầng, con đi đánh răng đây ạ. Tô Tử Du gập quyển sách số học lại, đi đến cạnh bàn ăn bày biện bộ đồ ăn giúp bà cụ Tô. Tô Tử Chiến chỉ cảm thấy rất khó hiểu, Tô Tử Du đam mê tính toán, chỉ cần là thứ mà cậu muốn tính và muốn học, xét có đánh đến trước mặt thì cậu cũng sẽ không động đậy chút nào. Hiện giờ lại bởi vì Túc Bảo mà đi bày bát đũa cho bà ngoại ư. Tô Tử Chiến cũng đóng sách lại, đi qua hỗ trợ. Thường thì mấy việc trong nhà như này đều sẽ do người hầu làm hết, thân là tiểu thiếu gia của nhà họ Tô, ngày thường quả thật không có thói quen sắp bát đũa. Trước kia nhà họ Tô không có bầu không khí sinh hoạt như vậy. Dì giúp việc làm bữa sáng xong, từ từ bày biện ra bàn, người nhà họ Tô sẽ lạnh lùng tự ngồi xuống, ăn xong ai bận gì thì đi làm việc của người nấy. Tô Tử Chiến đã quen rồi. Nhìn Túc Bảo lạch bạch chạy xuống dưới tầng, Tô Tử Chiến phát hiện từ sau khi cô em gái này tới. Trong nhà đã bất giác thay đổi rất nhiều. Hình như em gái cũng không đáng ghét đến vậy. Khi đang nghĩ như vậy, Túc Bảo đột nhiên giẫm hụt một phát, dạng thẳng chân ngã lên mặt đất vang lên một tiếng rầm. Đằng sau bé là một con vẹt đang gật gù đắc ý, vỗ cánh phành phạch. Con vẹt không dừng lại, quắc một tiếng giẫm qua đầu Túc Bảo. Tô Tử Chiến. Tô Tử Du. Tô Tử Chiến cười nhạo một tiếng, ngốc quá. Túc Bảo ôm đầu, khóc hu hu. Tiểu ngũ mày dẫm lên đầu tao. Con vẹt đứng thẳng lượn một vòng trước mặt Túc Bảo, vừa lượn quanh vừa kêu, xin lỗi. Xin lỗi, làm lại lần nữa nào. Túc Bảo trừng mắt. Tô Tử Du vội vàng đi tới kéo Túc Bảo lên, hỏi, có đau không? Túc Bảo lắc đầu, không đau, khinh công của em đỉnh lắm. Tô Tử Du không nhịn được muốn cười. Đó gọi là công phu, dạng thẳng chân thì phải gọi là công phu mới đúng. Túc Bảo bừng tỉnh gật đầu. Công phu. Bé hiểu rồi. Trước kia ở nhà họ Lâm chẳng có ai dạy cho bé cả, cũng sẽ không có ai trò chuyện hay tán dóc với bé. Cho nên khi đó bé đã gây ra rất nhiều trò cười. Nhưng mà bây giờ đã khác trước rồi, hiện tại bé cũng là một bé con siêu cấp lợi hại, bé đã học được rất nhiều từ, hiểu được rất nhiều điều. Bé sẽ càng ngày càng lợi hại. Bà cụ Tô bưng một chén mì đi tới, Tô Tử Chiến tiến lên nhận lấy, giọng nói nhàn nhạt. Bà ngoại, mấy chuyện này cứ để dì giúp việc làm là được. Bà cụ Tô cười nói, không sao, hoạt động cơ bắp xương cốt một chút cũng tốt. Một lúc sau dì giúp việc bưng hết đồ ăn sáng lên bàn. Dạo này bà cụ Tô toàn đích thân xuống bếp nấu nướng, phòng bếp đã gấp rút mở ra một khu vực đặc biệt dành riêng cho bà cụ Tô không tiện đi đường sử dụng. Bữa sáng hôm nay, bà cụ Tô làm mì thiết vịt, màn thầu sữa đậu nành, sủi cảo tôm hấp, trứng chiên thập cẩm, bánh bột lọc. Túc Bảo đang gặm màn thầu, dù là một cái màn thầu trắng phau, bé cũng ăn đến vô cùng ngon lành. Túc Bảo, ăn chút mì đi con. Bà cụ Tô nhìn thấy Túc Bảo ăn gì thì đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Túc Bảo không kén ăn, cho cái gì ăn cái nấy, đáp lại giòn giã xong thì bắt đầu bưng bát mì lên, phồng má thổi phù phù, húp sùm sụp. Tô Tử Chiến nhìn chằm chằm, thầm nghĩ ngon đến vậy cơ à. Tác phong của cậu bé đầy ưu nhã, vô cùng lịch thiệp cầm cái bát nhỏ lên. Dùng đũa gắp hai sợi mì. Bỗng nhiên cậu dừng lại, không biết vì sao mà cậu lại cảm thấy rất ngon,
hình như hương vị khác với tất cả những thứ mà cậu từng ăn trước đây. Ăn cơm xong, Túc Bảo đeo ba lô nhỏ lên chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay cục bột nhỏ đổi thành một cái ba lô thú cưng gấu mèo, vẫn cầm cụ rùa lên rồi bỏ vào trong đó, Tiểu Ngũ không đợi bé ra tay đã tự chui vào rồi. Bà cụ Tô hỏi, Túc Bảo, con đi đâu thế? Tô Nhất Trần vừa mới kết thúc cuộc họp đang nhanh chóng giải quyết bữa sáng, đặt bát đũa xuống, nói, tới nhà họ Đường một chuyến. Túc Bảo thấy bà ngoại tỏ vẻ khó hiểu thì giải thích, là cái chỗ Đường Minh Thịnh thế mà ngày trước cậu cả đã dẫn con tới tham dự buổi tiệc cắt băng khánh thành, chính là nhà họ Đường đó á. Cục bột nhỏ nhầm lẫn Đường Minh Thịnh thế với nhà họ Đường, nhưng mà điều đó không ảnh hưởng tới khả năng hiểu vấn đề của bà cụ Tô, bà liếc Tô Nhất Trần một cái. Bản thân mình tham công tiếc việc thì cũng thôi đi, lại còn muốn mang Túc Bảo đi cùng. Trẻ con không hiểu chuyện đòi đi chơi, con cũng muốn dẫn theo hả? Nhớ đâu lúc con đang làm việc mà Túc Bảo thấy chán thì sao? Tô Nhất Trần, sao mà anh lại bị ăn mắng nữa vậy? Xe chạy ra khỏi khu trang viên của Sơn Trang bán đảo, lái dọc theo đường vòng cao tốc đến thẳng nội thành Sầm Uất, đi tới một nơi tụ tập khác của giới nhà giàu, khu Thanh Tú. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khu Thanh Tú quy tụ những trường đại học tốt nhất trong thành phố, tấc đất tấc vàng, có thể mua nhà ở đây được thì đều là người giàu có cao sang. Sáng sớm Đường Điền Điền đã đứng chờ ngoài cửa, cuối cùng cũng chờ được Túc Bảo tới, cười tươi roi rói. Tiểu thư Túc Bảo, mời vào trong, mời vào trong. Túc Bảo đang định bước vào, bỗng nhiên như cảm thấy gì đó mà đầu lại, lập tức nhìn thấy trên ban công tầng 2 của biệt thự phía đối diện, có một bà lão mặc trang phục thời Đường màu xanh lục đang bay lơ lửng trên không trung. Thấy Túc Bảo nhìn mình, bà ấy lập tức nhếch miệng cười. Túc Bảo, hôm nay Tô Tử Du không có hứng thú đến lớp mà đi theo Túc Bảo đến bên đây y như một tùy tùng nhỏ. Cậu ngẩng đầu, theo tầm mắt của Túc Bảo nhìn sang lầu 2 trước mặt, sao thế? Túc Bảo đang định vào cửa thì quay đầu, đi về phía biệt thự trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ đầy vẻ hùng hổ. Bước chân Tô Nhất Trần khẽ khựng lại, lập tức đuổi theo, Túc Bảo. Đáy lòng Đường Điền Điền khẽ giật thót, thôi xong rồi, là thứ gì chọc tổ tông nhỏ này không vui vậy? Vừa rồi trước lúc vào cửa bé có quay đầu nhìn cây phát tài ở bên phải một cái, chẳng lẽ là không thích cây phát tài? Nhanh nhanh nhanh, hai cậu tới đây, dọn cái cây phát tài này ra sân sau đi. Đường Điền Điền nói xong rồi vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa nói, ôi chao, tiểu thư Túc Bảo à, có chuyện gì thế không cháu? Túc Bảo đứng ngay trước mặt căn biệt thự đối diện, tay nhỏ chống nạnh nói với lên trên lầu, con chào bà cụ trên lầu ạ. Ơ không phải. Bà cụ trên lầu bà nghe cho rõ này, con nhịn bà hơi bị lâu rồi đó. Bà lão mặt trang phục thời Đường nhìn chằm chằm Túc Bảo, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Mấy người Tô Nhất Trần đi tới nhìn lên lầu 2, ai cũng khó hiểu, làm gì có hai trên lầu 2 chứ. Đường Điền Điền vô cớ cảm thấy quỷ dị, ra đầu tê dại, tiểu thư Túc Bảo à, bà cụ của căn nhà này đã qua đời vào năm ngoái rồi. Đừng nói là Túc Bảo thấy được bà cụ đó đang đứng trước mặt đấy nhé. Đường Điền Điền mềm nhũn cả chân. Túc Bảo quay đầu lại, đột nhiên hỏi ông ta, chú Đường à, bên đây cũng là nhà của chú ạ. Bé nhìn khuôn mặt của Đường Điền Điền rồi lại nhìn bà cụ đang đứng trên lầu 2 nhìn mình đăm đăm kia. Hai khuôn mặt này thật sự rất giống nhau, góc cạnh sắc sảo, cực kỳ đặc sắc. Đường Điền Điền sửng sốt, nào có, nhà bên đây là nhà họ Quan, lại nói tiếp gia đình này cũng rất đáng thương. Ông ta nói đến đây không khỏi dừng lại. Nhìn thấy Túc Bảo thường thường sẽ ngó lên lầu 2, ông ta cứ cảm thấy như thể có ai đó trên lầu 2 đang nhìn chằm chằm mình vậy, rợn hết cả người. Tô Nhất Trần hỏi, gia đình này bị làm sao? Đường Điền Điền thở dài một tiếng, mười mấy năm trước, nhà này có một cô con gái, bị người bạn tốt rất thân của cô bé giết chết một cách tàn nhẫn. Nghe nói thủ đoạn giết người rất tàn nhẫn, lột cả da thịt xuống. Cảnh sát chỉ tìm được bộ da chứ không thấy khung xương. Nhà họ Quan chỉ có một cô con gái này thôi, bà cụ không chịu nổi đả kích nên nổi điên luôn. Nói đến đây, Đường Điền Điền ngó sang hai bên trái phải rồi thấp giọng, trước khi cô nhóc đó bị bắt giữ, cảnh sát lại phát hiện cô nhóc chết thảm trong xưởng in, nghe nói là ông cụ nhà họ Quan tìm người giết chết. Có thể do chuyện này thực hiện rất kín kẽ, cũng có thể do cảnh sát không đành lòng, tóm lại cuối cùng kết thúc án tử, vì không tìm được chứng cứ nên ông cụ Quan cũng không có việc gì. Nhưng hai vợ chồng già này cũng đáng thương, trông tiều tụy hẳn đi, ở trong căn biệt thự còn vương hơi thở của con gái họ lúc sinh thời, cả hai cố gắng tìm kiếm xương cốt của con gái mình nhưng làm sao cũng không tìm được.
Sau đó vào năm ngoái bà cụ không chịu nổi nữa nên ra đi trước rồi. Vậy nên hiện giờ trong căn biệt thự này chỉ có mỗi mình ông cụ Quan. Đường Điền Điền vừa nhớ đến chuyện này thì cảm thấy sởn tóc gáy hơn, ban ngày ban mặt mà cứ cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Tô Nhất Trần hỏi, ông ta không ép hỏi chỗ ném xương cốt sao? Đường Điền Điền lắc đầu, chắc chắn có ép hỏi, nhưng không biết làm sao lại không hỏi ra được. Kỷ Trường tựa vào vách tường chỗ bóng râm của căn biệt thự, nhướng mày nói, nếu ta không đoán sai, nơi này hẳn là căn nhà của cô bạn thân của ả quỷ hư vinh kia. Trùng hợp thật, trùng hợp đến mức khiến họ cứ cảm thấy chắc chắn có chuyện gì đó bên trong. Kỷ Trường ngẩng đầu quan sát. Túc Bảo nhón chân, vội la lên, bác ơi, con muốn đi vào. Có thể gõ cửa không? Tô Nhất Trần bảo trợ lý đến ấn chuông cửa, một bên bế Túc Bảo lên. Đường Điền Điền ặc một tiếng, cẩn thận nói, tiểu thư Túc Bảo quen người trong nhà này ư. Nói thật, ông ta không muốn vào. Trước đó ông ta còn muốn bán luôn căn biệt thự của mình nữa kìa, nhưng thầy bói nói với ông ta căn biệt thự đó nằm trong vùng đất phong thủy, chỉ cần sống trong đó thì sẽ luôn thuận lợi phát tài nên ông ta mới không dọn đi. Nhưng đi vào đây là chuyện không đời nào, ông ta ở lâu như vậy, ám ảnh tâm lý thật sự rất lớn. Chỉ nghe Túc Bảo nói, chú Đường à, mẹ của chú ở trên đó đấy nha. Đường Điền Điền sửng sốt, gì cơ? Túc Bảo khoa tay múa chân, mặt của bà cụ ấy trông rất giống chú, góc cạnh sắc sảo y như nhau. Đường Điền Điền vừa nghe từ mô tả này, gần như xác định ngay người cục bột nhỏ này nhìn thấy thật sự là mẹ của ông ta. Đi thôi, chúng ta đi vào, ông ta lập tức nói. Túc Bảo nhìn ông ta một cái, Đường Điền Điền đã tiến lên gọi người, chú Quan, là con nè. Con là Tiểu Đường đây, chú mở cửa đi. Khúc Hưởng ấn chuông cửa rất lâu, bên trong chẳng thấy ai đáp lại, Đường Điền Điền đành phải tự đi lên gọi. Ông ta nói, chú Quan không thích bị người khác quấy rầy, nhất là sau khi cụ bà qua đời, gần như ông ấy không ra khỏi sân nhà. Gọi một lúc lâu, chuông cửa video trò chuyện mới truyền ra một giọng nói yếu ớt, chuyện gì? Đường Điền Điền nói, chú à, bọn con, ông ta nhìn về phía Túc Bảo, bỗng nhiên phát hiện không biết lý do để vào thăm hỏi là gì, cũng đâu thể nói mẹ của con ở trên tầng nhà chú được. Túc Bảo nói với chuông cửa, ông Quan ơi, cháu biết xương cốt của chị gái đang ở đâu ạ? Chuông cửa video bỗng dừng im bặt, chỉ chốc lát, cánh cửa phát ra tiếng vang nhỏ, tự động mở ra. Vào đi, giọng nói của ông cụ Quan vẫn yếu ớt như vậy, nhưng cẩn thận nghe có thể nghe ra một chút kích động. Nhóm người bước vào cổng biệt thự. Tô Tử Du âm thầm nuốt nước miếng, cuối cùng giơ tay khẽ túm lấy quần tây của Tô Nhất Trần, đây là sự quật cường cuối cùng của cậu. Sắp đi vào cửa, Túc Bảo lại ngẩng đầu nhìn lên lầu 2. Bên trên cánh cửa vào nhà là ban công lầu 2, lúc này đây bà cụ mặc trang phục thời Đường đang treo trên lan can, nhìn xuống dưới thăm dò. Người luôn luôn chú ý Túc Bảo là Tô Tử Du đã đoán được Túc Bảo đang nhìn gì. Cậu ngẩng đầu nhìn lên ban công lầu 2 trống rỗng, Tô Tử Du chỉ cảm thấy không nhìn thấy gì còn đáng sợ hơn nhìn thấy. Tay nhỏ không khỏi nắm chặt thêm chút. Cảm nhận được ống quần bị túm lấy, Tô Nhất Trần rũ mắt nhìn Tô Tử Du một cái, sợ cái gì? Giọng nói của anh lạnh lùng, dường như khi đối mặt với con trai ruột của mình cũng không ấm áp được mấy. Tô Tử Du quay đầu đi, con đâu có sợ. Tuy nói như thế nhưng sức lực túm lấy ống quần của Tô Nhất Trần càng chặt hơn. Tô Nhất Trần cạn lời, duỗi tay dắt cậu. Cuối cùng nhóm người cũng vào phòng, một mùi hương mục ruỗng lập tức ập vào mặt, hòa quyện trong đó là mùi thuốc đặc trưng và hơi thở không sao tả được của ông cụ. Một giọng nói truyền đến từ video, đi lên đi, tôi đang ở lầu 2. Tô Tử Du hoảng sợ. Túc Bảo đã xung phong lên trước rồi, một bên còn nắm tay cậu ấy, anh ơi, đi mau đi mau. Phòng ngủ chính của lầu 2, sau khi đẩy cửa ra trong phòng tối om một mảnh, bức màn kéo lại ngăn cản ánh mặt trời bên ngoài. Bà cụ mặc trang phục thời Đường đứng lẳng lặng ở chỗ góc tường, vẫn cứ nhìn Túc Bảo chằm chằm, không nói một lời. Túc Bảo không để ý đến bà ấy, sau khi bước vào thì thử hỏi, ông Quan ơi, có thể mở cửa sổ ra chút được không ạ? Chỉ một chút thôi. Trên giường có một người đang nằm, bỏ qua khuôn mặt ông ấy, chỉ cảm thấy cả căn phòng đều chìm trong bầu không khí trầm lặng. Cả đám người vào phòng, người nằm trên giường lại chẳng có chút động tĩnh nào. Đường Điền Điền càng thấy rợn người hơn, nếu không phải vừa rồi còn nghe được giọng nói của chú Quan trên video thì ông ta còn hoài nghi. Khoan đã, nếu chú Quan thật sự bị gì đó, vậy chẳng phải việc nghe thấy giọng ông ấy qua video càng khủng bố hơn sao? Đường Điền Điền run giọng nói,
chú quan ơi. Cuối cùng người trên giường cũng khụ một tiếng, hơi thở mỏng manh, mở đi. Khúc Hưởng vội vàng bước vào hé bức màn ra một chút, sẵn tiện mở cửa sổ. Luồng không khí mới mẻ ùa vào, mọi người mới cảm thấy dễ chịu đôi chút, cũng thấy rõ cụ ông nằm trên giường. Mặt ông ấy hóp lại, gầy đến trơ xương, mí mắt sụp xuống không mở mắt ra được, ánh mắt vẫn đục nhìn hết một vòng, rồi dừng trên người Túc Bảo. Là cháu nói, tìm được xương cốt của Nam Nam sao? Giọng của ông ấy nhẹ tênh, như thể dùng hết sức cuối cùng phát ra khỏi cổ họng vậy, toàn thân đầy vẻ âm trầm, chỉ có hai mắt thỉnh thoảng chuyển động. Tô Tử Du nghiêm khuôn mặt nhỏ, Đường Điền Điền cũng có chút không bình tĩnh, tuy vẫn là người sống nhưng sao cứ cảm thấy đáng sợ thế này. Ngay giây sau, lại thấy Túc Bảo bước tới, vươn tay nắm lấy cổ tay khô như que củi của ông cụ, ông ơi ông đừng lo, Túc Bảo biết xương cốt của chị gái đang ở đâu. Cục bột nhỏ nói lời an ủi. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay bé phát ra một vầng sáng mỏng, nhỏ đến mức không thể phát hiện xuyên vào cơ thể ông cụ. Đôi mắt ông cụ hơi mở một tí, bầu không khí nặng nề này dường như cũng được đuổi đi, mọi người cũng không biết tại sao, tựa như đang từ âm phủ về lại nhân gian vậy. Chú quan chống cơ thể của mình, run run muốn đứng dậy. Đường Điền Điền có mắt nhìn, không đợi người khác phản ứng đã chạy qua đỡ ông ấy dậy, chú quan, sao chú lại ở nhà một mình vậy? Sức khỏe hiện giờ của chú e rằng còn không thể tự chăm sóc mình. Điều ngoài ý muốn là chú quan mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ, ngoại trừ mùi thuốc ra trên người cũng không có mùi lạ nào. Nhìn quanh khắp phòng, tuy u ám nhưng vẫn coi là sạch sẽ ngăn nắp. Đây là một cụ ông rất xem trọng thể diện. Chú quan thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, cần chăm sóc gì chứ, người sắp chết. Túc Bảo nhìn ông cụ trước mắt, đáy mắt có chút đau buồn, trên đầu ông cụ có một nén nhang. Sư phụ từng nói, âm hương trên đỉnh đầu, hương cháy rụi người cũng mất. Túc Bảo không đợi ông ấy hỏi đã nói, ông ơi, xương cốt của chị gái ở ngay dưới sân bóng của trường học. Chị ấy tên Quan Dĩ Nam, bạn thân chị ấy tên Lý Nhược Bình. Đúng không ạ? Túc Bảo biết chị ấy là một chị gái rất tốt bụng, đưa rất nhiều quần áo xinh đẹp mình không cần cho bạn tốt, nhưng bạn tốt lại giết chị ấy. Chú quan sửng sốt, thoáng chốc nước mắt trào ra, run rẩy nhớ lại, đỡ ông qua đó. Ông muốn đi đón Nam Nam. Mười mấy năm, ông ấy đợi mười mấy năm, cho rằng cả đời cũng chẳng tìm được xương cốt con gái mình, thế mà không ngờ trước khi đi còn có thể nghe được tin tức. Tô Nhất Trần liếc nhìn Khúc Hưởng một cái, Khúc Hưởng đang ngơ ngác chợt lấy lại tinh thần, vội vàng gọi cho cảnh sát. Đường Điền Điền nói, chú quan chú đừng gấp, chú qua đó cũng vô dụng thôi, cảnh sát cũng không cho chú đến gần đâu. Túc Bảo cũng nói, ông cứ yên tâm, còn có Túc Bảo mà. Chú quan rũ mắt nhìn bé chằm chằm, bỗng dưng thu hồi tầm mắt, suy sụp dựa vào đầu giường. Ông làm việc chưa bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm. Bố mẹ công nhân bị bệnh, ông không chỉ đưa tiền trợ cấp và tiền chữa bệnh, thậm chí còn giúp liên lạc với chuyên gia nước ngoài. Cả đời ông làm việc thiện, điều làm ác duy nhất là giết chết con nhóc kia. Đường Điền Điền thầm kinh ngạc, lời đồn cô nhóc đó bị chú quan giết chết là sự thật ư. Kỷ Trường đứng một bên nói gì đó, Túc Bảo gật đầu, hỏi, ông ơi, vậy tại sao ông không hỏi xương cốt của chị ấy ở đâu chứ? Rốt cuộc chị ấy chết như thế nào? Chú quan thở dài một hơi, dường như đã trút ra hết nỗi bực trong lòng, sắc mặt vừa chuyển biến tốt đẹp hình như lại tiều tụy đi. Từ nhỏ chúng tôi đã dạy Nam Nam phải thiện lương, che chở tỉ mỉ. Con bé lấy hết những thứ nó thích nhất cho Lý Nhược Bình, kể cả váy vóc phiên bản giới hạn, bản thân chỉ luyến tiếc mặc có vài lần lại đi cho Lý Nhược Bình. Con bé sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Lý Nhược Bình, còn cố tình tháo nhãn mác của món đồ mới mua ra, nói rằng bản thân không cần. Chúng tôi vẫn luôn duy trì sự thiện lương của con bé, thậm chí còn để Lý Nhược Bình tùy tiện ra vào nhà mình. Nào biết rằng con nhóc dịu dàng đáng yêu, ngây thơ thiện lương ấy lại là ác ma dối trá thế này. Kỷ Trường ôm cánh tay, im lặng lắng nghe. Chú quan lại nói, uống rượu chỉ nên say 7 phần, ăn cơm chỉ nên no 7 phần, vĩnh viễn đừng đối xử quá tốt với một người, đừng lấy sự thiện lương đo đạc lòng người. Đáng tiếc đạo lý này ông cụ hiểu quá muộn. Dưới lời tự thuật của chú quan, cảnh tượng thảm thiết của mười mấy năm trước chậm rãi được vạch trần. Hóa ra sau khi Lý Nhược Bình bỏ việc ở xưởng in, bèn gạt mọi người tìm được một công tác, thể diện, nhưng thu không đủ chi, dần dần thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi càng ngày càng nhiều. Nhưng dường như cô ta càng lúc càng đắm chìm trong kiểu sống dối trá này, thậm chí nảy sinh ý tưởng thay thế Quan Dĩ Nam, ý tưởng đó càng ngày càng điên cuồng. Có một hôm,
Cô ta gọi điện thoại tới nói mình đang ở bệnh viện nào đó ở Lâm Thành, bị người ta lừa, nói rằng cô ta vốn định mua thuốc cho cha mẹ, nhưng lại bị bệnh viện lậu hạn chế quyền tự do thân thế. Phải có 10.000 tệ, còn phải có người tự mình đến chuộc. Trong điện thoại cô ta khóc quá thảm thương, tính cách nam nam dễ mủi lòng, cứ như thế sốt ruột đến đó. Chú quan rất hối hận vì đã che chở con gái quá tốt, cô bé lớn trên tháp ngà voi, quá thiện lương cũng quá ngây thơ, không ngờ sẽ bởi vậy mà bỏ mạng. Chú quan đau khổ nhắm mắt lại, Lý Nhược Bình cũng chẳng phải bị bệnh viện giam giữ gì, cô ta chỉ đang ở bệnh viện chỉnh hình ác độc nào đó mà thôi. Loại bệnh viện chỉnh hình này am hiểu nhất là việc lừa dối những cô gái không hiểu chuyện đi phẫu thuật thẩm mỹ, nói cắt mắt hai mí chỉ với 1.000 tệ, cuối cùng lại bắt kỳ tờ cho vay mấy chục nghìn, thậm chí khiến con người ta hãm sâu không thể nào chạy thoát. Và bản thân cô ta cũng đang làm chuyện không để người khác biết như vậy. Lý Nhược Bình đưa ra 1.000 vạn. Nhờ bệnh viện chỉnh hình dùng da thật để phẫu thuật mình thành người khác. Bọn họ cũng dám nhận thật, cháu dám tưởng tượng dưới vòng pháp luật sờ sờ như thế lại có kẻ kinh doanh da người không? Không chỉ có da mặt, thậm chí mỗi bộ phận bên trong cơ thể cũng được chuẩn bị sẵn. Đợi đến khi nhóm người chú quan hay tin rồi chạy đến, đã không thấy bóng dáng quan dĩ nam đâu nữa. Người không biết đi đây, chỉ có Lý Nhược Bình che lại khuôn mặt đầy máu. Gào khóc nói rằng quan dĩ nam vì cứu cô ta đã bị người xấu bắt đi rồi. Bọn ông vô cùng lo lắng tìm con bé khắp nơi, trong lúc đó Lý Nhược Bình vào nhà bọn ông ở, lấy lòng đủ kiểu. Chú quan cười khổ, nếu ông còn không nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, vậy thật là. Tựa như không muốn nhớ lại, vẻ mặt chú quan càng lúc càng đau khổ, nước mắt vẫn đục lặng lẽ chảy xuống. Khi tìm được nam nam, họ cũng chỉ thấy từng vụn da thịt còn sót lại. Phần khung xương khó xử lý lại không biết ở nơi nào, tựa như đá chìm đáy biển, rốt cuộc không tìm về được nữa. Kẻ ra tay không phải Lý Nhược Bình, cô ta cùng lắm chỉ được coi là đồng phạm lừa nam nam đến chỗ kia, nếu cô ta khóc giống hối hận, không chắc được tòa án sẽ phán cho cô ta vài năm. Nhưng bọn ông lại tự quyết định để cô ta chết. Đáy mắt chú quan hiện lên một chút tàn nhẫn, vươn hai tay bưng kín mặt. Chỉ là dùng hết mọi cách, Lý Nhược Bình cũng chẳng nói được gì. Suy cho cùng cô ta không phải người sang tay nam nam cuối cùng, làm sao cô ta biết được khung xương của nam nam ở đâu. Nhưng ông ấy cũng không tha cho cô ta, dẫu chuyện này có xảy ra lần nữa, chú quan cảm thấy bản thân vẫn sẽ làm vậy. Ông hối hận nửa đời, không phải hối hận vì đã giết Lý Nhược Bình mà hối hận bọn ông không dạy dỗ con gái cho tốt. Nói đến đây, cuối cùng chú quan không kiềm được gào khóc. Mọi người nghe chú quan nói xong, sắc mặt trở nên nặng nề, cảm giác không thở nổi. Tô Nhất Trần nhìn về phía Túc Bảo, thấy Túc Bảo im lặng nghe. Bé không sợ không ngại mà nắm tay chú quan. Đối với chuyện bi thảm này, Tô Nhất Trần không biết bé nghe hiểu bao nhiêu. Theo lý, bình thường không nên để trẻ con nghe chuyện này, nhưng không hiểu sao Tô Nhất Trần lại cảm thấy Túc Bảo không phải đứa bé bình thường. Kỳ Trường nói cách khác, sau khi Lý Nhược Bình biến thành ác quỷ mới biết chỗ chôn xương cốt của quan dĩ nam. Như vậy 17 bộ hài cốt còn lại ở sân trường lại là vì nguyên nhân khác. Túc Bảo khẽ nói với chú quan, ông đừng đau lòng. Bé nhích lại gần, lẩm bẩm không biết đang nói gì mà sắc mặt chú quan thay đổi từ chấn động, kinh ngạc đến vui sướng rồi dần dần bình tĩnh lại. Được, được lắm, ông ấy hung hăng nói, đáng đời, báo ứng. Túc Bảo nhìn âm hương trên đầu ông cụ, không chịu nổi nữa. Ông quan, ông có gì cần con giúp không ạ? Túc Bảo hỏi. Chú quan cảm thấy hơi mệt mỏi, lẩm nhẩm lắc đầu, không có. Không có, ông xuống dưới đã có thể nói rõ với bà cụ rồi, trước khi chết bà ấy còn nhớ mãi không quên dặn ông phải tìm con gái. Mí mắt của ông ấy nặng nề chậm rãi muốn đóng lại, lại cố gắng mở ra, đúng rồi, nếu có thể, Túc Bảo có thể giúp ông tìm người. Túc Bảo gật đầu, con có thể thử. Nhưng chú quan không nói tiếp nữa, đã vĩnh viễn ngủ thiếp đi. Sắc mặt ông cụ bình thản. Khóe môi còn hiện ra nụ cười. Trong phòng trở nên yên tĩnh. Ánh mắt Đường Điền Điền phức tạp, không có người nhà họ quan nào ở đây, lúc thím quan qua đời có chú quan lo tang lễ. Bây giờ, Đường Điền Điền nhếch miệng, cuối cùng vẫn im lặng cầm điện thoại nhắn tin để cho người chuẩn bị linh cửu và mai táng. Đi thôi, Tô Nhất Trần nắm tay Túc Bảo. Túc Bảo chợt nói, chờ một lát. Trong cơ thể chú quan hiện ra vong hồn dần tan đi. Mờ mịt nhìn thoáng qua xung quanh, ông đang. Túc Bảo nói, ông ơi, vừa rồi ông còn chưa nói xong mà. Chú quan nhanh chóng phản ứng kịp,
sau khi thích ứng chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng trước đây chưa từng có. Ông cụ nói, mười mấy năm trước khi ông tìm Nam Nam, nơi nào cũng đã đi qua, đã từng gặp một ông cảnh sát. Ông ta là Khôi Nhân. Khôi Nhân chính là điệp viên ngầm, đốt cháy bản thân để chiếu sáng con đường phía trước cho đồng đội. Ông ta bị trả thù, ba mẹ không còn, con trai con dâu cũng mất, chỉ để lại một người cháu trai. Trước khi chết ông ta nhờ ông chăm sóc cháu trai nhưng ông không tìm được đứa bé kia. Chú quan nghĩ, nói, mười mấy năm trước, ông cảnh sát già nói cháu trai 7 tuổi, bây giờ có lẽ khoảng 25, 26 tuổi, họ Mộc, là người Nam Thành. À đúng rồi, cậu ta tên Mộc Minh Viễn. Ồ, Nam Thành, là đồng hương với bé đấy. Túc Bảo gật đầu, vâng tương đương. Khúc Hưởng đi từ bên ngoài vào, nói, Tổng Giám Đốc Tô, cảnh sát đã đi qua, bắt đầu đào sân trường tiểu học. Túc Bảo nghe giọng nói của Khúc Hưởng, bé quay đầu nhìn lại, thấy bà cụ mặc trang phục thời Đường đứng ở cạnh cửa nhìn mình. Thấy bé nhìn sang, bà ấy nhếch miệng cười. Chú quan nói, ông phải đi, nhân lúc còn thời gian, ông phải đi xem Nam Nam. Dường như có thứ gì đó dẫn dắt, ông cụ đi ra ngoài rất nhẹ nhàng, tự biết đường đi. Lúc đi qua cửa còn kinh ngạc chào hỏi bà cụ mặc trang phục thời Đường, bà Đường. Dáng vẻ này của bà khiến người ta sợ hãi, đừng hù dọa con nít người ta đó. Bà cụ, Túc Bảo nắm tay Tô Nhất Trần, nói, cậu cả, mình đi thôi. Ông quan đi rồi ạ. Bọn họ vừa đi tới cửa, bà cụ mặc trang phục thời Đường bỗng cười ha ha, bám theo sau lưng Túc Bảo lẩm bẩm mãi, Túc Bảo. Túc Bảo, bà biết ba của cháu đấy. Túc Bảo dừng chân, hỏi, ba cháu là ai ạ? Bà Đường, họ Mộc, tên là gì? Túc Bảo hỏi. Bà Đường lắc đầu, chỉ lặp lại, họ Mộc. Túc Bảo nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hồi lâu sau, bé bất ngờ hỏi, sư phụ, vì sao bọn họ nói chuyện đều lặp lại hai lần? Lúc mẹ kế Mục Thấm Tâm xuất hiện cũng nhắc tôi chết thảm quá, lúc quỷ hư vinh tức giận kêu to cũng hô tôi không cam lòng, không cam lòng. Bây giờ bà cụ này cũng lặp lại họ Mộc, Kỷ Trường lại mở quyển sổ kia, không ngẩng đầu lên, chỉ khi trí thông minh không đủ dùng mới lặp đi lặp lại một câu. Dù sao người đã chết không thể mang theo đầu óc đi được cho nên ánh mắt đờ đẫn, chảy nước bọt, máy móc lặp lại tình huống khi chết. Túc Bảo giật mình, Kỷ Trường nhìn sổ, hơi nhíu mày. Ba của cục bột nhỏ họ Mộc, nhưng Nam Thành không có ai họ Mộc mà liên quan đến Túc Bảo cả. Kỷ Trường lật nhìn sổ. Tìm tên Mộc Minh Viễn, họ và tên đối phương, có tên của con trai nhưng cháu trai lại viết không rõ. Mẹ nó tại sao lại không rõ vậy hả? Kỷ Trường nhìn bà cụ mặc trang phục thời Đường bằng ánh mắt kỳ lạ. Quỷ hư vinh bà cụ mặc trang phục thời Đường chú quan. Chú quan muốn tìm một người họ Mộc, bà cụ nói ba Túc Bảo họ Mộc. Vậy nên cuối cùng bà ấy biết thật hay nghe chú quan nói nên máy móc lặp lại. Tô Tử Du đi theo bên cạnh, khẽ hỏi, Túc Bảo. Bọn họ đi cả rồi sao? Bà cụ Túc Bảo nhìn thấy trước khi vào nhà cùng với chú quan vừa chút hơi thở cuối cùng. Túc Bảo ngẩng đầu nhìn qua, vẫn chưa ạ, còn một người ở cạnh anh nè. Tô Tử Du, Tô Nhất Trần dẫn Túc Bảo đi ra ngoài. Đường Điền Điền cho người đến xử lý tang lễ của chú quan, nhìn Túc Bảo cách đó không xa thầm sợ hãi. Sao vậy, tiểu tổ tông này lại đang nói chuyện với ai thế? Ông ta đang suy nghĩ, bỗng nhiên Túc Bảo quay đầu lại. Sắc mặt hơi kỳ lạ, chú Đường, một lát nữa chú nhớ bung dù nhé. Đường Điền Điền, vì sao phải bung dù? Nhưng tiểu tổ tông bảo ông ta che dù vậy thì che dù thôi. Tiểu tổ tông này quá khó hiểu. Thà tin rằng có còn hơn không tin, Đường Điền Điền cảm thấy chỉ che dù thôi mà, chẳng lẽ có thể gọi quỷ đến được à? Ông ta cho người cầm dù đến, mở dù ra đi về phía nhà mình ở đối diện. Đường Điền Điền không thấy được dưới tán dù của mình có một hồn ma im lặng đứng thẳng, hai chân cách mặt đất, âm thầm tung bay. Ông ta còn nói, tiểu thư Túc Bảo, thật sự làm phiền cháu rồi. Không biết mẹ tôi bị gì mà sau khi bị té ngã vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Trước đó đã vào ICU cấp cứu, đã làm phẫu thuật rồi, còn thở nhưng cứ không chịu tỉnh lại. Kỷ Trường bay ở bên cạnh nhìn nội dung trong sổ, bổ sung, bà cụ Đường nên đi rồi mới đúng nhỉ. Sao vẫn còn một hơi thở thế này? Không tỉnh lại mới là bình thường đó. Nếu tỉnh lại thì sẽ không còn là con người nữa mà biến thành xác chết sống lại đấy. Lúc nói chuyện, Đường Điền Điền đã dẫn Túc Bảo vào nhà họ Đường. Đây là một ngôi biệt thự 3 tầng, trước sau có vườn hoa,
Sau khi vào cửa đi lên tầng 2, mấy người đi vào phòng của bà cụ Đường. Tô Nhất Trần đẩy cửa ra, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Trong phòng của bà cụ, bùa chú màu vàng được dán ở khắp nơi. Một chiếc giường lớn được đặt chính giữa căn phòng, xung quanh giường là máy móc thỉnh thoảng vang lên vài tiếng tích tích. Nằm trên giường là một bà cụ mặc trang phục thời Đường màu xanh lục, tóc tai chải chuốt gọn gàng, trên người cắm đầy dây nhợ. Trong miệng bà ấy còn ngậm một miếng ngọc màu vàng. Trên tủ đầu giường của bà cụ đặt một tượng quan M, trước quan M là Lư Hương lại đè lên một chồng giấy vàng, thậm chí trước đầu giường còn dựng một lá cờ chiêu hồn. Bức màn được kéo hờ để căn phòng không đến mức tối tăm nhưng gió chợt ùa vào, thổi tung lá cờ chiêu hồn, giữa nơi sáng tối giao nhau càng hiện lên vẻ quỷ dị khó tả. Phong cách cực kỳ giống địa phủ. Cái này, Kỷ Trường trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao bà cụ Đường này đã qua đời từ rất lâu nhưng vẫn còn treo hơi thở cuối cùng đến bây giờ. Phản ứng đầu tiên của Tô Tử Du là sởn hết da gà, cậu đứng tại chỗ, cảm giác tóc của mình đã dựng thẳng hết lên. Điện thoại trong tay Khúc Hưởng cũng rơi xuống cái bịch. Tô Nhất Trần vẫn còn được xem là bình tĩnh, anh hỏi, đây là... Đường Điền Điền cười ngượng ngùng nhưng sắc mặt nhanh chóng chuyển sang vẻ bất đắc dĩ. Tôi tìm rất nhiều người xem giúp mẹ tôi, ai cũng nói hồn của mẹ tôi bay đi rồi, cần phải gọi hồn về mới được. Kỷ Trường nhíu mày, Túc bảo, con hỏi ông ta thử xem, có phải ông ta biết bà cụ này đã chết từ lâu rồi không? Túc bảo ngẩng đầu hỏi, chú Đường ơi, chú có biết bà cụ này đã chết rồi không ạ? Đường Điền Điền vội hét lên, làm sao vậy được, chẳng phải bà ấy vẫn còn một hơi sao? Tiểu thư Túc bảo, trước đó cháu có thể gọi hồn cậu Tư để cậu ta trở về, chắc chắn cũng có thể gọi hồn của mẹ chú về đây đúng không? Ông ta dừng một chút, lại bổ sung một câu, chắc chắn mẹ chú mắc bệnh đáng chí nên lạc đường, có thể trở về mà. Kỷ Trường không tỏ ý kiến, cực kỳ cạn ngôn nhìn cách bố trí của khắp căn phòng. Khoan hẵng nói chuyện bà cụ có trở về hay không, nhưng chắc chắn một điều ông ta bị người ta lừa rồi. Túc bảo gật đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, chú Đường à. Chú đã tốn rất nhiều tiền đúng không ạ? Đường Điền Điền gật đầu, mấy lá bùa chiêu hồn này. Tổng cộng 10 triệu tệ, tượng quan M được đặc biệt mời vào nên giá 50 triệu, cờ chiêu hồn được một cao nhân đưa cho, 60 triệu, miếng ngọc vàng trong miệng giữ lại hơi thở cuối cùng cho mẹ chú, dù hồn phách rời khỏi thể xác đã lâu nhưng vẫn không thối rữa, 100 triệu. Mọi người, Tô Tử Du lẩm bẩm, 10 triệu cộng 50 triệu cộng 60 triệu cộng 100 triệu, bằng 220 triệu. Khúc Hưởng không kiềm được hỏi, vậy mà ông cũng tin à? Đường Điền Điền thở dài, chỉ mấy trăm triệu mà thôi, chỉ cần có thể cứu mẹ tôi sống lại, dù tốn 1 tỷ cũng được. Mọi người lại lần nữa không nói gì. Đường Điền Điền trông tai to mặt lớn, cái bụng bia có thể làm bung cả cúc áo ra, bộ dạng y hệt gian thương, lại không ngờ rằng còn rất hiếu thảo. Kỷ Trường cạn lời, chỉ vào cách bố trí trong phòng rồi nói, đầu tiên, quan M thuộc về Phật giáo. Còn bùa chú màu vàng thuộc về đạo giáo. Phật giáo không hề có bùa chú, tuy sau này bị ảnh hưởng bởi đạo giáo cũng sử dụng bùa, nhưng bản chất lại khác với bùa chú của đạo giáo. Ngạn ngữ có câu thờ đạo không thờ Phật, còn hiện giờ Phật và đạo cùng chung một phòng, đây là điều tối kỵ. Nếu không tin không thờ cũng liền thôi, nếu không thờ Phật không thờ đạo, chỉ tôn thờ sự trong sạch ở nhân gian thì không có gì kiêng kỵ, nhưng nếu đã thờ thì không được lẫn lộn. Người theo Phật giáo bái quan M, tìm kiếm sự bình yên trong tâm thức. Mà người theo đạo lại bái thổ địa, bái thành hoàng, thái thượng lão quân, tam thanh tứ đế. Trong truyền thống của Long Quốc, đa số mọi người đều theo đạo giáo, có lẽ rất nhiều người đều không có khái niệm này, nhưng cẩn thận ngẫm lại, có phải vào ngày lễ ngày Tết, khi gia đình giết gà giết vịt, họ sẽ đặt gà vịt ở trước cửa, đốt một nén nhang, trước gà vịt đặt 3 chén rượu để cúng bái tổ tiên đúng chứ? Lúc ăn Tết, ngày 24 tháng chạp M lịch cúng ông Táo, mùng 1 cúng năm mới, mùng 5 cúng thần tài. Tất cả đều thuộc về phạm trù đạo giáo. Kỷ Trường liếc bà cụ Đường một cái, nói, mấy thứ trong phòng chỉ có miếng ngọc vàng dùng được đôi chút, nhưng lại dùng để trấn hồn. Vậy nên dù bản thân bà cụ Đường đã chết nhưng vẫn bị nhốt ở nơi đây, muốn đi đầu thai cũng không đầu thai được. Cũng không biết làm cách nào bà ấy tìm được Túc Bảo. Đường Điền Điền hỏi, tiểu thư Túc Bảo, có gì không ổn sao? Túc Bảo nghe sư phụ nói xong, bèn nói, cực không ổn luôn, không hề ổn tí nào ạ. Bé nhìn về phía tượng quan M, thờ Phật không thờ đạo, Phật đạo chung một phòng là điều tối kỵ. Giống như có người vừa bái quan M đã xui xẻo,
đó là vì bản thân họ không theo đạo Phật nên quan M không thể thờ cúng tùy tiện được. Đường Điền Điền ngớ người, cái này. Vậy thì, cục bột nhỏ lại chỉ vào cờ chiêu hồn, bên trên lá cờ cũng vẽ sai rồi, không thể chiêu hồn, một con quỷ cũng chẳng gọi về được, đống bùa màu vàng này cũng là vẽ lung tung. Đường Điền Điền suy sụp, vậy chẳng phải là mấy thứ này của chú không có tác dụng tí nào sao? Thế mẹ chú, ông ta không hề tức giận buồn bã vì mình bị lừa đầu tiên, ngược lại lo lắng liệu mẹ của mình có thể trở về hay không. Trong phòng, bà cụ mặc trang phục thời đường màu xanh lục nhìn chằm chằm cơ thể của mình một cách u oán, đáy mắt đờ đẫn. Tôi muốn đi, bà ấy lẩm bẩm. Túc Bảo nói, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, miếng ngọc này có chút tác dụng nè. Đường Điền Điền vui vẻ. Túc Bảo, miếng ngọc vàng này dùng để trấn hồn. Đường Điền Điền nhếch môi, vậy hở vậy hở. Túc Bảo, trấn hồn có nghĩa là, muốn cản trở bà ấy, tiêu diệt bà ấy. Đường Điền Điền. Ông ta kêu lên một tiếng ôi mẹ của con đầy sợ hãi, vội vàng đi qua moi miếng ngọc vàng trong miệng bà cụ ra ngoài. Một bóng dáng hư ảo tức khắc bay ra khỏi cơ thể bà cụ, chui vào trong cơ thể của bà cụ Đường đứng cạnh. Bà cụ trước đó trông có vẻ ngu dại, thiếu điều chưa nói a ba đột nhiên hô lên một tiếng, eo ôi, thằng nhỏ xui xẻo này, suýt nữa ép chết bà đây rồi. Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Đường Điền Điền cuống quýt hỏi, tiểu thư Túc Bảo ơi, vậy mẹ của chú còn trở về được nữa không? Bà cụ Đường đứng một bên chống nạnh mắng, trở về cái đầu mày đấy. Túc Bảo thuật lại đúng nguyên câu, bà cụ Đường nói trở về cái đầu mày đấy. Cục bột nhỏ chống nạnh trừng mắt, bắt chước cũng ra dáng ra hình. Đường Điền Điền sửng sốt, cái gì? Túc Bảo chỉ vào bên cạnh Tô Tử Du, bà cụ Đường ở ngay đây này. Tô Tử Du thoáng chốc dựng hết lông tơ. Tại sao lại ở bên chỗ cậu chứ? Còn bà cụ Đường đang vô cùng đau đớn, tên đầu dưa nhà mày, lại bị người ta lừa 200 triệu. Bộ từng đó tiền được gió to thổi tới hay sao? Túc Bảo, bà cụ Đường nói tên đầu dưa nhà mày, lại bị người ta lừa 200 triệu. Bộ từng đó tiền được gió to thổi tới hay sao? Mọi người nhìn Túc Bảo bắt chước y như đúc, ra đầu tê dại. Ban đầu Đường Điền Điền muốn cười, nhưng nhanh chóng đỏ mắt. Ông ta ngồi sụi lơ bên mép giường, nắm lấy tay bà cụ, nghẹn ngào nói, tóm lại mẹ của chú không về được nữa đúng không? Chú muốn mẹ chú trở về. Đường Điền Điền khóc giống như đứa trẻ, ông ta chỉ muốn mẹ mình trở về mà thôi. Khó đến vậy sao? Khi còn nhỏ, mẹ ông ta cõng ông ta làm việc, ông ta được lớn lên trên lưng mẹ. Mẹ ông ta cực khổ cả đời, mấy năm nay ông ta may mắn kiếm được nhiều tiền, vừa định để bơ à cụ hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc. Kết quả những ngày tốt đẹp chưa qua được lâu, cớ sao lại thành ra thế này? Mọi người nhìn Đường Điền Điền đang khóc, nhất thời không biết nói gì cho phải. Con người một khi đã muốn chết thì không ai có thể cản được. Thay vì cả người cắm ống, đến giây phút cuối cùng vẫn phải chịu đau đớn thì chi bằng buông tay để họ được giải thoát. Túc Bảo an ủi. Được rồi, chú Đường không khóc nữa, khóc là. Lúc này Đường Điền Điền ngẩng đầu lên, chỉ thấy nước mũi dính đầy mặt. Túc Bảo vội lùi về sau mấy bước, không nặn ra được câu an ủi nào. Bà cụ Đường bay bên cạnh chán ghét nói, lúc nào khóc cũng dơ như này. Lớn vậy rồi mà nước mũi còn chảy xuống cả miệng. Đáy mắt bà cụ thoáng hiện sự bất đắc dĩ, nhìn Túc Bảo nói, cảm ơn con nha Túc Bảo. Nếu không có Túc Bảo giúp, bà cụ không biết mình phải làm người chết, sống giật giờ, đến chừng nào. Cuối cùng còn bị chính con mình, diệt, luôn thì đúng là bi thảm. Túc Bảo lắc đầu, không có gì đâu bà ơi. Cô bé hơi khựng lại rồi nói, chuyện nào ra chuyện đó, khi trước bà hù dọa con nhịn lâu lắm rồi nha. Bà cụ Đường phì cười, xin lỗi nha, sau bà sẽ không dọa người khác nữa. Ai bảo cô nhóc là Tiểu Diêm Vương làm gì? Ngoại trừ tìm Túc Bảo. Bà cụ cũng hết cách. Bà cụ Đường than thở một tiếng, nói, bà có thể nói với con trai mình đôi câu không? Túc Bảo bị làm khó, Kỳ Trường lại nhướng mày. Nào Túc Bảo, sư phụ dạy con kỹ năng lớn. Người nói lời của quỷ, lá bùa này có thể khiến miệng của quỷ mở trên người bên cạnh, như vậy người có thể nói lời của quỷ. Túc Bảo ngẩn người, cái này muốn chỉ câu mọi người hay nói, miệng nói sằng xiên, đó ư. Kỳ Trường, con nghĩ thế cũng không sai. Túc Bảo gật đầu, hiểu rồi ạ. Khúc Hưởng ngẩn người nhìn Túc Bảo đang lầm bầm lầu bầu một mình, lo lắng nói, Tô Tổng, tiểu thư vẫn luôn như này ạ. Tô Nhất Trần lạnh lùng đáp, cô bé đang nói chuyện điện thoại với người khác. Tô Tử Du cũng gật đầu,
em con đang đeo tai nghe đặc biệt. Hai ba con nhà này mặt không đổi sắc, nói dối không chớp mắt. Khúc Hưởng, là vậy ư? Kỷ Trường nói, nào, đọc theo sư phụ, đán sứ Long Thành phi thương tại. Túc Bảo, đán sứ Long Thành phi thương tại. Kỷ Trường, come on baby don't be sai. Túc Bảo, can go xấu tính hài hước hơn đẹp trai. Kỷ Trường, ha 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 ha. Bà cụ Đường, mọi người. Khúc Hưởng chết lặng, ồ, còn là nói chuyện điện thoại với người nước ngoài đó nha. Kỷ Trường kìm lòng không đặng, nhóc con này thú vị ghê. Túc Bảo trừng mắt thỏ, sư phụ lại gạt con. Kỷ Trường ho một tiếng, không gạt không gạt, có điều kỹ năng người nói lời của quỷ này cần chọn người có liên quan tới người chết, ở đây không ai thích hợp cả nên chỉ đành dạy con kỹ năng khác xác chết vùng dậy. Túc Bảo không yên tâm, nói, sư phụ còn gạt con nữa thì người là dám thối. Tô Nhất Trần không khỏi cong môi, tuy không rõ Túc Bảo đang lẩm bẩm gì với ai, nhưng dáng vẻ hung dữ của cục bột nhỏ quá đáng yêu. Đến Tô Tử Du cũng thả lỏng người, không cảm thấy đáng sợ như cậu nghĩ. Đang nghĩ vậy, chợt thấy bà cụ Đường vốn đang nằm trên giường hú một tiếng rồi ngồi bật dậy. Tô Tử Du, cậu ôm vội đùi ba mình. Tô Nhất Trần, Khúc Hưởng kinh hãi, xác bật dậy rồi. Túc Bảo chớp mắt vô tội, không phải đâu. Túc Bảo bất cần đạp phải nút điều khiển của giường lò sau đó. Khúc Hưởng, mọi người đều ra khỏi phòng. Chỉ còn bà cụ Đường và Đường Điền Điền nói chuyện trong phòng. Trong phòng, những tấm phướn gọi hồn tung bay theo gió, những lá bùa màu vàng dán khắp nơi trên tường kêu lạch cạch, bà cụ Đường gục đầu, hai tay cũng rũ xuống yếu ớt. Út ơi, bà cụ chậm rãi lên tiếng. Đây là cách gọi của một số địa phương với con út. Giọng nói của bà cụ kết hợp với hoàn cảnh xung quanh trông vô cùng đáng sợ. Đường Điền Điền hồi hộp hỏi, mẹ ơi! Bà cụ Đường vẫn không ngẩng đầu lên, không ngẩng đầu được. Nên giọng bà hơi khàn, mẹ đi đây, con đừng níu giữ mẹ nữa, sống chết có số cả rồi, mẹ rất hài lòng rồi. Hai mắt Đường Điền Điền đỏ hoe, mẹ! Bà cụ Đường nói, con nhớ kỹ, con nhất định phải điều tra. Điều tra cậu bé họ Mộc đã từng sống ở nhà chúng ta ngày bé. Bà cụ Đường đã chết, từng cảnh tượng khi sống lúc này đều hiện lên rõ nhất. Trong trí nhớ, cậu bé từng được nhà bà cứu sống và ở nhờ nhà bà một thời gian. Có vài phần giống Túc Bảo. Chưa biết chừng đó là ba ruột của Túc Bảo, mười mấy năm trước cậu bé 7 tuổi, bây giờ tầm 25, 26 tuổi, phù hợp với lời lão quan. Con phải tìm giúp nhà họ Tô, biết chưa? Con tìm cơ hội nói chuyện này với nhà họ Tô nhé. Đường Điền Điền gật đầu, mẹ. Con biết rồi. Túc Bảo ôm thỏ con đứng ở ngoài cửa, nhìn biệt thự đối diện. Có vài người đến biệt thự đối diện, trước cửa treo một vòng hoa lớn màu trắng đen. Xe của nhà tang lễ đã tới, bên cạnh còn đậu một chiếc xe cảnh sát. Ông cụ quan lên đường thuận lợi nha, Túc Bảo nói nhỏ. Chắc ông cụ quan trông thấy xương cốt của con gái mình rồi nhỉ. Tiếc thay nhiều năm trôi qua như vậy, linh hồn gì kia đã sớm không còn ở trường học nữa. Túc Bảo mím môi, đôi mắt to hơi trống rỗng, khi cô bé trầm mặc, không ai biết cô bé đang nghĩ gì. Kỷ Trường vận áo choàng trắng, lười biếng dựa vào một bên, tay cầm một cuốn sách nhỏ nhưng ánh mắt lại luôn dừng lại trên người Túc Bảo. So với việc tìm kiếm ba ruột của Túc Bảo, hắn càng quan tâm liệu Túc Bảo có thể gom đủ linh hồn lấp đầy hồ lô và sống sót được hay không. Cuốn sách nhỏ trên tay hắn lại xuất hiện thêm một hàng chữ sinh mệnh muôn hình vạn trạng. Vậy là... Tiểu Diêm Vương đang tự rèn luyện sao? Kỷ Trường đang nghĩ ngợi, bỗng nghe Túc Bảo lầm bầm với con vẹt, tiểu ngũ, 256 tuổi là rất nhiều tuổi phải không? Cục bột nhỏ còn chưa đi học mầm non nên toán học không tốt lắm. Tiểu ngũ cọ đầu vào tay Túc Bảo, lão yêu trên núi. Lão yêu trên núi. Mặt Túc Bảo như đưa đám. Cô bé không muốn có một người ba yêu quái đâu. Chuyến đi này chẳng những không bắt được quỷ lấp hồ lô, còn biết được ba mình là yêu quái. Túc Bảo rối rắm, nội tâm đấu tranh kịch liệt. Bỏ đi, trẻ con không được ghét bỏ ba ruột của mình. Túc Bảo nói với Tiểu Ngũ, dù ông ấy là chư bát giới thì vẫn là ba của Túc Bảo. Lại nói tiếp, Tiểu Ngũ cũng không được ghét bỏ đâu nha. Tiểu Ngũ, ba. Túc Bảo cười khanh khách. Lúc này, Đường Điền Điền cũng đi ra ngoài rồi nhỏ giọng nói gì đó với Tô Nhất Trần. Lát sau, Tô Nhất Trần đi ra, nói, Túc Bảo, đi thôi con. Nhà họ Đường cũng nhanh chóng treo khăn trắng. Túc Bảo nhoài người bên cửa kính xe, nhìn nhà họ Đường mỗi lúc một xa dần, nói,
chú đường sẽ phát tài, phong thủy bảo địa. Tô Nhất Trần ừm một tiếng, anh ấy không hiểu gì về phong thủy. Chỉ là, bản thân mình mới là phong thủy lớn nhất của chính mình, nhân phẩm Đường Điền Điền tốt như vậy, không phát tài cũng khó. Đêm tối, gió thổi qua biệt thự nhà họ Quan, vải trắng tung bay. Trong phòng của chú Quan xuất hiện một bóng người vận đồ đen. Anh cao chừng 1m9, kéo ghế ngồi xuống. Anh khoanh chân dựa vào lưng ghế, chắp tay nhìn chằm chằm vào giường của chú Quan. Đến muộn một bước, anh thì thào, giọng trầm xuống. Trong căn phòng không bật đèn, nương theo ánh trăng chiếu vào có thể trông thấy một người đàn ông mặc đồ đen với đôi mắt sâu như hồ nước, mái tóc đen hơi xoăn xõa xuống lông mày, ánh mắt nghiêm túc. Lúc này, điện thoại di động đổ chuông, anh nhấc máy, trong căn phòng trống vắng thoáng nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia. Ông cụ Quan qua đời lúc 3:50 chiều nay. Người hàng xóm của ông ấy là Đường Điền Điền đã phát hiện ra. Đến nhà họ Quan còn có người nhà họ Tô là, hai ba con Tô Nhất Trần, Tô Tử Du và cháu gái ngoại của Tô Nhất Trần là Tô Tử Túc, trợ lý Khúc Hường. Còn số xương cốt chôn dưới sân bóng trường tiểu học quốc tế Ngũ Tượng, theo hồ sơ ghi chép của cảnh sát thì chính ông cụ Quan hồi quang phản chiếu trước khi mất đã khẳng định nơi đó được chôn xương cốt. Người đàn ông mặc đồ đen cười giễu. Chú Quan hồi quang phản chiếu phá án ư, anh không tin. Sao người nhà họ Tô lại tới đây? Người ở đầu dây bên kia đáp, vốn dĩ nhà họ Tô định tới nhà họ Đường. Đợi người kia nói hết, người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nói, điều tra thông tin tất cả những người đã đến nhà họ Quan hôm nay, gửi tư liệu và ảnh của họ cho tôi. Dứt lời, anh cúp máy rồi nhét di động vào túi. Anh là Mộc Quy Phàm, tên anh do ông nội đặt cho. Hy vọng anh được sống cuộc đời bình yên giản dị của một người bình thường. Còn ông nội anh đã sớm hy sinh từ 18 năm trước. Trước khi ra đi, ông nội anh giao phó và nhờ chú Quan một doanh nhân tình cờ gặp gỡ hãy tìm anh. Gập ghềnh khúc khuỷu mãi anh mới biết được chuyện này, tiếc thay anh đã về muộn, anh có một chuyện vô cùng quan trọng muốn hỏi chú Quan, nhưng bây giờ không thể hỏi được nữa rồi. Mộc Quy Phàm đứng dậy, nhanh chóng khuất bóng trong màn đêm. Đêm nay Thúc Bảo ngủ rất ngon. Cô bé mơ thấy một người đàn ông cao hơn cả khung cửa, người đó nói là ba của bé. Kết quả, vừa vào cửa đầu người đó đã đập vào khung cửa cái rầm. Thúc Bảo cười khúc khích. Kỷ Trường vừa từ bên ngoài về đã trông thấy cục bột nhỏ đang say giấc, không biết mơ thấy cái gì mà cười khúc khích, để lộ đôi má lúm ngọt ngào. Kỷ Trường vận áo choàng trắng, gương mặt nhợt nhạt và quyến rũ của hắn bỗng hiện lên một nụ cười dịu dàng, hắn khẽ xoa đầu Thúc Bảo. Cô nhóc ngốc nghếch. Ngày hôm sau, Túc Bảo ngủ một mạch tới 9:30 sáng, bà cụ Tô mở cửa đi vào, dường như không yên lòng nên muốn xác nhận xem cục bột nhỏ có còn hay không. Không ngờ lại thấy Túc Bảo đã đánh răng rửa mặt thay quần áo xong, đang đeo giày. Bà ngoại, chào buổi sáng. Túc Bảo nở một nụ cười rạng rỡ. Tâm trạng bà cụ Tô bỗng như được ánh mặt trời chiếu rọi, cười đến độ khóe mắt hẳn rõ những nếp nhăn, bảo bối ngoan, sao con dậy sớm như vậy? Túc Bảo đáp, Tiểu Ngũ kêu con dậy đó. Bên ngoài ban công, Tiểu Ngũ nhoài người trên lưới bắt muỗi, lắc lư đầu cất giọng hát líu lo, bớp bơ 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 bơ, một đàn vịt bơi dưới cầu trước cửa nhà, một đàn vịt bơi bơi, mau đến đếm xem có bao nhiêu con, sao lại mất ba con, rùa lang băm, không đúng đó là con cóc. Đếm không rõ có bao nhiêu vịt, đếm không rõ có bao nhiêu vịt a a. Khóe miệng bà cụ Tô khẽ giật. Trước đây phòng được ngăn cách với phòng Túc Bảo bởi ban công kia được Tô Nhất Trần chọn thiết kế làm phòng phong cảnh rừng mưa nhiệt đới, khi ấy bà cụ Tô không đồng ý. Chỉ cảm thấy con vẹt này quá ồn ào. Túc Bảo ngoan của bà cụ còn đang tuổi ăn được ngủ được để cao lớn đấy, lỡ như nửa đêm con vẹt kia hét chói tai dọa cho Túc Bảo choàng tỉnh thì sao được. Bà cụ Tô càm giảm, than phiền Tô Nhất Trần lớn từng này rồi còn không hiểu chuyện. Túc Bảo bật cười, nắm tay bà ngoại rồi đi ra ngoài cùng xe lăn của bà. Ngoại ơi tối ngủ Tiểu Ngũ không làm ồn đâu. Con vẹt cũng giống như con người, đêm đến tắt đèn là không trông thấy gì hết, cho nên cả đêm Tiểu Ngũ cũng đi ngủ, không hề ầm ĩ, trừ phi có người chọc vào nó hoặc gặp nguy hiểm nó mới kêu. Dưới lầu, ba con Tô Nhất Trần, Tô Tử Du và Tô Tử Chiến ngồi bên bàn ăn. Một người đang xem máy tính bảng, xử lý công việc. Một người đọc tin tức trên báo. Một người vừa ăn vừa nghiên cứu sách toán học. Ai làm việc người nấy, không liên quan tới nhau. Ông cụ Tô đặt chén trà xuống, lạnh mặt nói, ăn sáng thì lo mà ăn sáng, chân trong chân ngoài như này là sao hả? Từ khi Túc Bảo về,
nhà họ Tô đã sớm bỏ cuộc họp sáng. Ông cụ Tô là người cứng nhắc và nghiêm túc, bình thường không nói gì nhiều nhưng một khi lên tiếng là ai ai cũng phải tập trung. Tô Nhất Trần đặt máy tính bảng xuống, Tô Tử Du và Tô Tử Chiến đặt sách toán và tờ báo trên tay xuống, chợt nghe tiếng chạy ở cầu thang, Tô Tử Du ngỡ là Túc Bảo, lập tức ngoảnh đầu nhìn. Chỉ thấy Hân Hân đeo dép trong nhà đang chạy xuống. Cô bé nhìn quanh một vòng, hỏi, Túc Bảo đâu? Hân Hân thầm dỗi, cô bé lại không kịp ư. Cả ngày hôm qua không thấy bóng dáng Túc Bảo đã đành, nay mới sáng sớm mà cô bé đã ra ngoài rồi ư. Tô Tử Du cười giễu, chậc, hôm nay công chúa dậy sớm nhỉ. Hân Hân tức giận hừ một tiếng, mặt mày nhăn nhó, quay người toan về phòng, chẳng hề muốn ăn bữa sáng. Ông cụ Tô chau mày nói, không biết chào mọi người hả? Ăn xong rồi ngủ tiếp. Tô Nhất Trần nói, ba, đừng nghiêm khắc với con bé như vậy. Ông cụ Tô cười lạnh, ba nghiêm khắc với tất cả mọi người. Hân Hân lê bước về phòng ăn, chẳng muốn ăn sáng chút nào, cô bé vốn không có thói quen ăn sáng. Lúc này thang máy sáng lên, Túc Bảo và bà cụ Tô bước ra. Hai mắt Hân Hân lấp lánh, nhưng nhanh chóng làm bộ điềm nhiên như không rồi cắn một miếng bánh bao. Túc Bảo nói, chào buổi sáng, chị Hân Hân, anh trai nhỏ, cậu cả, ông ngoại. Ông cụ Tô gật đầu ừ một tiếng, dịu giọng nói, Túc Bảo à. Tô Tử Du và Tô Tử Chiến lập tức nhìn về phía ông cụ Tô, Tô Nhất Trần cũng ngẩng đầu nhìn. Nghiêm khắc với tất cả mọi người ư. Ông cụ Tô ho khẽ một tiếng, nhìn đồng hồ nói, Túc Bảo, 9 giờ rồi, sau này dậy sớm hơn chút nha, biết chưa? Bà cụ Tô điều khiển xe lăn tới, vừa lấy cháo cho Túc Bảo vừa trừng mắt với ông cụ Tô, mới sáng sớm đã trưng ra gương mặt nghiêm túc với ai vậy? Ông tưởng ông vẫn là lãnh đạo tập đoàn à? Ông cụ Tô mím môi. Túc Bảo cười híp mắt nói, con biết rồi ông ngoại, sau này con sẽ dậy thật sớm hơn cả gà trống nha. Ông cụ Tô, cũng không cần sớm vậy đâu con. Ba con Tô Nhất Trần lại nhìn về phía ông cụ. Ông cụ Tô, ăn xong, Tô Nhất Trần chuẩn bị đưa Túc Bảo đến nhà họ Mộc một chuyến. Hôm qua chú quan nói ba của Túc Bảo họ Mộc, sau khi bàn bạc, người nhà họ Tô quyết định đến kính thăm một lần. Giả sử trong người Túc Bảo chảy dòng máu của nhà họ Mộc thì nhà họ Tô không có lý do gì để che giấu sự tồn tại của cô bé, không thể ích kỷ quyết định thay cô bé. Vừa hay nhà họ Mộc có một người đàn ông khoảng 25, 26 tuổi, nghe nói là một cháu trai thuộc nhánh nhỏ của gia tộc họ Mộc, về cơ bản khá giống với những gì chú quan miêu tả. Nhà họ Mộc ở gần khu nhà họ Tư. Nhưng nhà họ Tư nằm trong quân khu thực sự, còn nhà họ Mộc ở khu của người giàu, nơi tập trung thương nghiệp và chính quyền. Xe chậm rãi lái qua đường, Túc Bảo đang nhoài người trên cửa kính xe bỗng a lên một tiếng. Ngoài đường, có một cô gái mặc đồ màu đỏ đang đứng đợi đèn giao thông. Sở dĩ Túc Bảo chú ý tới cô gái mặc đồ màu đỏ vì có một con quỷ đang nằm bò trên lưng cô ấy. Kỷ Trường cũng trông thấy cô gái kia, hửm, một tiếng rồi nói, lại một ác quỷ. Ban đầu là một con quỷ mít ướt chạy mất tiêu. Sau đó là quỷ hư vinh trên người Tuyết Nhi. Rồi đến con ác quỷ trước mặt bây giờ. Chậc, bây giờ tìm ác quỷ dễ dàng vậy ư. Kỷ Trường liếc nhìn Túc Bảo một cái, thầm nghĩ, vận khí này thật không thể che đậy được. Hệt như Conan đi tới đâu thì nơi đó có người chết. Cặp sách nhỏ đi tới đâu thì nơi đó có quỷ. Người khác phải trải qua trăm cay nghìn đắng, đi khắp hang cùng ngõ hẻm mới tìm được quỷ, còn cô nhóc này ở yên đấy cũng có quỷ tự dâng đến tận cửa. Chậc chậc, đó là quỷ nhu nhược. Sư phụ đánh dấu trước cho con. Kỷ Trường nói. Sau khi bị đánh dấu, quỷ sẽ không thể bỏ chạy như quỷ mít ướt khi trước. Túc Bảo không trả lời. Cô bé đang nhìn người đàn ông đứng cách cô gái mặc đồ màu đỏ không xa. Người đàn ông kia rất cao, mặc đồ đen, mái tóc đen xoăn nhẹ buông xóa trước mắt, gương mặt toát lên vẻ kiên nghị và phi phàm. Nhìn người đàn ông này, Túc Bảo bỗng có cảm giác rất kỳ lạ, không khỏi thò đầu ra khỏi cửa kính xe. Túc Bảo, đừng ló đầu ra ngoài con, nguy hiểm lắm. Tô Nhất Trần bế cô bé lại. Mộc Quy Phàm nhạy bén phát hiện ra ánh mắt đang hướng đến người mình, ngẩng đầu thì thấy con Maybach màu đen đi ngang qua, một bóng người nhỏ bé vụt qua. Trong phòng ăn xa hoa lộng lẫy của nhà họ Mộc, bà cụ Mộc đang ăn uống tao nhã, trên bàn ăn có mấy người con trai, con gái và con dâu. Trong đó có cô con dâu đang đứng hầu bà cụ Mộc ăn, lấy khăn ướt lau tay, miệng cho bà. Những người còn lại hoàn toàn phớt lờ, nhìn mãi cũng đã quen rồi. Lúc này, quản gia đi vào nói,
ông chủ, bà chủ, nhà họ Tô đến kính thăm, còn dẫn theo một cô nhóc. Ông cụ Mộc nhai đồ ăn, chậm rãi nuốt rồi hỏi, họ đến có chuyện gì? Quản gia đáp, tôi đã hỏi rồi, người của nhà họ Tô nói tứ thiếu gia nhà mình có thể là ba của tiểu tiểu thư nhà họ Tô, nếu tiện thì họ muốn lấy máu của tứ thiếu gia để xét nghiệm DNA. Quản gia truyền đạt lại lời của Tô Nhất Trần, mở miệng ra là người nhà họ Tô, như thể nhà họ Tô hèn mọn và tầm thường lắm. Bà cụ Mộc trợn trắng mắt, lại đến nhận người thân. Bảo họ chúng ta không muốn gặp, đi về đi thôi. Bà cụ Mộc biết cô nhóc nhà họ Tô, nghe đâu là con gái của cô tiểu thư lắm bệnh Tô Cẩm Ngọc, cũng không rõ tiểu thư kia lăn lộn với tên đàn ông nào rồi sinh ra cô nhóc đó. Sinh con không rõ ràng như vậy còn không biết ngượng mà tới nhà họ Mộc nhận ba. Dù cô nhóc kia là con cháu nhà họ Mộc thật thì bà cũng không bao giờ cho con bé bước chân vào cửa nhà bà. Một người đàn ông trẻ ngồi bên bàn ăn do dự nói, thím hai, vẫn nên gặp họ, dù sao họ cũng là người nhà họ Tô. Ông cụ Mộc khinh thường nói, nhà họ Tô thì đã sao? Chẳng qua có nhiều tiền thôi mà. Gì mà giàu nhất châu Á? Ở nước M, nếu là tư bản lớn mạnh thì có thể vận động bầu cử tổng thống. Ở nước H, tư bản lớn mạnh có thể áp đảo chính phủ và một tay che trời. Nhưng ở Long Quốc này, tư bản lớn mạnh vẫn là tư bản, khi đối mặt với chính phủ, là rồng cũng phải cuộn mình, là hổ cũng phải nằm ra. Nhà họ Tô có nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ vậy thôi, còn nhà họ Mộc thì không như thế, nhà họ Mộc mang dòng máu đỏ, dòng máu miêu hồng. Hơn nữa, nhà họ Mộc cũng rất giàu có. Quản gia gật đầu ra ngoài, mặt vênh tới trời, ngạo mạn chuyển lời với Tô Nhất Trần, ông bà chủ nhà họ Mộc không rảnh. Dứt lời không chờ Tô Nhất Trần nói gì đã quay vào nhà, đóng cửa lại. Tô Nhất Trần ngồi trong xe, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Nhà họ Mộc không muốn nhận Túc Bảo, vừa hay nhà anh ấy cũng chẳng hy vọng, chia sẻ Túc Bảo với người khác. Thấy cậu cả không vui, Túc Bảo hỏi, cậu ơi sao chúng ta lại tới đây? Sắc mặt Tô Nhất Trần dịu đi, nói, Túc Bảo nói muốn tìm ba nên cậu cả đưa con tới xem thử. Hôm qua chú quan nhờ Túc Bảo tìm hậu nhân của Mộc Minh Viễn. Mấy năm qua, chú quan một lòng một dạ tìm kiếm hài cốt của con gái mình nên có lẽ không chú ý tới nhà họ Mộc mới nổi lên. 5 năm trước, các đại gia tộc ở Kinh Đô chưa có cái tên nhà họ Mộc, khi ấy nhà họ Mộc còn hoạt động ở các vùng ven biển. Sau khi băng đảng gây chấn động thế giới liên quan đến mại dâm, cờ bạc và ma túy bị triệt phá, Mộc Minh Viễn là một trong những anh hùng đã hy sinh, hơn nữa ông ấy còn là người có công hạng nhất. Việc ban thưởng công trạng hạng nhất rất hiếm trong thời bình, Mộc Minh Viễn lại không có con cháu hay người thân trực hệ, vì vậy vinh dự do công lao này mang lại đã rơi vào tay người anh họ Mộc Chí Viễn. Mộc Chí Viễn nhờ vào, dòng máu đỏ, cùng các chính sách thuận lợi mà, bay thẳng lên tận trời xanh, giành chỗ đứng vững chắc ở đất Kinh Đô. Cũng vì mình là, thành phần máu đỏ, nhà họ Mộc luôn xem thường người khác, họ chỉ khom lưng bợ đỡ những người liên quan đến chính trị. Mục tiêu phấn đấu của cả nhà họ Mộc chính là các kỳ thi vào chính phủ tiếc thay thi mấy năm mà chẳng ai thi đỗ. Những điều này không quan trọng. Tô Nhất Trần tới kính thăm nhà họ Mộc vì hôm qua khi về nhà, Túc Bảo vô tình nhắc đến chuyện ba cô bé họ Mộc. Khi ấy hai mắt cô bé đong đầy sự mong chờ, Tô Nhất Trần sao đành lòng để cô bé thất vọng. Dù biết nhà họ Mộc luôn xem thường người khác, anh ấy vẫn nguyện ý tới thăm nhà họ Mộc một chuyến vì cục bột nhỏ. Chẳng ngờ Túc Bảo lại lắc đầu, cậu cả, chúng ta về thôi. Nếu ba cô bé là người như vậy thì cô bé thà không có còn hơn. Bé chỉ cần các cậu, ông bà ngoại và các anh chị là được rồi. Tô Nhất Trần hơi ngẩn người, Túc Bảo không muốn tìm ba nữa à con? Túc Bảo lắc đầu, không cần người ba như vậy. Tô Nhất Trần cong môi. Được, không hổ là con cháu nhà họ Tô. Còn việc chú quan nhờ tìm Mộc Minh Viễn, Tô Nhất Trần càng không để tâm. Có thể giúp được người khác là tốt nhất, nhưng nếu không thể thì cũng đành chịu. Chỉ cần Túc Bảo vui vẻ là được, anh ấy quan tâm người khác nhiều làm gì. Tô Nhất Trần cong môi, tâm trạng thoải mái, anh đặt tay lên đầu cục bột nhỏ, Túc Bảo, cậu cả đưa con tới khu vui chơi nhé, có muốn đi không? Hai mắt Túc Bảo lấp lánh, đi đi đi, muốn đi ạ. Túc Bảo nóng lòng quá đỗi, còn giơ tay nói, gọi các anh chị của con đi luôn. Lại bồi thêm một câu. Kêu cả tiểu ngũ và cụ rùa nữa ạ. Trong mắt cục bột nhỏ, đến khu vui chơi là một chuyện tốt. Chuyện tốt, đương nhiên phải chia sẻ với đồng đội tốt của mình nha. Nhà họ Mộc, ông cụ và bà cụ Mộc ăn xong, tao nhã lau miệng, hỏi quản gia, người nhà họ Tô vẫn chờ ở ngoài sao?
Nếu họ vẫn chờ, xét đến thành ý của họ, nhà họ Mộc không ngại gặp họ một lần. Quản gia nói, họ về rồi. Bà cụ Mộc hừ một tiếng, muốn nhận người thân mà chút nhẫn nại cũng chẳng có. May sao không gặp, tốt nhất nhà họ Tô hãy mang, sao chổi nhỏ, kia tránh xa nhà họ Mộc, đừng bao giờ tới làm phiền nhà họ Mộc nữa. Ông cụ Mộc đang trò chuyện cùng con trưởng, đã liên lạc với nhân vật mà lãnh đạo từng nhắc tới chưa? Người ta cũng họ Mộc, là chiến thần trở về từ chiến khu vùng biên giới, mau tìm cách lôi kéo quan hệ. Con trưởng nhà họ Mộc khó xử nói, ba, người đó không dễ gặp đâu. Không rõ tại sao, hình như người ấy rất có thành kiến với nhà họ Mộc chúng ta. Ông cụ Mộc chau mày, gặp còn chưa gặp, sao lại có thành kiến? Hiểu nhầm gì chăng, cùng họ Mộc thì đều là anh em một nhà, tìm cơ hội gặp gỡ rồi hóa giải hiểu lầm là được thôi. Con trưởng nhà họ Mộc lại nói, ba, khó tìm thật mà, người ta chẳng những là chiến thần về từ chiến khu vùng biên giới, còn là gia chủ của gia tộc ở ẩn. Ông cụ Mộc trừng mắt, gì mà gia chủ gia tộc ở ẩn, con xem tiểu thuyết quá nhiều rồi đấy. Lần nào kêu con làm gì cũng không tình nguyện rồi tìm đủ cớ này nọ. Ba thấy con còn chưa đi hỏi đấy. Nhà họ Mộc cãi nhau om sòm vì một nhân vật lớn sắp tới kinh đô, nào là chuẩn bị nào là lôi kéo quan hệ. Đâu biết hôm nay đã bỏ lỡ điều gì. Dream Valley là khu vui chơi lớn nhất trong khu đô thị. Đây là một thiên đường dành cho trẻ em, nhân viên trong trang phục búp bê có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi và tiếng la hét do tàu lượn siêu tốc mang lại có thể lật đổ bầu trời trong bán kính 1 cây em. Cầu trượt dài cao đến 4, 5 tầng, khi trượt từ trên xuống, cảm giác thích đến mức trái tim bé nhỏ như nhảy ra khỏi lồng ngực. Kỷ Trường chau mày. Người đông, dương khí vượng, nhất là những nơi đông trẻ con luôn khiến quỷ thấy không thoải mái. Ta tìm nơi nào đó đánh một giấc đây. Kỷ Trường liếc nhìn Tô Nhất Trần và Tô Tử Chiến, hai ba con nhà này như vệ sĩ đi cùng nên cũng chẳng cần đến hắn. Túc Bảo vừa toan nói, được, thì Hân Hân đã phấn kích nắm tay Túc Bảo rồi chạy như bay. Hồi sáng Hân Hân còn làm mình làm mày tỏ vẻ điềm nhiên khi thấy Túc Bảo, giờ tới khu vui chơi thì quên luôn làm bộ. Đi bên kia, chúng ta trượt từ trên cao xuống dưới nhé. Tô Tử Du đuổi theo phía sau, chờ anh với. Tô Tử Chiến vốn thích sự yên tĩnh, lúc này chỉ biết câm nín nhìn ba đứa em chạy như bay phía trước. Rõ là ấu trĩ, có gì thú vị chứ? Tô Nhất Trần mặc vest, dáng người cao lớn, nổi bần bật giữa các phụ huynh ở khu vui chơi. Tiếc thay anh ấy quá cao ngạo lạnh lùng, mặt cứ lạnh ra, chẳng ai dám tới bắt chuyện làm quen. Nhìn anh ấy dẫn theo 4 đứa nhóc. Một cô gái đau lòng nói, không ngờ người đàn ông đẹp trai như này đã có 4 đứa nhóc. Quan trọng là có 4 đứa nhóc rồi còn đẹp trai như này, sao tớ không phải mẹ sắp nhỏ chứ? Cô bạn đi cùng trợn trắng mắt, nói, nằm mơ giữa ban ngày đi cậu. Nam thần cao ngạo lạnh lùng là thứ sinh vật chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể bất kính. Không biết có bao người ở khu vui chơi đã lén chụp ảnh Tô Nhất Trần. Tô Nhất Trần đi phía sau tụi nhóc, thấy có cuộc gọi tới, anh ấy nhìn số rồi dặn dò, trông em gái con cẩn thận. Mặt Tô Tử Chiến không chút cảm xúc. Biết rồi ạ. Đám nhóc Túc Bảo đã tới khu cầu trượt khổng lồ, quá nhiều người nên phải xếp hàng chờ. Hân Hân đứng ở trước, Túc Bảo ở giữa và Tô Tử Du ở sau cùng. Túc Bảo nhìn cầu trượt dài, tiếc nuối nói, kể mà Tiểu Ngũ và Cụ Rùa cũng đến được thì tốt rồi. Khu vui chơi cấm thú cưng, nếu được đến chơi thì chắc chắn Tiểu Ngũ và Cụ Rùa sẽ vui lắm. Sắp đến lượt đám nhóc Túc Bảo thì bỗng có một cô nhóc chạy tới, chen vào trước vị trí của Túc Bảo. Tô Tử Du chau mày, sao cậu lại làm thế? Không được chen ngang. Cô nhóc kia kiêu ngạo nói to, cứ thế đấy, tớ muốn đứng ở đây. Bác gái đi cùng cô nhóc này nói, đâu có gì đâu, dù sao cũng là chơi, mọi người cùng chơi mới vui chứ. Túc Bảo nghiêm túc đáp, nhưng chen ngang là không đúng. Cô nhóc kia không nghe, bác gái đi cùng cũng vờ chơi điện thoại như chẳng nghe thấy gì. Khu vui chơi đông trẻ con như này mà bắt xếp hàng thì biết đến khi nào. Dù sao ngày nào chẳng có nhiều người chen ngang, đâu chỉ riêng hai người họ, hồi nãy họ cũng chen ngang để chơi trò khác đấy thôi. Thấy bà nội của mình phớt lờ nhóm Túc Bảo, cô nhóc kia nháy mắt khiêu khích, còn làm mặt quỷ với Túc Bảo, lêu lêu. Đến mà đánh chị nè. Túc Bảo mất hứng, học theo điệu bộ của Kỷ Trường, híp mắt. Nhưng cục bột nhỏ chưa kịp ra oai cho người khác nể sợ. Tô Tử Chiến bỗng chặn trước người Túc Bảo, nói với nhóc kia, ra phía sau xếp hàng. Tô Tử Du cũng đứng trước Túc Bảo, lạnh mặt. Bác gái vẫn vờ vịt xem điện thoại, không dòm ngó tới mấy đứa nhóc.
Cô nhóc kia càng thêm đắc ý, vặn vẹo mông, không đấy, không đấy. Hân Hân nhìn hết nổi. Cô bé túm tóc nhóc kia rồi đẩy ra khỏi hàng. Cút qua một bên, Hân Hân tức giận trợn mắt, hổ không ra oai thì cậu tưởng hổ là Hello Kitty hả? Hân Hân chợt nhận ra, mấy đứa trẻ nói, không đấy, không đấy, vô cùng đáng ghét. Cô nhóc kia ngã mạnh xuống đất, òa khóc. Thấy cháu mình bị đánh, bác gái lập tức dừng chơi điện thoại. Bà ta tức giận hét, hừ, chúng mày là con cái nhà ai, có biết lý lẽ không hả, còn dám đánh người cơ đấy. Hân Hân gân cổ lên cãi, ai bảo hai người không chịu xếp hàng. Bác gái vừa tức vừa cuống, thế thì chúng mày có thể đánh người ư? Không thích thì nói ra, sao lại động tay động chân? Bà ta gào lên chửi bới. Nghe thấy tiếng ồn, Tô Nhất Trần lập tức cúp điện thoại, sải bước vội tới. Cùng lúc đó, một cô gái mặc đồ màu đỏ cũng vội vã chạy đến. Có chuyện gì vậy? Tô Nhất Trần lạnh lùng hỏi. Anh nhìn từ trên cao xuống, sự lạnh lùng sắc bén toát lên từ anh khiến bác gái kia lắp bắp, trẻ con. Trẻ con nhà các người đánh cháu tôi. Túc Bảo lập tức nói, cậu cả ơi, chị kia chen ngang trước, anh trai kêu chị ấy đi xếp hàng nhưng chị ấy nhất quyết không nghe. Bác gái phản bác, chúng tôi có nghe thấy đâu. Mặt Tô Nhất Trần lạnh tanh, không nghe thấy thì chúng tôi phải nhường chị hả? Có phải chị cũng muốn bị đánh không? Tổng tài bá đạo tức giận thì tầng lớp cao cấp trải qua trăm trận chiến trong công ty còn không chống đỡ nổi, nói gì một bác gái. Bác gái. Không dám ho he nửa lời. Lúc này cô gái mặc đồ màu đỏ cũng chạy tới, cuống quýt xin lỗi anh, tôi thay mặt họ xin lỗi. Túc Bảo a một tiếng, hóa ra là gì mặc đồ đỏ đó ư. Túc Bảo liếc nhìn, một con quỷ đang yếu ớt nằm bò trên vai cô gái. Tô Nhất Trần lạnh lùng nói, đây là con nhà cô hả? Cô gái mặc đồ màu đỏ hơi lúng túng, nói, là cháu của tôi. Bác gái nhịn tức, nói vẻ không vui. Đi nào, không chơi nữa. Đúng là suối quẩy mà. Bà ta nói rồi ôm cô nhóc đang khóc lóc ầm ĩ lên, lúc đi còn va mạnh vào vai cô gái mặc đồ màu đỏ. Miệng bà ta vẫn không ngừng than phiền, còn tưởng khu vui chơi của kinh đô các người cao cấp lắm. Cô có mua vé VIP không? Cô gái mặc đồ màu đỏ xin lỗi lần nữa rồi đi theo phía sau bác gái, bất đắc dĩ nói, cháu đã nói rồi, Dream Happy Valley không bán vé VIP. Giọng nói mất hứng của bác gái kia vẫn vọng lại từ xa, cô kiếm được nhiều tiền vậy mà không thể đưa chúng tôi tới chơi nơi nào cao cấp chút à. Chúng tôi chẳng mấy khi tới. Cô gái mặc đồ màu đỏ chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ đi phía sau. Túc Bảo và Tô Tử Du ngơ ngác nhìn nhau. Bà mẹ chồng này không biết lý lẽ gì hết, Túc Bảo chớp mắt nói. Hân Hân kéo tay Túc Bảo, quan tâm tới họ làm gì, mau, chúng ta đi thôi. Cầu trượt khổng lồ được kết nối với lưới leo núi. Trẻ con phải trèo lên từ lưới rồi trượt xuống từ cầu thang cao. Lưới leo núi cao chừng tòa nhà 4 đến 5 tầng được thiết kế gấp khúc xoay vòng nên không sợ ngã hay bị thương, vừa thử thách vừa thú vị. Thấy hai cô bé leo lên trước, Tô Nhất Trần nhìn Tô Tử Chiến. Tô Tử Chiến. Biết rồi ạ, trông hai em gái cẩn thận đúng không? Tô Tử Chiến nhàm chán đi theo sau hai cô bé. Liếc nhìn Tô Tử Du với đôi mắt đong đầy sự căng thẳng và hai tay luôn trong tình trạng sẵn sàng đỡ Túc Bảo, Tô Tử Chiến chỉ muốn trợn trắng mắt. Em trai cậu sao lại hóa thành bộ dạng này? Hân Hân hỏi, Túc Bảo, em trèo lên được không đó? Nhìn tay chân mảnh rẻ của Túc Bảo, Hân Hân chỉ đoán Túc Bảo không chơi được. Túc Bảo cõng thỏ con trên lưng, nói, nhìn kỹ nha, em lợi hại lắm đó. Hân Hân và Tô Tử Du không tin. Nếu Túc Bảo có thể. Còn chưa nghĩ xong câu hoàn chỉnh trong đầu. Đã trông thấy Túc Bảo bám vào lưới trèo lên thoăn thoắt. Hân Hân và Tô Tử Du há hốc miệng, thầm kinh ngạc. Không ngờ cô em gái mà hai người luôn lo gió lớn có thể cuốn đi lại lợi hại như này. Ba đứa nhỏ cuống quýt đuổi theo. Kết quả ba người thở hổn hển còn Túc Bảo như chẳng làm gì tốn sức. Bốn đứa nhỏ đều lên đến đỉnh cầu trượt. Mau mau mau, Túc Bảo phấn khích dục, em xếp đầu hàng nè. Hân Hân lập tức nói, chị thứ hai. Tô Tử Du, anh thứ ba. Tô Tử Chiến. Bốn anh em xếp hàng và trượt xuống cầu trượt dài. Cầu trượt có độ cao cỡ tòa nhà 4 tầng, còn có nhiều khúc cua và độ dốc cũng hơn các cầu trượt thông thường. Trượt xuống như này còn kích thích hơn chơi tàu cướp biển. Ú ú, Túc Bảo phấn khích hét to, sống động như thật. Hân Hân. Tô Tử Du. Tô Tử Chiến. Trượt đến cuối cùng, bốn anh chị em chồng chất lên nhau.
tiếng cười khúc khích của Túc Bảo khiến mọi người xung quanh không nhịn được cười. Đôi má Túc Bảo đỏ lựng, vừa quay đầu vừa hay nhìn thấy Tô Tử Chiến, anh ơi chơi vui không? Tô Tử Chiến quay đầu đi, cứng miệng nói, cũng bình thường. Sau khi chơi xong cầu trượt, bốn anh em lại cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc phiên bản trẻ con. Túc Bảo và Hân Hân, á á á ha ha ha. Mặt Tô Tử Chiến vẫn không chút cảm xúc. Chỉ thế này mà vui vậy sao? Tô Tử Du, giả sử tốc độ của tàu lượn siêu tốc là, độ lệch tâm của diện tích hình bán nguyệt là, độ lệch tâm là bao nhiêu thì có thể gặp quỷ. Sau đó bốn anh em lại chơi máy nhảy lầu, chỉ cao cỡ tòa nhà 3 tầng, tốc độ rất chậm. Túc Bảo, oa, Hân Hân, vui quá đi mất. Mặt Tô Tử Chiến vẫn không chút cảm xúc. Nhưng, cậu chưa bao giờ chơi những trò như này, nhìn mấy trò chơi ấu trĩ lại cảm thấy cũng tạm được. Tô Tử Du, giả sử tốc độ rơi của máy nhảy lầu là SS, và nhịp tim của một người là SS, thì tốc độ rơi là bao nhiêu mới có thể gặp quỷ? Các kết quả tính toán cuối cùng đều vượt quá tốc độ ánh sáng. Nện xuống đất với tốc độ ánh sáng, người cũng đi đời, còn có thể không gặp quỷ ư. Sau khi chơi đu quay, ô tô đụng, đu quay trên cao, nhào lộn trẻ em, Túc Bảo và Hân Hân thở hổn hển, mỗi bé cầm một ly nước trái cây uống. Tô Tử Du tính toán xong tốc độ tất cả trò chơi trong khu vui chơi, tổng kết lại, dựa vào tốc độ để xem xét khả năng gặp quỷ là không khả thi, lý thuyết từ trường vẫn đáng tin cậy hơn. Mặt Tô Tử Chiến vẫn không chút cảm xúc, nhưng đáy mắt lại thoáng hiện sự phấn khích, hai má cũng đỏ ửng. Túc Bảo ngoảnh đầu, lại hỏi, anh ơi chơi vui không? Tô Tử Chiến, cũng vậy thôi. Hân Hân nói to, anh Tử Chiến, anh đúng là cái đồ cứng miệng. Túc Bảo ngẩn người, ha ha, miệng cứng thật nha. Thấy Túc Bảo cười, Hân Hân càng thêm hăng hái, răng cắn đinh thép hoặc là lùa con vịt 72 ngày, miệng ắt cứng nha. Túc Bảo cũng học theo, ha ha, lùa con vịt 72 ngày, miệng ắt cứng nha. Tô Tử Chiến đen mặt. Cô bé có hiểu ý nghĩa thật của câu nói đó không mà cười vui thế. Cậu học sinh theo đuổi nghệ thuật tự do Tô Tử Chiến không thể chịu đựng thêm nữa, uốn nắn, vịt luộc 72 cuộn là cứng miệng lại, không phải 72 ngày. Túc Bảo và Hân Hân, đúng đúng đúng. Tô Tử Chiến, hình như cậu vừa tự mắng chính mình nhỉ. Mấy anh chị em đang nói cười rôm rả thì một cô gái mặc đồ màu đỏ đi tới nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, bước chân nhẹ như ma quỷ bước đi. Tô Tử Du đang nghĩ tới mối quan hệ giữa từ trường và khả năng gặp quỷ. Vừa ngẩng đầu chợt thấy một gì mặc đồ đỏ như ma quỷ, hù cho Tô Tử Du xém chút nữa nhảy cẳng lên. Cậu nhìn kỹ lại, ồ, hóa ra là con người. Tô Tử Du thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy cô gái kia dựa lưng vào ghế, trông vô cùng mỏi mệt. Túc Bảo ú một tiếng, lại là gì sao? Hân Hân nhìn theo, hỏi, ai cơ? Sao cô bé chẳng có chút ấn tượng gì với gì này nhỉ? Tô Tử Du híp mắt. Là phụ huynh của con nhóc quỷ chen ngang hồi nãy. Cô gái mặc đồ màu đỏ yếu ớt quay đầu lại, trông thấy mấy nhóc Túc Bảo thì sửng sốt, ồ, là các con à. Túc Bảo nhìn chằm chằm vào ác quỷ trên vai cô gái đó. Tô Tử Du thấy ánh mắt Túc Bảo hướng về khoảng không, vô thức hỏi, sao vậy? Túc Bảo đan hai tay vào nhau, sát tới bên tai Tô Tử Du nói, anh ơi, có con quỷ đang nằm bò trên vai gì ấy? Tô Tử Du, thấy Tô Tử Du đổi chỗ ngồi. Túc Bảo khó hiểu hỏi, sao vậy anh? Tô Tử Du, không sao, chỗ đó gió hơi lớn. Cô gái mặc đồ màu đỏ nặn ra một nụ cười, hồi nãy. Thật ngại quá. Túc Bảo lắc đầu, không sao ạ, dì ơi dì tên gì? Cô gái mặc đồ màu đỏ dựa vào lưng ghế, khom người vẻ suy sụp, nói, dì tên là Tân Tử Manh. Hân Hân khó hiểu hỏi, sao dì lại phải đưa con nhóc quỷ kia tới đây chơi? Dì này cũng hiểu lý lẽ lắm mà. Sao lại dẫn theo con nhóc quỷ? Túc Bảo gật đầu, đúng đó, chẳng phải chỉ có bạn tốt mới cùng nhau đi chơi thôi sao? Không thích người ta sao còn phải chơi cùng? Hình như gì Tân Tử Manh không thích cô nhóc và bà mẹ chồng kia. Tân Tử Manh mím môi, mặt lộ vẻ oán hận, gì cũng đâu muốn dẫn họ đi, nhưng đó là họ hàng của chồng gì, họ một mực đòi tới khu vui chơi. Mẹ kiếp, con gái của gì còn chưa được gì dẫn tới đây, vậy mà phải dẫn họ đi. Túc Bảo hồ nghi, vậy không thể từ chối ư? Tân Tử Manh, họ là bà con thân thích mà, không tiện từ chối. Túc Bảo khẽ lắc đầu, thế giới của người lớn thật kỳ lạ. Không thích nhưng vẫn không từ chối, tại sao phải cố ép bản thân như vậy nhỉ? Chẳng phải mình vui hay không mới là điều quan trọng nhất ư?
Tô Tử Du, người có logic tốt hơn, khó hiểu hỏi, nếu đã là họ hàng của chồng gì, tại sao chú ấy không dẫn họ đi chơi? Giọng Tân Tử Manh pha chút bực bội, anh ấy nói phải đi câu cá, không có thời gian đến khu vui chơi. Bốn đứa trẻ ngẩn người. Đi câu cá ư, hình như câu cá không phải công việc nhỉ. Nếu chẳng phải bận bịu công việc thì tại sao không thể đưa họ hàng của mình đi chơi? Hân Hân chau mày, vậy gì cũng đừng đi, đừng nuông chiều chú ấy. Giống bà nội từng nói, không muốn ăn cơm thì đừng ăn, không cần nuông chiều thành thói quen xấu. Cuối cùng chẳng phải cô bé cũng học được thói quen ăn uống đúng giờ đó thôi. Tân Tử Manh lắc đầu than thở, bỏ đi, dì không muốn cãi nhau với chú ấy, dì còn bận công việc, nếu cãi nhau tâm trạng không tốt sẽ không thể tập trung làm tốt công việc của mình được. Ở nhà dì chỉ có mình dì kiếm tiền, nếu dì không làm tốt thì gia đình lấy đâu ra tiền mà chi tiêu. Nên dì không muốn cãi nhau. Bốn đứa trẻ. Dì ấy còn phải làm việc kiếm tiền à? Logic này kỳ quặc ghê, không phải người bận làm việc thì chăm chỉ làm việc, người không bận làm việc thì nên đỡ đần chuyện khác trong gia đình sao? Túc Bảo hỏi, vậy hôm nay dì không đi làm à? Tân Tử Manh lắc đầu, dì là tác giả viết tiểu thuyết, công việc tự do, buổi tối về nhà có thể viết chuyện. Tô Tử Du nghẹn họng, cậu vẫn tưởng dì này là bà nội trợ, ai kiếm được tiền người đó có quyền quyết định. Thế nên dù chẳng vui vẻ gì thì dì ấy vẫn phải dẫn họ hàng của chồng đi chơi. Chẳng ngờ dì ấy lại là người kiếm tiền nuôi gia đình, kiếm được tiền còn phải chịu ấm ức như này. Cậu không hiểu. Lúc này, bác gái kia dẫn con nhóc quỷ tới, vừa thấy mấy chị em Túc Bảo thì hừ một tiếng. Đen đủi thật, đến đây mà vẫn gặp bọn này. Bà ta nhìn xung quanh một lượt, ghế trong khu vực nghỉ ngơi đều đã có người ngồi. Tô Tử Du vốn ngồi bên trái Túc Bảo, sau khi đổi chỗ. Túc Bảo và Tân Tử Manh ngồi cạnh nhau, giữa họ có một khoảng trống. Bác gái nói, này, nhích qua một chút nhường chỗ cho tao đi. Túc Bảo lập tức từ chối, xin lỗi, anh chị cháu ngồi bên kia nên cháu không thể nhích thêm được. Bác gái trừng mắt, mấy đứa nhóc mông bé tí thì chiếm được bao nhiêu chỗ. Ngồi dồn lại chút chẳng phải được rồi sao? Hân Hân nhíu mày, không đấy, chúng cháu cứ không nhường chỗ đấy. Tô Tử Du khoanh tay, cười lạnh. Bác là Hoàng Thái Hậu à? Kêu chúng cháu nhường là chúng cháu phải nhường chắc. Túc Bảo gật đầu như bổ củi, phụ họa, đúng, chúng cháu không nhường. Dù cháu đứng dậy thì bác với chị kia cũng không đủ chỗ để ngồi đâu. Bác gái kia nổi đoá, luôn miệng chửi bới, loại người gì không biết, mấy đứa nhóc rõ là vô ý thức, không biết phụ huynh chúng mày dạy dỗ thế nào. Tô Nhất Trần vừa cầm bỏng ngô tới, nghe thấy lời bác gái kia thì xa sầm mặt, tôi nuông chiều chúng đấy, chị có ý kiến à? Bác gái kia vốn là người sợ kẻ mạnh nạt kẻ yếu. Lúc này Tô Nhất Trần trong bộ vest toát lên khí chất của người giàu có, ánh mắt sắc bén rét lạnh chỉ khiến bác gái sợ hơn. Bà ta lắp bắp nói không ra lời, chỉ đành oán trách Tân Tử Manh, xem cô dẫn chúng tôi tới cái chỗ rách nát gì không biết, còn nói là khu vui chơi tốt nhất kinh đô cơ đấy, đến chỗ ngồi cũng không có. Tân Tử Manh thở dài, đứng dậy nói, thím hai với đồng đồng ngồi đi, đừng cãi nhau nữa. Bác gái nắm tay thằng nhóc hư quay đầu lại nói, không ngồi, ai mà thèm ngồi ở đây, xui xẻo. Tô Nhất Trần ngồi xuống, vắt chéo hai chân, một tay cầm bắp sang bơ, một tay vươn ra khoác lên ghế dựa, trong lúc vô hình bảo vệ mấy đứa bé trong ngực mình. Không ngồi thì cút, anh lạnh lùng nói, để cho tôi gặp bà một lần nữa thì bà đừng hòng lại đến công viên trò chơi này. Người này ngang ngược không nói đạo lý. Bác gái, bà ta hừ một tiếng, tức giận dẫn thằng nhóc hư đi. Trong miệng còn lầu bầu, hứ. Nhà dột từ nóc, càng có tiền càng không có tố chất. Người ở thành phố lớn này đấy, tốt ghê gớm. Tân Tử Manh vội vàng xin lỗi với Tô Nhất Trần, sau khi bất đắc dĩ thu dọn tình hình rối rắm mới đuổi theo, vừa đi vừa nói, được rồi, thím hai bớt nói chút đi. Bác gái, hừ. Thằng nhóc hư, con muốn uống nước trái cây. Con muốn uống nước trái cây. Tân Tử Manh, chờ một chút. Thằng nhóc hư, con muốn ngay bây giờ. Ngay bây giờ, lập tức. Túc Bảo nhìn Tân Tử Manh chấp nhận số phận đi xếp hàng mua nước trái cây, bỗng nhiên thở dài hai. Nghiệp chướng. Sư phụ nói ác quỷ này gọi là quỷ nhu nhược. Không biết là sau khi bé bắt con quỷ sau lưng cô Tân Tử Manh đi thì cô ấy có dũng cảm giống như siêu nhân không nhỉ, liệu khi không thích có từ chối thẳng thừng luôn không? Tô Nhất Trần nhìn hàng lông mày nhíu chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu và dáng vẻ trầm tư hệt người lớn của Túc Bảo, không khỏi buồn cười. Ăn đi, bắp sang này. Dừng một chút, anh nhấn mạnh,
trở về không được nói với bà ngoại đấy. Bắp rang ngọt, nhất là hàng mua ở bên ngoài, bà cụ Tô luôn quan niệm rằng bên trong có bỏ thêm dầu, màu thực phẩm và chất kích thích. Đồ làm ở nhà tốt cho sức khỏe nhưng thực phẩm ở ngoài có ngon đến mấy cũng đều là rác, đây chính là logic của bà ngoại. Túc Bảo nhận bắp rang bơ đưa tới trước mặt mấy anh chị, bé vốc một vốc há to miệng bỏ vào, vừa ăn vừa nói, dạ vâng, không nói ạ. Tô Tử Chiến nhìn thoáng qua xô bắp rang bơ kia, nhàn nhạt nói, ba đang dạy hư trẻ con đó. Tô Nhất Trần, con ngậm miệng. Không thì thế nào, để lúc về người bị mắng là anh à. Túc Bảo nghiêm túc nói, anh ơi anh yên tâm đi, Túc Bảo sẽ không bị hư đâu. Tô Tử Chiến. Mấy đứa bé ăn bắp rang bơ, uống nước trái cây xong đã là 4-5 giờ chiều rồi. Tô Nhất Trần nhìn đồng hồ nói, cần phải về rồi. Túc Bảo giơ tay, cậu cả, con muốn đi nhà vệ sinh ạ. Hân Hân lập tức nói, con cũng đi. Tô Tử Du đứng lên, con cũng muốn đi. Cuối cùng Tô Tử Chiến không nhịn được nữa tao nhã liếc mắt. Đến đi nhà vệ sinh cũng muốn đi cùng. Túc Bảo và Hân Hân chạy ở phía trước, hai bé gái tay trong tay đi. Tô Tử Du thì thầm trong lòng, vì sao bé gái đi nhà vệ sinh lại cứ thích nắm tay nhau nhỉ? Còn bé trai thì, Tô Tử Du nhìn về phía anh trai đi sau mình một chút. Tô Tử Chiến lập tức nói, đừng hòng mơ tưởng. Tô Tử Du lại gật đầu, bé trai nếu nắm tay đi vệ sinh thì đúng là khác lạ. Trong nhà vệ sinh, Túc Bảo nhanh hơn, cách một tấm cửa gọi lớn, chị ơi, chị xong chưa? Hân Hân, chị đi nặng á? Túc Bảo, hả? Vừa rồi chị mới nói là đi nhẹ mà. Hân Hân, lúc ngồi xổm xuống không kẹp lại nên nó sổ ra mất tiêu. Túc Bảo. Hân Hân cất giọng nói, em đừng chạy mà, chờ chị với. Túc Bảo đứng mấy giây. Hích, chị hôi quá à, làm sao bây giờ? Túc Bảo nhìn ba lô nhỏ trong tay mình, tìm một cái khẩu trang đeo lên. Vẫn còn hôi. Túc Bảo tìm tiếp một cái khăn choàng vai. Lúc ra ngoài bà ngoại sợ bé bị điều hòa không khí trên xe làm lạnh nên nhét thêm cho bé. Túc Bảo lấy khăn choàng nhỏ ra, chùm lên đầu che mũi lại, bọc mình giống như cái bánh chưng nhỏ. Một cô gái nhìn dáng vẻ này của bé không khỏi bị chọc cười. Chị cháu bảo cháu ở đây là cháu ở lại thật luôn à. Cô ấy nói, thấy hôi thì đi ra cửa chờ đi. Túc Bảo, không được ạ, trẻ con nói chuyện phải giữ lời. Hân Hân cũng cao giọng nói ra, không cho phép đi. Cô gái kia cười ha ha một tiếng rồi lắc đầu đi ra. Túc Bảo cảm giác mình không thở được. Chị ơi, chị xong chưa ạ? Hân Hân, chờ một chút, còn một chút xíu. Túc Bảo, một chút xíu là bao nhiêu ạ? Hân Hân, chị cũng không biết nữa, để chị xem. Người xếp hàng ở bên ngoài không nhịn được mà phì cười. Trẻ con thú vị như thế đó. Hai tay Túc Bảo khoác khăn choàng, tiếp tục che mũi, chị ơi nhanh lên. Em sắp không nhịn nổi rồi. Bên trong soạt một tiếng, cuối cùng Hân Hân cũng đi ra, đi đi, hôi quá. Túc Bảo ùa chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô, chị đừng tự chê bản thân hôi chứ. Trên lối đi công cộng, Tô Nhất Trần đút một tay vào túi, đang đợi mấy cái đầu củ cải đi ra. Chỉ thấy Túc Bảo bao bọc giống như bánh chưng nhỏ chạy ra đầu tiên. Tô Nhất Trần, đi nhà vệ sinh, khoa trương vậy sao? Có vẻ như vệ sinh công cộng của khu vui chơi là không đủ tốt. Tô Nhất Trần hờ hứng cầm điện thoại gửi một tin nhắn đi, mua mảnh đất ở vùng ngoại ô, quy hoạch một công viên trò chơi, đêm nay gửi phương án cho tôi. Ở công ty, sau khi Khúc Hưởng nhận được tin nhắn. Sau khi Túc Bảo chạy ra ngoài lập tức kéo khăn choàng che miệng mũi mình lại, hít một hơi thật mạnh. Oa, lúc đầu bé muốn nói là không khí bên ngoài tốt, nhưng mà bé còn đang đứng ở cửa nhà vệ sinh. Y dài, bé vội vàng rửa sạch tay, chạy về phía Tô Nhất Trần. Cậu cả, cục bột nhỏ thật vui vẻ, khi chạy hai bím tóc trên đầu khẽ vung vẩy. Tô Nhất Trần vô thức xoay người đón được bé rồi bế bổng lên, anh bỗng ngửi thấy trên người bé một, mùi thơm, như có như không. Ngón tay thon dài của Tô Nhất Trần lướt trên màn hình, lại gửi thêm một tin nhắn, đặc biệt là trong lĩnh vực vệ sinh công cộng, phải lên kế hoạch tốt. Khúc Hưởng ở bên kia. Cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta nghe Tổng Giám Đốc Tô nói hôm nay dẫn tiểu thư Túc Bảo đến công viên trò chơi, chẳng lẽ tiểu thư Túc Bảo rơi xuống nhà vệ sinh? Túc Bảo ôm cổ Tô Nhất Trần, hỏi, cậu cả, cậu có thể giúp con tìm chỗ ở của cô Tân Tử Manh vừa nãy không? Tô Nhất Trần nhìn bọn Hân Hân Tô Tử Du đi tới, vừa nói, con tìm cô ấy làm gì?
Túc Bảo ghé vào bên tai Tô Nhất Trần, bắt quỷ ạ. Tô Nhất Trần, được, đúng là chẳng thèm hỏi tiếng nào. Quả nhiên là Túc Bảo muốn cái gì sẽ được cái đó. Một bên khác, Mộc Quy Phàm lấy được ảnh chụp tư liệu của tất cả mọi người nhà họ Tô, bao gồm ảnh chụp của từng người. Tô Cẩm Ngọc, anh im lặng nhìn ảnh chụp, giọng nói trầm thấp, chết rồi sao? Anh nhíu mày, không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Đêm đó anh không nhìn rõ mặt cô gái kia, nhưng lại rất quen thuộc với đôi mắt đó. Đi thăm dò xem 5 năm trước Tô Cẩm Ngọc này ở nơi nào. Cấp dưới ở bên cạnh nói, ông chủ, không cần điều tra, Tiểu Thiên Kim nhà họ Tô vừa trở về từ Nam Thành, trước đó Tô Cẩm Ngọc bị bệnh máu trắng làm ký ức hỗn loạn cũng đi lạc tới Nam Thành. Mộc Quy Phàm, anh lại lấy ảnh chụp của Túc Bảo đặt song song với ảnh chụp Tô Cẩm Ngọc. Cho nên anh còn có một cô con gái à? Mộc Quy Phàm suy nghĩ về quá khứ. Sau khi ông nội chết, anh cũng không quay lại cuộc sống bình thường mà lựa chọn một con đường giống như ông nội, tiếp tục hoàn thành sự nghiệp còn dang dở của ông cụ. 7 tuổi, ông nội bị bại lộ, ba mẹ anh bị trả thù giết hại, anh cũng bị truy sát. Trốn đông trốn tây lưu lạc dòng dã 8 năm. 15 tuổi, lớn lên dung mạo của anh thay đổi lớn, đổi tên đổi họ, thành công gia nhập vào tổ chức ngầm kia. 20 tuổi, anh lăn lộn trong tổ chức ngầm đến vị trí thủ lĩnh, được mọi người xưng là Tam gia, cái giá phải trả là dính tới ma túy, dùng cái này để che giấu chính mình. Năm 21 tuổi cũng là 5 năm trước, lúc sắp thu lưới thì anh bị bán đứng bại lộ thân phận. Lão đại của tổ chức ngầm tự tay tiêm cho anh 10 ống ma túy B. Ma túy B là một loại ma túy của câu lạc bộ, ma túy B có một quy củ bất thành văn chính là nhất định phải có phụ nữ. Khi triệt phá tụ điểm ma túy này thường bắt gặp những cảnh vô cùng hỗn loạn, cảnh sát ập vào cửa, bên trong có nhóm 3-4 người, quan hệ tập thể không kiềm chế, quan hệ tình dục bừa bãi. Bởi vì đặc tính của loại ma túy đó, anh bị tiêm 10 ống ma túy B hoàn toàn không có khả năng khống chế bản thân. Thậm chí anh không biết mình, bắt, Tô Cẩm Ngọc như thế nào, tia lý trí duy nhất chỉ giúp anh nhớ được đôi mắt kia của Tô Cẩm Ngọc. Hoảng sợ và tuyệt vọng. Mộc Quy Phàm nghĩ tới đây chỉ cảm thấy đầu mình đột nhiên tê dần, nhịn không được đưa tay đè mi tâm mình. Áy náy sao? Những năm ẩn nấp làm việc bất chấp hậu quả, anh chưa từng suy xét cái gì là áy náy, chỉ có chuyện này. Sau khi anh được cứu ra ngoài, rốt cuộc tổ chức ngầm cũng bị hốt trọn một mẻ, mà anh bị bắt cưỡng chế đưa đến trại huấn luyện cai nghiện bí mật. Sở dĩ ma túy đáng sợ vì nó có thể phá hủy tất cả ý chí của một người, ngay cả anh cũng không thể nào tránh được. Ở trong trại huấn luyện cai nghiện 2 năm, tổ chức hoàn toàn không dám thả anh ra, thế là đưa anh đến chiến trường biên giới, dùng máu tươi và khói lửa chiến tranh tàn khốc vớt anh ra khỏi đáy vực sâu. Và bây giờ anh đã trở lại. Chuyện đầu tiên khi anh trở về là tìm cô gái bị anh hủy hoại 5 năm trước, lại phát hiện ra cô ấy chết rồi. Mộc Quy Phàm nhìn xe cộ tấp nập bên ngoài. 18 năm, người thân chết hết. Chiến hữu truy quét ma túy, 10 người chẳng còn ai. Cô gái duy nhất tiếp xúc da thịt với anh cũng chẳng còn trên đời. Dường như anh không còn gì nữa. Ánh mắt Mộc Quy Phàm dừng trên khuôn mặt cô bé trong tấm ảnh. Bé có đôi mắt cười cong cong, bên môi có hai đồng điếu nhàn nhạt, không quá rõ ràng nhưng lại khiến cho nụ cười càng ngọt hơn. Túc Bảo. Gió thổi qua mái tóc đen hơi xoăn của anh, khẽ che đi đôi mắt đen thâm thúy, càng lộ ra vẻ cô độc trong trẻo lạnh lùng của anh. Khác với bầu không khí cô độc bên phía Mộc Quy Phàm, lúc này nhà họ Tô đã lên đèn, đứng từ xa vẫn có thể ngửi được mùi thức ăn thơm phức. Trong phòng vang lên tiếng vui đùa cười giỡn của trẻ con, bà cụ Tô gọi lớn, mấy bạn nhỏ, rửa tay ra ăn cơm nào. Túc Bảo rửa tay nhanh như chớp, tay dính chút nước, xoa xoa mấy cái là xong rồi. Hiếm khi Tô Ý Thâm tan ca về sớm, anh nhấn mày, Túc Bảo, rửa tay nghiêm túc vào. Túc Bảo ngượng ngùng cười, dạ, con biết rồi cậu út. Tô Ý Thâm bóp nước rửa tay vào bọt biển, xoay người ôm lấy Túc Bảo, bắt lấy hai cái tay nhỏ của bé. Túc Bảo vui sướng hát bài ca rửa tay, hai người bạn nắm tay nhau, cậu xoa xoa, tớ xoa xoa, một con cua nhỏ giơ hai càng to. Đáy mắt Tô Ý Thâm nhuốm ý cười, ai dạy con thế? Túc Bảo nói, chị Hân Hân dạy con đó ạ, cậu thấy sao, được đi nhà trẻ đúng là lợi hại. Cục bột nhỏ cong mắt cười, hơi nghiêng đầu nhìn bóng dáng Tô Ý Thâm trong gương. Dáng vẻ nhí nha nhí nhảnh. Tô Ý Thâm chọc lên cái mũi nhỏ của bé một cái, lợi hại, quá chừng lợi hại luôn. Thật may mắn. Bây giờ nhóc con đã trở nên sáng sủa hoạt bát hơn trước,
còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, bé bị chôn vùi dưới đống tuyết dày, cả người đầy vết thương, hai mắt mê man, chết lặng giống như người máy nhỏ không có tình cảm. Túc Bảo rửa tay xong thì cầm khăn lau sạch sẽ, lúc này mới nhanh chóng chạy vào phòng ăn. Bỗng nhiên bé dừng chân, quay về dắt Tô Ý Thâm, cậu út đi mau, nước bọt của Túc Bảo không nghe lời sắp rớt xuống rồi nè. Tô Ý Thâm cười, mặc cho bé dẫn tới phòng ăn. Lần này bà cụ Tô lại xuống bếp, làm trọn vẹn 10 món ăn một món canh, đủ các loại. Chân giò heo muối tiêu được ninh trong nồi áp suất rồi đem chiên ngập dầu cho đến khi ra giòn, rắc thêm một ít muối tiêu lên trên, vừa thơm vừa giòn. Thịt xá xíu sốt mật ong, chọn phần thịt mềm nhất rim trong nước sốt thơm ngon, mềm mà không ngấy. Ngay cả thịt bò cũng được chế biến thành thịt bò đèn lồng Tử Cấm Thành, những lát thịt bò được cắt cực mỏng được nướng trong lò, từng miếng như những cánh hoa, xếp xung quanh đèn lồng như một đóa sen đang bung nở. Túc Bảo sợ hãi thán phục, bà ngoại ơi, là bà nấu hết ạ. Bà cụ Tô đắc ý nói, đương nhiên rồi, tay nghề của bà đã được đầu bếp 5 sao công nhận đấy. Túc Bảo giơ tay cái, bà ngoại thật giỏi, cho bà một like nè. Bà cụ Tô không nhịn được bật cười. Hân hân, Tô Tử Du và Tô Tử Chiến vùi đầu ăn cơm, trước kia cứ cảm thấy đồ ăn ở nhà không thể nuốt nổi nhưng bây giờ không biết tại sao mà món nào cũng thơm ngon. Tô Nhất Trần nói, bây giờ Túc Bảo đã quen rồi, qua một thời gian nữa là có thể đưa bé đi nhà trẻ. Từ khi Tô Tử Du được đi học, nhóc con trở nên rất say mê với việc học, còn cảm thấy Hân Hân được đi nhà trẻ rất lợi hại, đã đến lúc đưa bé đi học rồi. Ông cụ Tô nhếch môi, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, vội cái gì? Túc Bảo còn nhỏ. Túc Bảo vội la lên, ông ngoại, con không còn nhỏ đâu ạ. Con đã không còn là đứa bé 3 tuổi nữa rồi. Trong lúc cấp bách thì Hân Hân ngẩng đầu, vừa nhai vừa lúng búng, ưm. Học chung với chị. Tô Ý Thâm cười khì khì, ba cho Túc Bảo đi học đi. Hân Hân cũng vừa khai giảng không lâu, đúng lúc học theo với con bé luôn. Ông cụ Tô không lên tiếng, sao thời gian trôi nhanh như vậy chứ? Ông mới đón bé ngoan về nhà thôi mà, sao lại phải đi học rồi? Qua thảo luận cả nhà cũng đồng ý, sau ngày mùng 1 tháng 5 sẽ cho Túc Bảo đi nhà trẻ. Túc Bảo vui vẻ đến mức ăn hết 2 cái chân giò heo lớn. Ban đêm, Túc Bảo tắm rửa xong thì leo lên giường, chơi cả ngày quá mệt mỏi nên vừa nhắm mắt lại bé đã ngủ thiếp đi. Trong một phòng khác, Tô Tử Du mở máy tính, bên cạnh đặt một bản lập trình. Cậu đã độc lập xây dựng một trang web có tên Lý Thuyết Về Địa Ngục. Trên trang web này cậu đã công bố 2 luận điểm của mình về địa ngục, đồng thời giải thích về từ trường và suy nghĩ về sự tồn tại của ma quỷ. Sau khi hoàn thành, cậu mãn nguyện chiêm ngưỡng kiệt tác của mình, suy nghĩ một lúc, cậu chỉnh sửa điểm nhìn trung tâm thành video và đăng lên Bilibili. Làm xong những thứ này cậu mới tắt đèn đi ngủ. Đêm khuya, có người vô ý ấn mở video của Tô Tử Du. Chỉ thấy một cậu nhóc Sota đang ngồi đối diện với máy quay, trang trọng giải thích và phổ cập khoa học giả thuyết về sự tồn tại của quỷ và suy đoán từ trường. Phần cuối nói, em gái YYDS. Phì, tôi thấy cái gì vậy nè? Cậu ta nghiêm túc đấy à? Người kia cảm thấy chơi vui tiện tay chia sẻ. Thằng nhóc này quá hài hước, chứng chạc đàng hoàng suýt làm anh ta tin luôn. Hôm sau, Tô Tử Chiến và Tô Tử Du thích thú đi học, Hân Hân vẫn ngủ không muốn dậy, Tô Tử thích chơi game suốt đêm bây giờ cũng đang ngủ say không biết trời đất trăng sao gì. Tô Nhất Trần tìm được địa chỉ của Tân Tử Manh, dẫn Túc Bảo ra ngoài. Xe lái qua vòng xoay, lướt qua một chiếc xe con màu đen khác. Hình như Mộc Quy Phàm nhận ra gì đó, anh ngẩng đầu lên từ tấm ảnh của Túc Bảo, lại vừa vặn lướt qua xe của Tô Nhất Trần. Cấp dưới đang cầm tay lái hỏi, ông chủ, muốn chào hỏi không? Mộc Quy Phàm nhàn nhạt nói, không cần. Ông cụ Tô đang ở phòng làm việc xử lý một số việc thì nghe quản gia nói có người tìm mình. Ai vậy? Ông hỏi. Quản gia, tôi không rõ lắm, anh ta nói là người của quân bộ, chuyện có liên quan tới tiểu thư Túc Bảo. Ông cụ Tô nhíu mày, người của quân bộ. Ông chợt liên tưởng tới thần lực trời sinh của Túc Bảo, dùng tay không tách lan can, rồi vung búa lớn các kiểu. Có thể khiến người của quân bộ tìm tới cửa. Chẳng lẽ thần lực của Túc Bảo đã bị lộ? Ông cụ Tô sầm mặt, cho anh ta vào đi. Chỉ chốc lát sau, quản gia dẫn một người đàn ông mặc áo da màu đen đi vào, phía sau anh là một cấp dưới, trên người mơ hồ thấy được khí chất cứng cỏi chỉ có ở người trong quân đội. Ngược lại người đàn ông ở phía trước cho người ta cảm giác nói không nên lời. Khuôn mặt vừa chính vừa tà, nhất là mái tóc đen hơi xoăn, phối hợp với đôi mắt trời sinh lạnh lùng,
dù cố gắng che giấu nhưng rất khó để người ta không chú ý tới hơi thở tàn nhẫn khát máu trên người anh, trong thoáng chốc khiến người ta liên tưởng tới mấy chữ, trùm tội phạm. Xin chào ông cụ Tô, anh cong môi vươn tay. Ông cụ Tô nhìn tay anh một cái rồi hỏi, nếu ông già này nằm xuống thì cháu gái ngoại của tôi sẽ thế nào? Mộc Quy Phàm hơi ngừng lại, anh chợt cười khẽ một tiếng rồi rút tay về. Ông cụ vẫn rất hài hước. Ông cụ Tô ngoài cười nhưng trong không cười, đâu có đâu có. Nghe quản gia nói cậu tới tìm cháu gái tôi à? Không biết cậu tìm cháu gái tôi để làm gì nhỉ? Mộc Quy Phàm thấy cả trong lẫn ngoài ông cụ Tô đều thể hiện rõ ý bài xích anh, dường như ông cụ đã xem anh thành bọn buôn người. Anh nói thẳng thân phận của mình, tôi là chỉ huy trưởng chiến khu biên giới số 1, Mộc Quy Phàm. Trong lòng ông cụ Tô hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đây là nhân vật chiến thần Phong Vân đang khuấy động thủ đô khiến khắp nơi gợn sóng gần đây? Thì ra là thủ trưởng Mộc, ông cụ Tô nói, thứ lỗi cho ông cụ này vì không tiếp đón từ xa nhé. Mộc Quy Phàm nhíu mày, ông già này miệng xin thứ lỗi không tiếp đón từ xa nhưng ánh mắt ông lại tràn đầy cảnh giác hơn. Khóe miệng anh khẽ cong lên, cất giọng lạnh nhạt trời sinh, tìm túc bảo là bởi vì. Mộc Quy Phàm lấy một phần báo cáo xét nghiệm DNA ra, cháu gái của ông cũng là con gái của tôi. Ông cụ Tô. Mọi người đều bị sốc. Thẳng thắn vậy sao? Đối phương xét nghiệm DNA từ lúc nào thế? Cậu, ông cụ Tô run sợ nhận lấy báo cáo DNA đọc kỹ, nửa giờ sau mới tỉnh lại từ cơn khiếp sợ. Ông tháo kính lão xuống, đáy mắt lộ ra vẻ tàn khốc, cậu và Ngọc Nhi đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt khóe môi Mộc Quy Phàm hiển hiện nụ cười như có như không, vô cùng, uyển chuyển, nói, tôi và Cẩm Ngọc từng có một đêm lãng mạn ngoài ý muốn, còn chi tiết thì tôi nghĩ không tiện kể cho ông nghe lắm. Ông cụ Tô, thấy ánh mắt ông cụ Tô không tin, Mộc Quy Phàm dùng giọng nói rất nhẹ bịa ra hai câu đơn giản kể xong quá khứ của họ, bất ngờ gặp gỡ, tâm đầu ý hợp, tổ chức giao nhiệm vụ khẩn cấp nên anh đành phải rời đi, không tiện liên lạc với cô. Lời này cũng không hoàn toàn là nói dối. Lúc ấy tổ chức ngầm rơi vào đường cùng, không biết chúng sẽ làm ra chuyện gì sau khi biết tới Tô Cẩm Ngọc nữa. Mộc Quy Phàm chưa bao giờ là một người cứng nhắc, loại chuyện sẽ khiến nhà họ Tô hiểu lầm và bài xích, anh ngốc đến mức nào mới nói ra khiến cả hai đều một ngạt chứ. Mà nói ra thì thế nào, có cứu vãn quá khứ được không? Nửa giờ sau, Mộc Quy Phàm rời khỏi nhà họ Tô. Hai ngày trước Túc Bảo từng đến nhà họ Mộc rồi, Mộc Quy Phàm hỏi. Nếu không... Đang yên đang lành sao nhóc con lại nói không muốn ba. Cấp dưới nói, đúng vậy, nhà họ Mộc chặn tiểu thư Túc Bảo ngoài cửa. Trong mắt Mộc Quy Phàm lộ ra nét trào phúng, anh lạnh lùng nói, sẽ có lúc bọn họ phải hối hận. Về phía nhà họ Lâm, Mộc Quy Phàm tựa lưng vào ghế ô tô, trong mắt anh hiện lên tia thù địch, giọng điệu làm cho người ta lạnh run, đi, đào mộ Lâm Phong lên, ném cho cốt đi. Cấp dưới hốt hoảng lắp bắp, cái này không được đâu. Lấy thân phận của ngài làm loại chuyện này. Mộc Quy Phàm cười nhạo, ồ, thân phận của tôi là gì? Tôi lấy tư cách chủ nhà họ Mộc để làm chuyện này thì có liên quan gì tới tổ chức? Cấp dưới. Hơn nữa anh không nói tôi không nói, ai biết được là Mộc Quy Phàm tôi làm. Cấp dưới. Mộc Quy Phàm nhắm mắt dưỡng thần, lại bổ sung thêm một câu, à đúng rồi, nhà họ Lâm còn hai người già đúng không? Cấp dưới, ông chủ, người già thì thôi đi. Mộc Quy Phàm cười lạnh, lúc trước bọn họ ngược đãi con gái tôi thì đã được định trước tuổi già chẳng lành rồi. Già thì sao, con gái của anh chỉ là một đứa bé thôi đấy. Cấp dưới bó tay toàn tập, cấp trên của anh ta đúng là, vừa chính vừa tà, thủ đoạn tàn nhẫn. Tổ chức bảo giám sát Mộc Quy Phàm, anh ta giám sát cái rắm ấy. Đúng lúc này điện thoại vang lên. Cấp dưới nói hai câu sau đó cúp điện thoại, nhìn kính chiếu hậu nói, ông chủ. Bên trên bảo anh nhớ là hôm nay đi họp. Mộc Quy Phàm hừ mũi một tiếng nhẹ, không đi. Anh muốn đi tìm con gái. Cái này anh phải đi. Cấp dưới nhấn mạnh, người kia thật sự muốn gặp anh. Nhân vật lớn nhất Trung Quốc đều tới, anh không đi là muốn leo lên trời à. Mộc Quy Phàm. Lúc Tô Nhất Trần dẫn Túc Bảo tìm tới tiểu khu chỗ Tân Tử Manh ở, lúc này mới biết được cả nhà họ không ở đây. Chúng ta về trước à? Tô Nhất Trần hỏi. Kỳ Trường tựa ở bên cạnh nói, Túc Bảo tính toán đi. Túc Bảo ghé vào khung cửa sổ xe, vừa nhìn ra phía ngoài vừa nói, cậu cả, chờ một chút để Túc Bảo bấm tay tính toán. Cục bột nhỏ nói xong thì nghiêm túc bấm ngón tay, vẻ mặt nghiêm nghị. Tô Nhất Trần bảo người dừng xe ven đường bên ngoài tiểu khu,
mắt nhìn Túc Bảo mang theo ý cười, Túc Bảo lợi hại như vậy sao, không cần xoay rùa đen hả? Vẻ mặt Túc Bảo tiếc nuối, ui ra, không phải tại con quên mang ông nội rùa đen ra ngoài à? Tô Nhất Trần cười lắc đầu, cũng chỉ có thể ở trước mặt Túc Bảo, anh mới có vẻ mặt ôn hòa như vậy. Trong nháy mắt, anh bật máy tính xách tay lên và bắt đầu họp trực tuyến, khuôn mặt anh lập tức trở nên lạnh lùng và nghiêm túc trở lại. Túc Bảo không đợi lâu. Ngay sau khi cuộc họp bất chợt của Tô Nhất Trần kết thúc, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi về từ cổng tiểu khu với vẻ mặt ủ rũ. Quầng thâm dưới mắt đối phương đã đậm hơn lúc trước, lưng cũng gù xuống. Kỷ Trường nói, ơ, trở về sớm vậy à? Túc Bảo thò đầu ra ngoài, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, dì Tân Tử Manh. Tân Tử Manh sững sờ, nhìn kỹ lại đúng là bé dễ thương hôm qua gặp ở công viên trò chơi. Là con sao? Cô ấy vội vàng đi tới, cố nở một nụ cười, sao con lại tới đây? Túc Bảo nói, con có việc tìm gì ạ? Tân Tử Manh, một tiếng, cô ấy cũng tính là quen thuộc với đứa bé này, nhưng không biết bé tới tìm cô ấy để làm gì. Thấy Túc Bảo và Kỷ Trường nhìn chằm chằm vào mình, con quỷ nhu nhược một mực núp trên vai Tân Tử Manh cố gắng hết sức để giảm bớt cảm giác tồn tại, mặt mũi nó tràn đầy cảnh giác. Gần đây, nó nghe từ những con quỷ nói rằng trong khu vực này có một đạo sĩ rất giỏi trong việc bắt quỷ. Nó không thể nào xui xẻo như vậy chứ, không lẽ gặp thật à? Tô Nhất Trần tìm một quán cà phê gần đó, yêu cầu một phòng riêng. Dù cho Túc Bảo muốn làm gì thì anh cũng chiều theo, mặc kệ có đạo lý hay không anh cũng chưa từng hoài nghi. Tô Nhất Trần ngồi xuống bên cạnh, bỗng nhiên trước mắt anh biến thành màu đen, anh lập tức mờ mịt lấy ra một hộp thuốc đổ 5 viên ra uống vào bụng. Túc Bảo nhíu mày, cậu cả lại sao vậy? Giấu rất tốt nhưng mà bé vẫn thấy được nhá. Kỷ Trường nói, sức khỏe của cậu cả con không tốt, Túc Bảo, đầu tiên giải quyết chuyện trước mắt rồi về nói tiếp. Túc Bảo đành phải nói, xin chào gì, con tên là Túc Bảo ạ. Tân Tử Manh chỉ cảm thấy là lạ. Người lớn thì ngồi bên cạnh uống thuốc. Người nhỏ thì trò chuyện cùng cô ấy sao? Cô ấy hỏi, chào Túc Bảo, con đến tìm gì có chuyện gì không? Khuôn mặt nhỏ của Túc Bảo trở nên nghiêm túc, dì ơi, Túc Bảo tới giúp dì bắt. Kỷ Trường ở bên cạnh che miệng bé lại, lỡ lời đúng không? Nói là đến trừ vận rủi. Túc Bảo nhẫn nhịn một hơi, lúc này mới nói, Túc Bảo đến giúp dì trừ vận rủi ạ. Tân Tử Manh, ồ, hóa ra bây giờ thần côn làm ăn như thế này sao? Mới có mấy tuổi mà phải làm vậy rồi. Cô ấy nhìn Tô Nhất Trần ở bên cạnh, nhìn cũng không giống mà. Tân Tử Manh, cái kia, cũng không cần đâu, dì rất tốt. Túc Bảo hỏi thẳng cô ấy, dì Tân, có phải gần đây dì cảm thấy rất mệt mỏi, làm gì cũng không được như mình mong muốn không? Tân Tử Manh một tiếng, đúng thế. Cuộc sống ở thành thị hiện nay ai mà không như vậy? Túc Bảo lại hỏi, có phải ban đêm đi ngủ? Khi đang ngủ bỗng dưng bị lạnh tỉnh lại không? Tân Tử Manh, Túc Bảo, hai mắt choáng váng, đầu óc ong ong, làm gì cũng không thuận, ngay cả đại tiện cũng không thuận. Sắc mặt u ám, quầng mắt thâm đen, ăn cơm không có mùi vị. Phía sau lưng nặng trịch, cảm giác như có một con quỷ thật to. Tân Tử Manh, chưa nói tới mấy cái khác, ban đêm đi ngủ thường xuyên bị lạnh mà thức dậy, đại tiện không thuận. Sao Túc Bảo biết được mấy chuyện bí mật này vậy? Chẳng lẽ, không phải lừa gạt? Tân Tử Manh trần trờ nói, đúng, bây giờ trời đã sang tháng tư, ban đêm mười mấy 20 độ nên sẽ không bị lạnh tỉnh mới đúng nhưng gì luôn bị lạnh tỉnh, đã đổi sang chăn bông rồi nhưng vẫn vậy. Thậm chí cô ấy còn mở điều hòa không khí. Chồng cô ấy nói cô ấy có bệnh, trời nóng như vậy chẳng những đắp chăn bông mà còn mở điều hòa, sau đó thì bảo cô ấy đến phòng làm việc ngủ. Túc Bảo, hả, tại sao lại cho gì đến phòng làm việc ngủ ạ? Tân Tử Manh nói, ban đêm gì phải gõ chữ mà, ngủ ở đó cũng thuận tiện hơn. Kỷ Trường, chậc chậc. Tân Tử Manh nói đến đây hệt như mở máy hát. Cô ấy phàn nàn, mặc dù nhà bọn dì đang ở không nhỏ nhưng chỉ có 3 phòng. Mẹ chồng dì ở một phòng, dì và chồng con ở một phòng, còn một phòng là phòng làm việc của dì. Túc Bảo hỏi, như vậy dì ngủ một mình ở phòng làm việc à? Kỷ Trường, chồng dì thật sự cho dì ngủ ở phòng làm việc luôn. Túc Bảo, chồng dì thật sự cho dì ngủ ở phòng làm việc luôn. Vẻ mặt Tân Tử Manh đầy bất đắc dĩ, hai, đành chịu thôi, con dì ngủ chung với vợ chồng dì, dì bật điều hòa thì bé con cũng bị nóng. Túc Bảo và Kỷ Trường. Cũng bởi vì chuyện này mà cô ấy quyết định mua một căn nhà lớn một chút. Cô
Cô ấy viết sách mấy năm, số tiền kiếm được không quá nhiều nhưng trừ bỏ tất cả các khoản chi tiêu ra thì vẫn để dành được mấy triệu. Ở thành phố nhỏ như Hán Thành này, hơn 1 triệu đã đủ để mua một căn nhà lớn rồi. Dì hết sức cạn lời luôn, con biết không? Bọn dì mua nhà mà nay chồng dì dẫn người này đi xem, mai lại dẫn người khác đi xem. Đều là bà con họ hàng nhà anh ta cả, hết chê chỗ này không được lại chê chỗ kia không ổn, còn nhiều chuyện hơn người bỏ tiền ra là gì. Vừa rồi bọn dì lại đi xem nhà, một đống người nói này nói nọ, làm dì cảm giác mình thật dư thừa, mà dì mới là người mua đấy nhé. Vừa rồi cô ấy xem trọng một căn nhà rộng hơn 200 mét vuông, tổng giá trị 2 triệu tệ. Cô ấy cảm thấy không đắt, lớn một chút cũng tốt, có thể làm phòng làm việc, hai đứa nhỏ lớn lên cũng có phòng riêng, còn có thể xây thêm một phòng dành cho khách, khách khứa tới nhà cũng thoải mái hơn. Nhưng thím hai nhà chồng cô ấy nghe xong lại chê quá mắc. Thím ấy còn nói mua nhà lớn như vậy để làm cái gì, mua một căn 140 mét vuông là được rồi, cũng có 4 phòng đấy thôi. Hai đứa nhỏ mỗi đứa một phòng, mẹ chồng một phòng, hai vợ chồng một phòng, cần phòng làm việc làm gì, kê đại cái bàn là có thể làm việc rồi. Còn học khu gì đó nữa, đừng có đua đòi ba cái thứ này, chỉ là bất động sản thôi mà. Cháu gái cô ấy vẫn đang đi học trên trấn đấy, có sống ở học khu gì đâu, đã học giỏi thì ở nơi nào chẳng như nhau. Học khu tiếng Anh, School District, là một hình thức của khu dành cho mục đích đặc biệt phục vụ điều hành các trường trung học và tiểu học công cộng địa phương. Thường thường khu vực của các học khu ngang bằng với khu vực của một thành phố hay một quận và có quyền lực tương tự bao gồm thuế và trưng dụng. Sau đó, thím hai đề nghị cô ấy đến một khu chung cư khác mua nhà, nơi đó vừa mới tái định cư nên giá cả rất rẻ. Tân Tử Manh tức giận nói, dì nhất định phải có phòng làm việc, công việc chính của dì là gõ chữ, rất cần một hoàn cảnh yên tĩnh, kết quả thím hai lại mắng dì già mồm cãi láo. Cái khu tái định cư kia nữa, xung quanh toàn là công trường. Thế mà mẹ chồng dì lại nghe lời thím ta muốn đi xem thử, dì tức giận quá nên đã chạy về đây. Túc Bảo nhăn mũi hỏi, vậy sao bọn họ không về? Tân Tử Manh nản lòng gục xuống bàn, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, bọn họ muốn tự đi xem. Tất cả những gì họ nói đều không hề cân nhắc gì đến gì, dì suy nghĩ đây là dì mua nhà ư. Dì thật sự bó tay rồi. Thật ra ngày đầu tiên là dì và chồng cùng đi xem. Sang hôm sau chồng dì nằng nặc đòi dẫn mẹ chồng theo, mẹ chồng xem xong bắt đầu dẫn bà con đi cùng. Khoảng thời gian trước, chị họ của anh ta cũng tới, người này vô cùng nhiều chuyện, cái này không được cái kia cũng không được, hơn nữa cô ta còn nói gì con biết không? Cô ta nói bọn dì muốn mua nhà thì bình thường nên tiết kiệm một chút, đừng tiêu xài vào mấy thứ vô dụng như mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm các kiểu. Dì lớn lên thành như vậy rồi. Đừng có trông chờ mấy thứ mỹ phẩm dưỡng da kia có thể biến gì thành người đẹp. Kỷ Trường thật sự bó tay. Vậy gì không vui thì phải nói chứ. Hắn nói, không thích thì phải nói chứ. Túc Bảo truyền lời, vậy gì không vui thì phải nói chứ. Không thích thì phải nói chứ. Tân Tử Manh, thôi, gì không muốn nói. Túc Bảo, Kỷ Trường, như này không gọi đáng đời thì như nào mới là đáng đời. Bản thân không vui nhưng lại không muốn nói ra. Rốt cuộc cô ấy muốn gì? Tân Tử Manh tiếp tục nói, hóa ra tiền gì kiếm được không phải của gì, bọn họ quản chuyện mua nhà cũng thôi đi, còn không cho phép gì tiêu tiền luôn đấy. Túc Bảo, Kỷ Trường, Tô Nhất Trần ở bên cạnh sắp nhịn không nổi nữa. Hơn nữa, Tân Tử Manh còn muốn nói tiếp, Túc Bảo lập tức che miệng cô ấy, được rồi, dì Tân đừng nói nữa. Thật kỳ lạ, bé càng nghe càng thấy tức. Mặc dù không rõ chuyện của người lớn nhưng nghe xong vẫn cảm thấy bực bội. Kỷ Trường cũng không hiểu nổi. Theo lý mà nói thì chồng Tân Tử Manh không đi làm cũng không kiếm ra tiền, già trẻ lớn bé đều do cô ấy nuôi, sao còn phải uất ức như vậy? Túc Bảo suy nghĩ một lát rồi hỏi, vậy sao dì không nói rõ ràng với chú ạ? Tân Tử Manh phàn nàn, ông chồng của dì có chủ nghĩa đàn ông rất lớn, mỗi lần về quê, người khác đều tưởng là anh ta kiếm tiền. Đồn tiền lương anh ta hơn 100 vạn một năm mà anh ta chẳng hề giải thích. Cái gì anh ta cũng muốn quyết định, nếu dì không nghe theo thì anh ta sẽ không vui. Hồi Tết, bọn dì có về quê anh ta ăn Tết, cũng bởi vì chút chuyện nhỏ mà bọn dì cãi nhau, dì bực mình nói muốn về thành phố, anh ta để dì đi thật luôn đấy. Một mình dì đi từ nông thôn về thành phố hết 2 tiếng đồng hồ, khi đó đã hơn 11 giờ đêm, Tết nhất nên chẳng có chiếc taxi nào, dì về đến nơi cũng 1-2 giờ sáng rồi. Túc Bảo hiểu rõ, chắc con quỷ đã bám lên người cô ấy từ lúc đó.
Đi đường lúc 12 giờ đêm rất dễ gặp ma, càng đừng nói đến việc Tân Tử Manh phải đi bộ một mình hơn 2 tiếng đồng hồ. Túc Bảo hỏi, vậy mà chú cũng không đi tìm gì ạ? Tân Tử Manh lắc đầu, thậm chí anh ta còn không biết là dì đã bỏ đi rồi cơ. Dì vừa đi vừa khóc, cảm giác tuyệt vọng lắm, kiếm nhiều tiền như vậy có ích gì đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Túc Bảo đầy vẻ khó hiểu, vậy tại sao dì không nói cho chú ấy biết ạ? Tân Tử Manh thở dài, dì không muốn nói, chẳng có ý nghĩa gì cả. Túc Bảo, Kỷ Trường, Tô Nhất Trần cau mày, trước giờ anh chưa từng xen vào chuyện của người khác nhưng lần này anh thực sự không thể nghe nổi nữa. Anh lạnh lùng hỏi, rốt cuộc cô đang tính toán chuyện gì thế? Kiếm ra tiền mà còn phải bấm bụng cam chịu thì kiếm tiền để làm cái gì? Ý nghĩa của việc chăm chỉ kiếm tiền là để bản thân không phải sầu lo, được sống theo ý mình muốn, khi người khác muốn cưỡi lên đầu mình thì có thể đánh lại kẻ đó thật đau. Kỷ Trường khoanh tay, lắc đầu tặc lưỡi, cái loại này mà không ly hôn thì tự làm tự chịu thôi. Túc Bảo gật đầu, cái hiểu cái không mà rằng, đúng vậy, dì ly hôn đi ạ. Nói đến ly hôn, Tân Tử Manh lại do dự, thật ra chồng dì cũng tốt lắm, ít nhất anh ta không ra ngoài gây chuyện. Những lời này thật khiến người ta phải câm nín, Kỷ Trường không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Túc Bảo lấy làm lạ, dì Tân ơi, lẽ nào đây không phải là chuyện đương nhiên sao ạ? Hai người trưởng thành kết hôn với nhau, tuân thủ ước hẹn là điều nên làm cơ mà. Túc Bảo nhớ bé từng thấy cảnh hai cô chú kết hôn trong TV, bọn họ trang trọng thề, khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, xin hứa sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy anh ấy mỗi ngày đến khi nhắm mắt lìa đời. Vốn là chuyện nên làm mà, sao lại biến thành ưu điểm được? Túc Bảo cảm thấy mình còn quá nhỏ, nghĩ muốn nát cả óc rồi nhưng vẫn không hiểu được lý lẽ của người lớn. Bé lắc đầu, nghiêm túc nói, dì Tân ơi, hôm nay Túc Bảo sẽ giúp dì đuổi vận xui đi. Hy vọng sau này dì Tân sẽ dũng cảm hơn một chút. Không thích làm cái gì thì phải can đảm lên tiếng từ chối. Tân Tử Manh nhìn cục bột nhỏ chỉ mới vài tuổi trước mặt đầy sửng sốt, bỗng nhiên có cảm giác thế mà mình còn không bằng một đứa trẻ. Thật ra có đôi khi cô ấy cũng muốn lớn tiếng từ chối, đứng lên chống cự lại nhưng trong thế giới của người trưởng thành, lấy đâu là nhiều cơ hội để tùy hứng như vậy chứ. Cô ấy sợ cãi vã sẽ ảnh hưởng không tốt đến con cái, cũng sợ cãi vã sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Rồi còn bị người ngoài chê cười. Có một lần cô ấy cãi nhau to với chồng, kết quả suốt 3 ngày ròng rã sau đó, cô ấy không viết nổi một chữ nào. Chẳng phải cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì đó ư, vậy nên có tranh cãi cũng vô ích, thả im lặng đi còn hơn. Tân Tử Manh lải nhải, than vãn không ngừng, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn giống như một người gỗ không có ý thức, cứ lặp đi lặp lại những lời phàn nàn một cách máy móc. Kỷ Trường thu tay về, nói, được rồi. Tranh thủ thời gian thu hồn thôi. Có thể nghe ra sự bực dọc qua lời nói của hắn. Nào cặp sách nhỏ, đọc với sư phụ nào. Ánh mắt hắn lóe lên, thoáng qua vẻ danh mãnh, thiên linh linh địa linh linh, nghiệt xúc, còn không mau hiện nguyên hình. Túc Bảo lớn tiếng đọc theo, thiên linh linh địa linh linh, nghiệt xúc, còn không mau hiện nguyên hình. Tô Nhất Trần. Đột nhiên, anh nhìn thấy một cái bóng mờ mờ xuất hiện trên vai Tân Tử Manh. Tô Nhất Trần hoảng hốt. Cẩn thận nhìn lại thì không có gì cả, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của anh vậy. Ánh mắt Túc Bảo chuyển từ Tân Tử Manh sang con quỷ nhu nhược trên vai cô ấy. Bé học theo Kỷ Trường, nghiêm trang hỏi, nhà ngươi tên là gì? Sinh ra khi nào, ở đâu? Quỷ nhu nhược cau mày, do dự một chốc rồi nói, anh tên là Phan Trấn Cao, người huyện Vũ. Cục bột nhỏ bỗng giơ hồ lô lên, lớn tiếng hỏi, Phan Trấn Cao, ta gọi, ngươi có dám trả lời không? Kỷ Trường, Tô Nhất Trần, Quỷ Nhu Nhược, Kỷ Trường che mặt, không nói nên lời, cặp sách nhỏ, con học từ ai vậy? Túc Bảo trước mắt, con học theo Tôn Ngộ Không đó. Trong phim hoạt hình toàn diễn vậy à? Bé nghi ngờ hỏi, có vấn đề gì không ạ? Khóe miệng Kỷ Trường giật giật, không có vấn đề gì hết. Chỉ là có con quỷ nào lại ngoan ngoãn chui đầu vào giỏ chứ? Quả nhiên, Quỷ Nhu Nhược kia vẫn nằm nhoài trên vai Tân Tử Manh như cũ. Nhìn Túc Bảo bằng vẻ mặt như bị táo bón, đừng xem anh là đứa trẻ lên ba được không? Túc Bảo tỏ vẻ vô tội đặt hồ lô xuống, dạ, em xin lỗi anh. Quỷ Nhu Nhược nghẹn họng không nói nên lời. Túc Bảo lại hỏi, anh ơi, anh chết thế nào vậy? Xong, cục bột nhỏ còn chớp mắt, vẻ mặt rất nghiêm túc, không hề có vẻ xem nó là quỷ, cũng không coi thường nó. Quỷ Nhu Nhược im lặng hồi lâu.
anh bị người ta đánh chết. Khi Kỷ Trường nghĩ rằng quỷ nhu nhược sẽ không nói gì thì không ngờ nó lại lên tiếng. Năm 14 tuổi, anh theo ba mẹ dọn nhà, chuyển đến một trường cấp 2. Trường cấp 2 đó không phải trường trọng điểm gì, hỗn loạn lắm. Tính cách nó im lặng, không thích nói chuyện, cũng không thích chơi với các bạn cùng lớp. Lâu dần các bạn nam cùng lớp cảm thấy rằng nó không hòa hợp với đám đông, bắt đầu cô lập nó. Ban đầu chỉ là anh đi qua hành lang thì bọn họ bắt đầu huýt sáo trêu chọc, sau đó biến thành xô đẩy. Sách giáo khoa bị ném ra ngoài cửa sổ, thường xuyên có ếch, bọ và rắn chết trong học bàn. Bọn họ muốn xem liệu anh có hét chói tai như một bé gái hay không, sau nữa thì việc anh bị đánh trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Túc Bảo hỏi, vậy anh mách giáo viên đi. Quỷ nhu nhược cười giễu, thầy cô nói, không có lửa làm sao có khói, sao bọn họ không bắt nạt người khác mà lại bắt nạt anh chứ? Túc Bảo, cục bột nhỏ giật mình, hóa ra cũng có giáo viên xấu, giống như cô Vương kia vậy, không phải giáo viên nào cũng là người tốt. Vậy anh có thể kể với ba mẹ mà, Túc Bảo sốt ruột. Đã bị bắt nạt nhiều lần như vậy, tại sao không nói cho ba mẹ biết? Quỷ nhu nhược không nói gì, chỉ lắc đầu. Kỷ Trường mở cuốn sách nhỏ ra, hỏi, vậy cậu làm sao mà chết? Quỷ nhu nhược đáp, có một lần, bọn họ kéo anh vào nhà vệ sinh của trường, cũng không hiểu làm sao mà anh đẩy ngược một bạn học ra sau. Có vẻ tên đó không ngờ anh sẽ chống cự nên ngã lăn ra đất. Người xung quanh ồ lên, nam sinh ngã xuống đất cảm thấy mình mất hết cả mặt mũi rồi, thế là tên đó chặn đường nó đi học về, kéo theo 7-8 người đánh nó một trận. Đánh anh xong, chúng nó cười ầm lên rồi bỏ đi. Anh cảm giác khắp người đều đau nhức, cố gắng chịu đựng đi bộ về nhà. Dọc đường đi, anh có cảm giác người mình càng ngày càng đau. Khi về đến nhà, thấy mẹ đang nấu ăn, nó không nói lời nào mà bỏ vào phòng. Đến tối mẹ anh gọi anh ra ăn cơm, phát hiện anh không giống bình thường lắm nên mới hỏi anh đã có chuyện gì vậy. Túc Bảo, rồi anh nói gì? Quỷ nhu nhược đáp, anh không muốn cho bà ấy biết chuyện mình bị đánh nên đã nói dối là không có gì. Nó cố gắng chịu đựng tới tận nửa đêm, cuối cùng không chịu nổi nữa. Người nó ướt đẫm mồ hôi, ý thức bắt đầu lơ mơ. Anh có thể cảm nhận rõ ràng mình đang cách cái chết rất gần, anh hoảng sợ gọi mẹ. Thế nhưng, ba mẹ anh đang cãi nhau. Anh ở ngay sau cánh cửa, hét to hết sức có thể, chỉ cách một cái khe cửa thôi. Thế nhưng không ai nghe thấy lời anh nói. Nó cứ vậy mà chết trong đau đớn, chết vì gan chảy máu quá nhiều, chết vì xuất huyết nội tạng. Nói tới đây, trong mắt quỷ nhu nhược hiện lên vẻ hối hận và căm hận, anh hối hận lắm, thật đấy, anh rất hối hận vì sao không nói với mẹ sớm hơn, tại sao khi mẹ hỏi anh lại không nói ra. Có thể anh sẽ không chết, anh không muốn chết. Nói tới đây, quỷ nhu nhược bật khóc nức nở. Mọi người không lường trước được quỷ nhu nhược lại khóc lớn như vậy. Sát khí của nó bỗng tăng gấp bội, nó chìm đắm trong nỗi bi thương. Sát khí chọc thủng thuật mê hồn của Kỷ Trường ban nãy. Tân Tử Manh như choàng tỉnh, vừa ngẩng đầu. Từ tấm gương lớn trên tường của phòng bao nhìn thấy một cậu bé mặc đồng phục học sinh đang nằm bò trên đầu mình. Miệng cậu bé phun ra từng ngụm máu, khóc đến là thảm thiết, khóe mắt còn chảy ra hai hàng lệ máu. Trời ơi, Tân Tử Manh hét lên một tiếng rồi ngã khỏi ghế, chiếc cốc trên bàn rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh. Tân Tử Manh ấn một tay lên thủy tinh vỡ, máu lập tức chảy ra từ lòng bàn tay. Trong giây lát, mọi chuyện đã phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát được. Máu của Tân Tử Manh nhuộm đỏ quỷ nhu nhược. Quỷ nhu nhược vừa khóc vừa cười, bám chặt vào người Tân Tử Manh, bắt đầu gặm đầu cô ấy. Tân Tử Manh kinh hãi nhìn vào gương, cậu bé mặc đồng phục học sinh đang vừa cười vừa khóc, ngoạm miệng cắn vào mặt cô ấy. Trời ơi, Tân Tử Manh dùng cả tay lẫn chân ra sức cào vào mặt mình. Muốn kéo con quỷ trên đầu xuống. Nhưng cô ấy sao có thể chạm tới ác quỷ? Chỉ có thể cào mặt và kéo tóc của chính mình. Hai tay Kỷ Trường nhanh chóng luyện công thức, nhấc Túc Bảo ném về phía Tân Tử Manh. Đi nào, Pika Túc. Túc Bảo, hả, hả. Đợi chút, sao cô bé leo lên cổ gì Tân Tử Manh được? Cô bé đâu phải Pikachu mà phóng điện được. Quả nhiên, sư phụ chính là tên đàn ông không đáng tin nhất. Túc Bảo phốc một tiếng bay đi, dưới góc nhìn của Tô Nhất Trần. Túc Bảo vừa bất ngờ nhảy lên cao. Nhảy cao ba thước. Ú một tiếng đáp xuống đầu Tân Tử Manh. Kỷ Trường đứng một bên chỉ đạo, nghĩ cách tách con quỷ ra khỏi Tân Tử Manh trước. Túc Bảo, tách ra, tách ra.
Túc Bảo ôm chặt một cánh tay quỷ nhu nhược rồi dốc hết sức kéo nó ra, hệt như đang nhổ củ cà rốt. Ôi ôi! Túc Bảo ra tay mạnh quá, dứt khoát gỡ luôn một cánh tay của quỷ nhu nhược. Tân Tử Manh! Sợ đến mức xém xỉu luôn. Túc Bảo, dì Tân đừng lo. Dứt lời cô bé lại kéo tóc quỷ nhu nhược rồi ra sức kéo về sau. Phụt một tiếng, toàn bộ tóc của quỷ nhu nhược tách khỏi ra đầu. Quỷ nhu nhược vẫn bám dai như đỉa trên người Tân Tử Manh. Tân Tử Manh đảo mắt rồi ngất luôn. Túc Bảo, cô bé không cố tình làm vậy đâu, không cố tình thật mà. Túc Bảo cắn răng, chợt nhớ ra thuật ngự quỷ mà Kỷ Trường đã dạy. Cô bé vội lẩm bẩm rồi chộp lấy lưng con quỷ, cuối cùng cũng kéo được nó ra khỏi Tân Tử Manh. Đáy mắt Kỷ Trường thoáng hiện sự tán thưởng, hắn lặng lẽ thu trấn hồn chú trên đầu ngón tay về. Quỷ nhu nhược vẫn điên cuồng gào khóc, Túc Bảo vừa an ủi vừa lắp lại tay và tóc cho nó. Anh ơi bình tĩnh đi. Túc Bảo nói, nào, hít sâu, bình tĩnh. Ngoan nào, không khóc nữa, Túc Bảo cho anh kẹo nha. Nhìn Túc Bảo dỗ ngọt con quỷ như dỗ trẻ con, khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật. Làm vậy có ích sao? Quỷ hít sâu kiểu gì, quỷ ăn kẹo kiểu gì? Xem ra hắn phải xuất trận rồi, Túc Bảo tự mình xử lý được tới bước này là ổn lắm rồi. Kỷ Trường vừa toan ra tay thì thấy quỷ nhu nhược nấc một tiếng, Túc Bảo vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay nó, dường như mang theo một ma lực nào đó, quỷ nhu nhược dần bình tĩnh lại. Túc Bảo tìm tòi lục lọi trong cặp nhỏ rồi lấy ra hai viên kẹo được giấu kỹ. Bóc vỏ ra, đưa cho quỷ nhu nhược một viên, nhân cơ hội cũng nhét một viên vào miệng mình. Một con quỷ và một cục bột nhỏ ngồi duỗi chân dưới đất, lặng lẽ ăn kẹo. Kỷ Trường! Mẹ nó, như này cũng được ư? Chỉ nghe Túc Bảo nói, anh ơi nói tiếp đi, sau đó xảy ra chuyện gì? Quỷ nhu nhược nói, sau đó, anh chết, ba mẹ anh chuyển nhà. Vì không có nhân chứng, camera, ngày thường anh cũng không bao giờ nói chuyện bị bắt nạt, nên sau khi ba mẹ anh chuyển nhà được nửa năm thì chuyện đó bị bỏ ngỏ. Nhưng rất nhiều người biết tới cái chết của anh. Sau khi ba mẹ anh chuyển đi, căn nhà gia đình anh từng sống biến thành nhà không may mắn. Một đạo sĩ gà mờ đến trừ tà nhưng không đuổi được quỷ nhu nhược đi mà ngược lại còn khiến nó mắc kẹt luôn trong căn nhà cũ, làm gì cũng không vùng vẫy ra được. Kỷ Trường gật đầu, đúng mà, một trong những điều kiện hình thành ác quỷ chính là, bị vây hãm ở địa điểm tử vong, không ngừng lặp lại quá trình chết chóc. Quỷ nhu nhược bị mắc kẹt trong căn nhà cũ, chịu nỗi tuyệt vọng trước khi chết hết lần này tới lần khác. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, lặp lại cảnh tượng, nhìn qua khe cửa, nhìn ba mẹ cãi nhau. Nó gào thét bạt mạng nhưng chẳng ai nghe thấy lời cầu cứu của nó. Trơ mắt nhìn hy vọng biến thành tuyệt vọng, cái chết trong sự đau đớn, nỗi hối hận và căm hận không ngừng dày vào nó, cuối cùng nó biến thành ác quỷ. Túc Bảo đồng cảm nhìn quỷ nhu nhược, cảm thấy thật đáng thương. Anh ơi, anh tự đi vào hồ lô nha, Túc Bảo không bắt anh nữa. Túc Bảo cất giọng nói non nớt. Kỷ Trường vừa toan nói, sở dĩ trở thành ác quỷ, chính vì bản chất nó cũng ác. Dù khi chết nó đáng thương thế nào đi chăng nữa. Còn chưa kịp nói thì đã thấy quỷ nhu nhược gật đầu, nhẹ nhõm đáp, được. Kỷ Trường. Túc Bảo giơ hồ lô lên, nói, anh Phan Trấn Cao, em kêu anh một tiếng, anh dám đồng ý không? Phan Trấn Cao nở nụ cười, ra sức gật đầu, ừm. Nó nhìn Túc Bảo thật kỹ. Khi còn sống đến khi làm ác quỷ, đây là lần đầu có người cho nó kẹo. Một bóng đen bay lên rồi lặng lẽ tiến vào hồ lô. Kỷ Trường câm nín nửa ngày trời. Ngẫm nghĩ lại thì quỷ nhu nhược vốn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa bé vô cùng lương thiện và ít nói. Kỷ Trường khẽ lắc đầu, viết vài chữ lên cuốn sổ rồi đóng cuốn sổ lại. Túc Bảo lắc hồ lô, mừng rơn nói, sư phụ, con cảm giác hồ lô đầy rồi. Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật, còn lâu mới đầy. Mặt Túc Bảo buồn thiu, khi nào mới đầy. Kỷ Trường duỗi tay, một cây bút xuất hiện trong không trung. Hắn vẽ 10 vạch lên hồ lô to cỡ móng tay. Nè, lắc hồ lô đi, thấy màu của hồ lô chưa? Túc Bảo mở to hai mắt. Kỷ Trường, bây giờ mới được một vạch, khi nào nó chạm đến vạch thứ 10 thì hồ lô đầy. Túc Bảo vui mừng gật đầu. Hình như cũng không khó lắm. Tiếng động lớn trong phòng bao đã thu hút sự chú ý của phục vụ. Túc Bảo nhìn cốc ly bị vỡ, lo lắng nói, cậu cả ơi. Tô Nhất Trần tận mắt chứng kiến màn bắt quỷ của Túc Bảo. Tuy không thấy quỷ nhưng cũng đủ khiếp sợ. Anh ấy hoàn hồn, nói, không sao, đừng sợ.
Tất cả đều có anh lo. Cuối cùng thì mấy người phục vụ cũng gõ cửa đi vào, thấy đống đổ vỡ la liệt và Tân Tử Manh đang nằm dưới đất. Thưa anh, đây là... Phục vụ giật nảy người. Mặt Tô Nhất Trần không đổi sắc, anh thản nhiên đáp, trẻ con thích chơi, tôi nuông chiều đấy, có ý kiến gì à? Phục vụ, không, không, nhưng... Tô Nhất Trần đưa ra một tấm thẻ, tôi đền gấp trăm lần. Vỡ vài ly cà phê chẳng đáng mấy tiền. Phục vụ, ưng. Tô Nhất Trần, còn vấn đề gì sao? Phục vụ, không vấn đề gì, không vấn đề gì. Thế cô gái này? Tô Nhất Trần, cô rảnh lắm hả? Người phục vụ đi cùng vội kéo tay phục vụ đang thắc mắc nãy giờ, nói, thành thật xin lỗi, chúng tôi đã làm phiền rồi. Cánh cửa đóng lại, tiền có thể giải quyết phiền phức một cách hoàn hảo. Túc Bảo nhìn Tô Nhất Trần đầy ngưỡng mộ, khen không ngớt miệng, cảm ơn cậu cả thật lợi hại nha. Năng lực của đồng tiền quả thật rất tuyệt. Cô bé cũng muốn học để có được năng lực như vậy. Tân Tử Manh không biết mình đã về nhà như thế nào. Đầu óc cô ấy ong ong, chỉ nhớ Túc Bảo đã giải thích đơn giản rằng, trên người cô ấy có một con quỷ nhu nhược, tên là Phan Chấn Cao. Bây giờ quỷ đã bị bắt đi rồi, nhưng Tân Tử Manh vẫn run lên từng chập. Cô ấy mở di động, tìm kiếm cái tên Phan Chấn Cao, cuối cùng tìm được tin tức từ 10 năm trước. Một cậu bé bị bắt nạt trên đường đi học về, vì tính cách trầm mặc nên sau khi cậu chết, cha mẹ cậu mới biết chuyện cậu bị bắt nạt, bị đánh chảy máu nội tạng. Tân Tử Manh bất giác dùng mình, nắm lấy ngọc bội trên cổ. Dì Tân, Túc Bảo đã bắt quỷ đi rồi, bây giờ Túc Bảo truyền dũng khí vào mặt dây truyền ngọc bội của dì. Sau này dì Tân nhất định sẽ tỏa sáng, dũng cảm đi về phía trước. Lời của Túc Bảo vẫn quẩn quanh bên tai, Tân Tử Manh nắm chặt ngọc bội, không biết có phải ảo giác không, cô dần cảm thấy ấm áp hơn. Cánh cửa nhà bỗng mở ra, chồng và mẹ chồng Tân Tử Manh đã về, phía sau còn có thím hai và con nhóc quỷ. Con nhóc kia không thèm rửa tay gì đã chạy tới tủ lạnh lấy đồ uống, ngón tay bẩn in khắp nơi. Bà mẹ chồng thấy Tân Tử Manh ngồi ở phòng khách thì xa sầm mặt đi vào, đóng cửa cái rầm. Chồng Tân Tử Manh chau mày, không vui nói, em sao thế hả? Đang đi xem nhà mới tự nhiên lại chạy về đây, mặt nặng mày nhẹ gì với mẹ anh? Họ hàng nhà anh ta còn đang ở đây đấy, cáu kỉnh cái gì, nặng mặt cho ai xem? Sắc mặt anh chồng Tân Tử Manh rất khó coi. Anh ta cảm thấy Tân Tử Manh cáu kỉnh trước mặt họ hàng chính là không nể mặt anh ta. Thím hai chỉ sợ thiên hạ không loạn, châm chọc, ai ôi, sao mới góp ý chút đã giận thế này, nếu cô không muốn chúng tôi góp ý thì cứ nói. Chẳng qua thím hai chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi. Cô đừng quên khi trước chỉ là nhân viên siêu thị, mấy năm nay gặp may nên kiếm được chút tiền, chưa biết chừng năm nay lại không kiếm được nữa ấy. Khuyên cô mua căn hộ rẻ chút cũng vì muốn tốt cho cô. Chồng Tân Tử Manh mất hứng quăng chìa khóa, ví và điện thoại di động lên bàn, cởi giày đá sang một bên, sau đó dựa vào sofa, dáng vẻ hệt như ông lớn. Anh ta nói, thím hai đúng đấy. Còn nữa, hôm nay em nhận nhuận bút nhỉ. Nhớ chuyển tiền vào tài khoản của anh, tránh việc em tiêu tiền phung phí. Thím hai đồng tình gật đầu. Mẹ chồng Tân Tử Manh đã kể với bà ta rồi, Tân Tử Manh mua một cái mặt nạ những 100 tệ, gì mà, mặt nạ bạn trai cũ. Bà ta nghĩ hoài không hiểu, phụ nữ lấy chồng sinh con rồi còn chăm sóc da rẻ cái gì, già rồi ai chẳng như nhau. Tân Tử Manh ngồi trên sofa chẳng nói chẳng rằng. Cô ấy lấy di động và đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến. Không sai, tất cả số tiền cô ấy kiếm được trong những năm qua đều được chuyển cho chồng và được lưu trong thẻ ngân hàng của anh ta. Anh chồng còn biết rõ hơn cô ấy tiền nhuận bút mỗi tháng được gửi từ kênh nào tới. Chuyển tất cả tiền vào tài khoản anh ta rồi tôn vinh bằng lý do, không muốn cô ấy phung phí. Khi trước Tân Tử Manh không muốn so đo tính toán chuyện này, vợ chồng với nhau mà. Nhưng bây giờ, Túc Bảo nói rất đúng. Tiền do cô ấy kiếm được, muốn tiêu thế nào là quyền của cô ấy. Kẻ khác không có tư cách chỉ tay năm ngón. Chiếc di động của anh chồng đang quăng trên bàn tít tít 2 tiếng, tin nhắn mã xác minh được gửi tới. Tân Tử Manh lập tức cầm di động lên. Nhập mã QR, cầm điện thoại vào phòng và nhập khóa USB 1. 1. Khóa USB được sử dụng làm mã thông báo bảo mật trong ngân hàng trực tuyến của Trung Quốc. Làm liền một mạch, trong tích tắc Tân Tử Manh đã chuyển mấy triệu tệ về tài khoản của mình. PS, hầu hết các ngân hàng đều có hạn mức giao dịch một lần, nhưng một số ngân hàng có hạn mức giao dịch một lần tối đa là 5 triệu, vì vậy tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết này. Chồng Tân Tử Manh vẫn đứng bên ngoài.
Chào mày nói, đang nói chuyện với em đấy. Em lấy di động của anh làm gì? Tân Tử Manh cười quăng di động vào mặt anh ta, ăn đồ của tôi, uống đồ của tôi, tiêu tiền của tôi. Còn kêu tôi chuyển nhuận bút cho anh, tôi chuyển cái mốc ý. Cô ấy chỉ tay vào cửa, còn nữa, tôi muốn mua nhà của tôi, mỗi ngày các người nói này nói kia với nhau, đã hỏi ý kiến tôi chưa? Họ hàng của anh không phải họ hàng của tôi, đến làm khách thì tôi hoan nghênh, còn so sánh mù quáng này kia thì cút đi cho tôi. Con nhóc quỷ vừa uống sữa vừa bò lên bò xuống trên sofa khiến sữa đổ ra ngoài. Tân Tử Manh dùng hết sức đạp đổ bàn trà. Cái bàn này do mẹ chồng cô ấy mua, nói là làm bằng tử đàn, hơn 100 tệ, Tân Tử Manh muốn quăng đi từ lâu lắm rồi. Bây giờ một cước đạp đổ thật quá sảng khoái mà. Tân Tử Manh nhướng mày, còn con bé này nữa. Muốn uống thì uống cho tử tế, có tin gì ném ra ngoài không hả? Con nhóc quỷ sợ ngây người. Thím hai sững sờ. Anh chồng cũng thẳng thốt. Bà mẹ chồng nghe tiếng ồn ra xem cũng kinh ngạc không thôi khi thấy bàn trà của mình bị đạp đổ. Đây là lần đầu bọn họ thấy Tân Tử Manh như này, cứng, đến mức bọn họ chỉ muốn nổi cáu. Chồng Tân Tử Manh tức giận nói, Tân Tử Manh, em nổi điên gì thế hả? Nói chuyện tử tế với thím hai của anh đi. Tân Tử Manh đi lên trước, sự ấm ức đè nén bao năm đổi thành một cái bạt tai giáng mạnh lên mặt chồng cô ấy. Chát! Trước tiên anh phải ăn nói cho tử tế với tôi đã. Ánh sáng đỏ không ai trông thấy trong ngọc bội khẽ lóe lên như chống đỡ cho Tân Tử Manh. Cô ấy hất cằm, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn. Báng súng cũng không cứng, bằng Tân Tử Manh. Anh chồng tức đến run người, cô cút ra ngoài cho tôi. Tân Tử Manh giáng thêm một cái tát tai, đừng quên căn nhà này cũng là của tôi, anh mới là người phải cút đi. Thím hai há hốc miệng, chiếc bánh gato toan lấy cho con nhóc quỷ ăn cũng rớt khỏi tay. Bà mẹ chồng vừa toan nói gì đó cũng ngẩn tò te, không phun được lời nào nữa. Chồng Tân Tử Manh tức đỏ mắt, đứng bật dậy, giơ tay lên. Tân Tử Manh cười lạnh, nào, đánh đi, đánh tôi đi. Lồng ngực anh chồng phập phồng, cuối cùng vẫn không thể xuống tay, anh ta tức giận đùng đùng cầm chìa khóa, nghiến răng quăng lại một câu, cô đừng hối hận nhé. Tân Tử Manh lạnh mặt, quét mắt nhìn thím hai và con nhóc quỷ đang ngồi trên đất. Thím hai vội ôm cháu mình rồi chạy như bay ra khỏi nhà. Bà mẹ chồng nổi cơn tam bành, Tân Tử Manh, cô lên cơn điên gì thế? Tân Tử Manh vớ luôn bình hoa ngọc bích 9.9 rồi ném choang một tiếng, vỡ ngay dưới chân mẹ chồng. Lên cơn điên, lên cơn điên. Ngày thường hễ tranh cãi đôi chút thì họ liền nói cô lên cơn điên. Hôm nay cô ấy lên cơn điên thật cho bọn họ xem thử. Lọ hoa ngọc bích vỡ nát dưới chân mẹ chồng, lộ ra phôi đất sét bên trong, bà ta giận run người. Bà ta dậm chân một cái rồi đuổi theo chồng của Tân Tử Manh. Trước khi đi còn đóng sầm cửa lại. Thím hai chỉ lắc đầu, tôi chưa bao giờ thấy loại phụ nữ nào như này, ai chẳng vì muốn tốt cho cô ta chứ. Còn nổi đoá nữa chứ, thật là coi lòng tốt của chúng ta là lòng lang dạ thú rồi. Bà mẹ chồng tức giận nói, cho cô ta nổi đoá, xem sau đó cô ta thu dọn tàn cuộc thế nào. Đến khi cầu xin hai mẹ con bà ta quay về thì người mất mặt là ai? Đàn ông tốt như con trai bà ta được mấy người. Vừa lo việc nhà, vừa không chơi bời đàng điếm, ngày nào cũng chỉ đi câu cá. Một người phụ nữ đã sinh con như cô ta, biết đi đâu tìm tấm chồng tốt như thế. Ba người nộ khí ngút trời lái xe về quê. Trong nhà, Tân Tử Manh gọi một cuộc điện thoại, alo, giám đốc Khâu, căn hộ hôm qua anh giới thiệu, tôi muốn mua. Đúng, là biệt thự mới phong cách Trung Quốc, giữ cho tôi nhé, bây giờ tôi lập tức đến đấy ký hợp đồng. Còn nữa, giúp tôi bán luôn căn hộ đang ở bây giờ. Phất tay áo ra đi ngầu lắm chứ gì. Để cô ấy cho bọn họ hết ngầu luôn. Chỉ trong một buổi chiều, Tân Tử Manh hoàn thành thủ tục mua biệt thự. Thanh toán một lần 3 triệu tệ. Đây là căn biệt thự cô ấy thích nhất, chỉ cần dọn đồ vào ở luôn. Mua biệt thự xong thì lập tức sang tên trong một giờ đồng hồ, con trai con gái Tân Tử Manh đều có tên trên hộ khẩu của cô ấy. Tân Tử Manh còn mời đội vệ sinh cho biệt thự, khi trước cô ấy luôn là người vệ sinh trong nhà cũ, giờ không cần động đến một ngón tay, giao toàn bộ việc quét dọn và khử trùng sạch sẽ cho đội vệ sinh. Sau đó Tân Tử Manh thuê đội chuyển nhà dọn hết đồ của mình và con tới biệt thự, còn đồ của mẹ và chồng. Tân Tử Manh không quá tuyệt tình, kêu người đóng gói hành lý của hai mẹ con nhà kia rồi đưa về quê của họ. Tân Tử Manh thay bộ váy có thiết kế ôm mông, trang điểm xinh đẹp như một nữ tổng tài bá đạo,
đi giày cao gót và đeo kính râm, xách chiếc túi Chanel mới mua như món quà chúc mừng bản thân, đi đón con trai và con gái ở trường học. Cô ấy đưa các con về biệt thự mới rồi cùng nhau đi ăn một bữa thịnh soạn. Hai đứa bé đều sững sờ. Mẹ ơi mẹ ngầu quá, con gái Tân Tử Manh nói. Con trai cô ấy nghiêng đầu hỏi, mẹ ơi ba đâu? Tân Tử Manh cong mốt, ba và bà nội con thấy quê tốt hơn nên về đó ở rồi, hai con muốn ở biệt thự với mẹ hay về quê ở với họ? Hai đứa bé phấn khích giơ tay, con muốn ở biệt thự. Tân Tử Manh mỉm cười. Hóa ra, không khó như cô ấy nghĩ. Hơn nữa, con rất sảng khoái. Trên đường về, Túc Bảo bỗng ôm lấy Tô Nhất Trần, ngửa đầu hỏi, có phải sức khỏe cậu cả không tốt không? Tô Nhất Trần hơi khựng lại. Không sao, anh ấy cụp mi rồi xoa đầu cục bột nhỏ, cậu cả rất khỏe. Mấy năm nay, sau khi em gái Tô Cẩm Ngọc mất tích, tinh thần và sức lực Tô Nhất Trần đều kiệt quệ. Một mặt, thu thập tất cả tin tức tìm em gái, nhưng căn bản không thể bình tĩnh quyết định sách lược. Mặt khác, tập đoàn Tô Thị đang trong giai đoạn phát triển quan trọng, cần anh ấy phải gánh vác. Vì vậy, Tô Nhất Trần chỉ có thể tập trung làm việc trong đêm khuya. Dần ra hình thành thói quen, hầu như ngày nào cũng thức đến 3, 4 giờ sáng. Đến bây giờ, chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng đã hình thành. Cơ thể suy nhược, thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt. Túc Bảo sốt sắng hỏi, cậu ơi, buổi tối cậu ngủ không ngon à? Tô Nhất Trần ngẩn người, Túc Bảo nghe ai nói vậy con? Túc Bảo lắc lư sợi dây đỏ trên cổ tay, dì xấu xí nói ạ. Đêm đến dì xấu xí sẽ ra ngoài lượn lờ. Thi thoảng còn thích nhoài người trên cửa sổ ngắm cậu cả làm việc. Túc Bảo không có gì phải che giấu với người cậu mà cô bé tin tưởng nhất. Tô Nhất Trần. Anh ấy liếc nhìn sợi dây đỏ ở cổ tay Túc Bảo một cái. Nghĩ tới cảnh tượng, anh ấy đang tập trung tinh thần làm việc, một nữ quỷ nằm bò trên cửa sổ nhìn anh ấy hao háu. Khụ khụ, Tô Nhất Trần ho nhẹ, Túc Bảo, con biết vẽ lá bùa không? Túc Bảo gật đầu, biết nha, cậu cả cần lá bùa gì? Tô Nhất Trần, bùa trừ tà. Túc Bảo. Cô bé nhìn Tô Nhất Trần vẻ tìm tòi nghiên cứu, cậu cả sợ quỷ phải không? Tô Nhất Trần mặt không đổi sắc, nói thản nhiên, không hề. Túc Bảo trưng ra bản mặt, con hiểu đó nhưng con không nói toạc ra đâu, vỗ cánh tay Tô Nhất Trần, cậu cả, không sao đâu. Con hiểu mà. Tô Nhất Trần. Cô nhóc vừa thông minh lại nghịch ngợm này. Vừa về đến nhà họ Tô đã có đồ ăn của bà ngoại chờ sẵn. Sau khi dùng cơm xong, ông cụ Tô kêu Tô Nhất Trần lên phòng sách, nét mặt ông cụ Tô khá nghiêm trọng. Túc Bảo vừa bóp chân cho bà ngoại vừa líu lo kể chuyện, xong xuôi thì về phòng. Bà cụ Tô mặt mày rạng rỡ, đôi chân được Túc Bảo xoa bóp bỗng thấy rất thoải mái, bà cụ có ảo giác như một giây sau có thể đứng dậy luôn. Túc Bảo về phòng, nhoài người lên bàn vẽ. Bức tranh thứ nhất, một bà cụ đang ngồi trên xe lăn, cục bột nhỏ lẩm bẩm, chân của bà ngoại không khỏe. Bức tranh thứ hai, một người đàn ông đang bận làm việc, bên ngoài khung cửa sổ là mặt trăng và những vì tinh tú. Còn có một nữ quỷ, Túc Bảo lẩm bẩm, cậu cả không ngủ được. Tiểu Ngũ sải bước tới rồi bay lên bàn, vừa nhảy vừa hát, ngông khủ được. Ngông khủ được, mùi nước hoa, giường đang lắc, thế giới đảo lộn. Thật mong vừa quay người đã có anh ở bên. Em mờ cuối lên cao nhưng vỡ luôn, tiện chân đạp cụ rùa trên bàn xuống đất. Cụ rùa. Bắt nạt ta không biết nói chuyện phải không? May sao mặt bàn không cao, dưới sàn trải thảm nên mai rùa không bị vỡ. Cụ rùa bò một đoạn rồi co người dưới chân Túc Bảo. Kỷ Trường đen mặt gấp cuốn sổ nhỏ lại, chau mày nói, con vẹt này ồn ào quá. Túc Bảo hỏi, sư phụ ơi, có cách nào chỉ mất ngủ không? Kỷ Trường nằm nghiêng bên cửa sổ, chậm rãi nói, có gì mà sư phụ con không biết sao? Đương nhiên có cách chỉ mất ngủ rồi. Nghe kỹ nhé, cần những vị thuốc đông y sau, đương quy, bạch chuột chiên, hoàng kỳ giang, cam thảo giang, Ophiporia extensa 1. Một loại nấm phân hủy gỗ. Kỷ Trường không hy vọng Túc Bảo nhớ được, nói liền một mạch 11 vị thuốc đông y. Dù sao lúc đi mua thuốc cũng sẽ nhắc lại một lần. Túc Bảo vừa viết trên giấy vừa đọc lại, đương quy, bạch chuột chiên, hoàng kỳ giang, cam thảo giang, Ophiporia extensa. Không sót một từ. Kỷ Trường kinh ngạc, trí nhớ của cục bột nhỏ tốt vậy ư? Còn biết viết chữ nữa chứ? Hắn vội sáp tới nhìn, chỉ thấy trên giấy vẽ mấy hình nguệch ngoạc. Đây là gì thế? Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật.
Túc Bảo chỉ vào một anh trai nhỏ đang chặn nước bắn tung tóe trên giấy, đây là chặn răng, răng, bính âm đấy, sư phụ biết không? Sư phụ ngốc ghê. Đây là duỗi sen, sen, sư phụ xem đi, anh trai nhỏ đang duỗi chân. 2. Giải thích. Vị thuốc đảng xâm giang can có bính âm là đang sần, còn từ ghép giữa, chặn, trong chặn nước và, duỗi, trong duỗi chân là giang sen có bính âm là giang sen. Nghe giống nhau nên Túc Bảo hiểu nhầm. Kỳ Trường, kinh ngạc tới độ ra đầu tê dại. Thế nên bạch chuột chiên là cái này hả? Kỳ Trường chỉ vào hình ảnh một người đang chiên một con heo nhỏ trong nồi gang. Quan trọng là, vị thuốc bạch chuột được Túc Bảo vẽ một con heo có tô thêm lớp màu trắng. Bạch chuột bai su có bính âm là bá hú, đọc gần giống con heo trắng bai chu bái chu. Kỳ Trường. Túc Bảo vẽ xong 11 vị thuốc đông y rồi gấp tờ giấy lại và chạy nhanh ra ngoài. Con đi tìm cậu cả. Thấy Túc Bảo chạy, Tiểu Ngũ nhào xuống đất rồi đuổi theo. Cụ rùa duỗi cổ ra, chậm gì gì bò theo phía sau con vẹt. Kỳ Trường như có điều suy nghĩ, bay ở sau cùng. Vừa đến cửa thư phòng, Túc Bảo nghe thấy bên trong nói, ba của Túc Bảo. Cục bột nhỏ sửng sốt, ông ngoại và cậu cả đang nói chuyện về ba cô bé ư. Họ muốn tìm ba cho cô bé à? Họ muốn, đưa cô bé đến ở với ba ư. Túc Bảo mím môi, tờ giấy trên tay bị siết chặt. Tiểu Ngũ thò đầu vào phòng qua khe cửa, líu lo, ba, ba. Tô Nhất Trần quay đầu thì thấy Túc Bảo đang lúng ta lúng túng ở cửa phòng. Tờ giấy trong tay cô bé bị siết nhào nát rồi. Túc Bảo. Tô Nhất Trần lập tức bước tới rồi ôm Túc Bảo lên. Túc Bảo xị mặt, hai mắt ngấn nước, cậu cả muốn đưa Túc Bảo đi à? Không đâu, Tô Nhất Trần lập tức bác bỏ, cậu cả chỉ đang trò chuyện với ông ngoại thôi. Gương mặt nghiêm nghị của ông cụ Tô không khỏi dịu đi, an ủi, Túc Bảo mãi là tiểu công chúa của nhà họ Tô, ai đến cũng không thể mang đi. Túc Bảo vẫn im lặng. Tô Nhất Trần với ông cụ Tô đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Túc Bảo hồn nhiên đáng yêu, nhưng cũng rất thông minh. Không dễ gạt như trẻ con bình thường. Trầm ngâm một chốc, ông cụ Tô nói, sáng nay có người tới tìm Túc Bảo, nói là ba của Túc Bảo, người đó tên là Mộc Quy Phàm. Túc Bảo sửng sốt. Cô bé có người ba họ Mộc thật sao? Tô Nhất Trần nói tiếp, người đó muốn gặp Túc Bảo, đương nhiên, nếu Túc Bảo không muốn thì chúng ta sẽ từ chối. Túc Bảo muốn gặp ba không? Tô Nhất Trần và ông cụ Tô đều nhìn Túc Bảo, không biết tại sao ông cụ Tô bỗng thấy hồi hộp khó hiểu. Hễ nghĩ tới, tên thủ lĩnh băng đảng tội phạm, hồi sáng. Túc Bảo ngẫm nghĩ, gặp ở đây ạ. Nhìn cục bột nhỏ mất đi cảm giác an toàn, Tô Nhất Trần lập tức đáp, gặp ở nhà họ Tô. Cuối cùng Túc Bảo cũng gật đầu, được ạ. Một bộ quân sự nào đó. Trong cuộc họp, Mộc Quy Phàm lơ đễnh quay bút. Cây bút màu đen di chuyển linh hoạt giữa những ngón tay thon dài của anh ấy. Nhiệm vụ lần này vẫn phải để Tiểu Mộc đi một chuyến. Lãnh đạo dứt lời nhìn về phía Mộc Quy Phàm, chỉ thấy anh đang quay bút. Tiểu Mộc, lãnh đạo đen mặt. Mộc Quy Phàm đáp, hai ngày cháu sẽ giải quyết xong cho chú. Mọi người, anh ấy có nghe thấy không vậy, nhiệm vụ lần này ở nước M, bay đi bay về cũng phải mất một ngày đấy nha. Nhiệm vụ không khó thì họ đã chẳng giao cho người đang trong kỳ nghỉ là anh. Mộc Quy Phàm, còn vấn đề gì không? Mấy lãnh đạo? Chúng tôi không phải lãnh đạo, cậu mới là lãnh đạo. Không còn vấn đề gì thì tôi đi đây, đang vội. Nói xong Mộc Quy Phàm đứng dậy, sải bước rồi khuất bóng ở đầu phòng họp. Cấp dưới của anh vội nói xin lỗi, lòng bàn tay anh ta rịn mồ hôi. Gia chủ, cấp dưới đuổi kịp Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm đến kho vũ khí, nhanh chóng mặc thiết bị vào, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì vậy? Cấp dưới trần trừ rồi đáp, đại thọ 60 tuổi của bà cụ nhà họ Mộc, qua mấy mối quan hệ nhờ vả đã chuyển thiệp mời tới gia chủ, anh xem có đồng ý đi không? Động tác của Mộc Quy Phàm khựng lại, cười lạnh, nói với họ tôi sẽ đi. Cái, bảng hiệu vẻ vang, thuộc về ông nội anh, đã đến lúc anh về dỡ đi rồi. Đúng rồi, chuyển lời cho cô nhóc đáng yêu, kêu nhóc đi cùng. Người ba này giúp con gái chút giận. Cấp dưới. Anh xưng ba nhanh vậy ư? Còn chưa gặp mặt mà. Nhà họ Mộc. Nhận được tin, bà cụ Mộc kích động đến độ cả người run rẩy. Vị chiến thần kia là nhân vật lớn có quyền thế mạnh đấy, người đó muốn đích thân đến chúc thọ bà ư. Mau mau, lập tức dặn dò người làm tổ chức tiệc lớn. Khua chiêng gõ trống mà tổ chức. Ông cụ Mộc xoa tròm râu bạc, quả quyết, lão đại lập tức phát thiệp mời.
mời được ai thì cứ mời hết đi. Chiến thần đến nhà họ Mộc để chúc thọ bà cụ Mộc, tin tức này sẽ khiến bao người phải đỏ mắt đây. Đây là thời điểm tốt để họ tạo mối quan hệ và mở rộng quan hệ. Người nhà họ Mộc ai cũng vô cùng kích động. Trong số đó chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi ngập ngừng nói, bác hai, tại sao đột nhiên thủ trưởng Mộc lại đồng ý đến đây ạ, bác không cảm thấy có gì đó kỳ lạ sao? Người đàn ông trẻ tuổi này là Mộc Thanh Lâm, con trai của em trai ông cụ nhà họ Mộc, lúc ra đời thầy bói có nói anh ta có mệnh khuyết Mộc, thế nên tên của anh ta mới toàn liên quan đến Mộc. Mộc Thanh Lâm tới thủ đô phát triển, bởi vậy nên sống trong nhà họ Mộc. Ông cụ Mộc vuốt râu, chẳng mảy may để ý nói, đã mang họ Mộc thì đều là người một nhà cả, thủ trưởng Mộc đến đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Quan tâm lý do người ta tới làm gì, cứ tới là được. Mộc Thanh Lâm lại lắc đầu, cháu cứ cảm thấy có gì đó lạ lắm, thủ trưởng Mộc kia là người còn chẳng thèm nể nang cấp dưới của mình. Bà cụ Mộc trừng mắt, Mộc Thanh Lâm, cháu không thấy được điểm tốt của nhà họ Mộc chúng ta à? Sao thủ trưởng Mộc lại không thể tới chúc thọ bác? Bọn họ là người nhà của công thần số một đấy, chẳng phải đối phương nên tới chúc thọ bà ta à? Con trai lớn của nhà họ Mộc cũng nghiêm túc nói, Thanh Lâm, đã không biết gì thì đừng có đoán mò, làm như mình hiểu rộng lắm vậy. Mộc Thanh Lâm lập tức ngậm miệng, trong lòng lại khó giấu được sự bất bình. Anh ta cảm thấy cả nhà bác hai đều là kẻ bất tài, cũng do bọn họ quá may may, giành được vinh dự của nhà bác cả thôi. Nếu công lao hạng đầu của nhà bác cả rơi vào tay anh ta thì anh ta đã thăng quan tiến chức từ lâu rồi. Mộc Lập Quần, cháu trai của nhà họ Mộc đảo mắt. Tuy thi cử vài năm không đỗ đạt nhưng anh ta biết người anh họ ăn nhờ ở đậu ở nhà mình này là một người có bản lĩnh. Thế nên anh ta mới giả vờ suy tư một lúc rồi nói, ông nội, cháu cũng cảm thấy có gì đó lạ lắm, chúng ta nên thận trọng một chút sẽ tốt hơn đấy ạ. Ông cụ Mộc thấy cháu trai của mình cũng nói như thế thì thấy cũng có lý, thằng hai đi điều tra đi. Lão nhị nhà họ Mộc gật đầu đồng ý. Không biết phải nhờ vả bao nhiêu mối quan hệ, đi rách bao nhiêu đôi giày, cuối cùng nhà họ Mộc cũng nghe ngóng được tin tức. Không ngờ chiến thần Mộc Quy Phàm lại là người của nhà họ Mộc bọn họ. Cả nhà họ Mộc đều thấy choáng váng bởi tin tức này. Ông cụ Mộc lẩm bẩm, là cháu trai của anh cả thì cũng là cháu trai của tôi thôi. Nhà họ Mộc chúng ta có tiền đồ rồi, có tiền đồ rồi. Bà cụ Mộc kích động đến nỗi gò má đỏ bừng, thảo nào nó lại muốn chúc thọ người làm bà nội như tôi. Con trai cả của nhà họ Mộc đột nhiên bừng tỉnh, đồng ý đến chúc thọ nhưng lại không nói tại sao, đây chẳng phải là muốn cho mẹ một bất ngờ à. Mộc Thanh Lâm, nếu như anh ta không nhớ nhầm thì người ta cũng đâu phải là cháu ruột, cùng lắm cũng chỉ là cháu họ thôi, tuy cảm thấy có gì đó bất thường nhưng anh ta không nói gì nữa. Nhà họ Mộc hân hoan trang trí tiệc mừng thọ, các loại đèn lồng đỏ thẫm đều được treo khắp mọi nơi, chữ thọ được cắt bằng giấy đỏ thẫm cũng được dán lên, tất cả thiệp mời đều được mạ vàng. Ông cụ Mộc có sở thích sưu tầm đồ cổ, bình thường rất trân quý, ra ngoài cũng phải khóa kỹ nhưng nay lại chuyển hết ra ngoài trang trí. Ông cụ vừa vui mừng lại vừa kích động nói, tới thủ đô 5 năm nay, cuối cùng nhà họ Mộc chúng ta có thể một bước bay lên cành cao rồi. Chiến thần Long Quốc, vị tướng chỉ huy tối cao trong quân đội, nếu ở thời cổ đại thì đó là người mà ngay cả hoàng đế cũng phải nương nhờ đấy. Người mà ai cũng không mời được lại là con cháu của nhà họ Mộc bọn họ. Đây là khái niệm gì nhỉ? Sau này, bọn họ chính là gia tộc lớn đứng đầu. Nhà họ Mộc phân phát thiệp mời khắp nơi, tất cả thế gia lớn nhỏ. Danh gia vọng tộc, ai mời được thì đều mời tất. Quản gia nhà họ Mộc gặp ai cũng nói thủ trưởng chỉ huy đứng đầu quân đội, chiến thần đứng đầu Long Quốc chính là cháu trai của ông cụ Mộc nhà bọn họ. Tin tức vừa nổ ra, trong lòng mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, hết người này đến người khác lũ lượt kéo nhau tới chúc mừng trước. Mũi của ông cụ nhà họ Mộc sắp phỉnh lên tận trời rồi, phải nói là vô cùng kiêu ngạo. Ngày trước bọn họ phải nhờ vào người ta dùng các mối quan hệ. Nhưng bây giờ bọn họ lại cảm thấy mình khác rồi, bọn họ chính là quan hệ, người khác không với tới nổi. Lúc ông cụ Tô nhận được thiệp mời của nhà họ Mộc thì đang ngồi đọc sách trong vườn hoa, Túc Bảo đang nằm bò trên hòn đá ở bên cạnh vẽ tranh. Thấy có khách tới, bé lễ phép chào hỏi theo bản năng, con chào bác ạ. Sau đó lại nhận ra đó là bác quản gia không thèm nể nang cậu cả mấy hôm trước, thế là bé quay ngoắt mặt đi, chạy sang bên cạnh. Quản gia nhà họ Mộc nhìn Túc Bảo một cái. Trong đáy mắt lóe lên sự khinh thường. Đúng là vô lễ, hai ngày trước đứa trẻ này còn muốn tới cửa nhận người thân nữa chứ. Cũng may là không nhận.
Thương nhân đâu thể sánh bằng quân nhân, nếu là người của nhà họ Tư thì bọn họ còn có thể xem xét một phen. Ông cụ Tô, lần này là đại thọ của bà chủ nhà chúng tôi, người có tiếng nói ở thủ đô đều được mời tham dự, tôi cũng qua đây đưa thiệp mời cho ông. Quản gia nhà họ Mộc nói. Ông cụ Tô lạnh lùng nhìn anh ta. Để ở đó đi, nếu không có việc gì nữa thì tôi không tiễn. Ông ấy không thèm nể mặt nói. Quản gia của nhà họ Mộc lập tức xa sầm mặt mày. Tuy nhà họ Mộc là nhà giàu mới nổi mới tới thủ đô nhưng cũng có tiếng ngang ngửa với mấy dòng tộc lớn khác đấy, nhà họ Tô có gì đâu mà kiêu ngạo chứ. Quản gia của nhà họ Tô tức giận nói, ông cụ Tô, ông có biết chiến thần nhà họ Mộc mới quay trở về thủ đô gần đây có quyền có thế, ngay cả lãnh đạo lớn cũng phải nể mặt không? Đó là cháu trai của bà cụ Mộc nhà chúng tôi đấy. Trong tình huống bình thường, những người khác nghe thấy cái tên này đều đứng dậy ngay, thế nhưng ông cụ Tô chỉ rũ rũ tờ báo, cười khẩy, có gì ghê gớm đâu, người nào không biết còn tưởng đó là cháu trai của cậu nữa đấy. Quản gia nhà họ Mộc. Anh ta nhíu mày nói, ông cụ Tô, không thể ăn nói tùy tiện được. Thủ trưởng Mộc là thần bảo vệ Long Quốc, đó là người ai ai cũng phải nể đấy. Sắc mặt ông cụ Tô lạnh băng không cảm xúc. Cái tên đầu sỏ phạm tội kia chứ đâu, ông ấy biết. Có gì ghê gớm đâu, Túc Bảo của nhà ông ấy còn là con gái của anh nữa kìa. Chắc gì Túc Bảo nhà ông ấy đã đồng ý nhận người thân hay không? Chú Nhiếp, tiễn khách, ông cụ Tô nói. Chú Nhiếp làm một động tác mời, mời. Quản gia nhà họ Mộc. Anh ta sắp tức chết rồi. Nhìn đi, thương nhân đúng là thương nhân, dù có giàu có hơn nữa thì cũng chẳng thể nào thay đổi được cái tật xấu của kẻ lắm tiền, không có chút gia giáo hay phép tắc gì cả. Quản gia nhà họ Mộc tức giận bỏ đi. Lúc này ông cụ Tô mới cầm cái thiệp mời kia lên, nhìn trái nhìn phải rồi lạnh lùng ném qua một bên. Nếu như không phải Mộc Quy Phàm đã nhờ người tới nói từ trước, hy vọng Túc Bảo cũng sẽ đến buổi tiệc mừng thọ của bà cụ nhà họ Mộc, anh muốn chút giận cho cô nhóc kia thì ông ấy sẽ không bao giờ đi đâu. Nghĩ tới điều này, ánh mắt của ông cụ Tô lại lóe lên, Túc Bảo à, con lại đây. Túc Bảo chạy lại, ông ngoại, sao thế ạ? Ông cụ Tô nhìn Túc Bảo chằm chằm, thẳng thắn nói, bác quản gia không biết lễ phép kia mời chúng ta tới nhà họ Mộc, chúc thọ cho bà cụ Mộc của bọn họ, Túc Bảo có muốn đi không? Chỉ cần Túc Bảo nói không đi, ông ấy cũng sẽ vui vẻ không đi nữa. Đến lúc đó cho dù Mộc Quy Phàm có hỏi, ông ấy cũng có thể nói là Túc Bảo không muốn đi. Túc Bảo nghiêng đầu, vân vê ngón tay rồi nói, ông ngoại, để con tính xem. Bé tóm lấy con rùa đen ngay bên cạnh, xoay một vòng rồi nói. Ông nội rùa đen, quay đi, quay đi. Ông nội rùa đen, chóng mặt. Nó ngọ nguậy cái chân của mình, trở mình, lắc lư cái đầu rồi nằm sấp xuống. Túc Bảo, a, có chuyển biến. Ông cụ Tô. Túc Bảo ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay của ông cụ Tô rồi bình tĩnh hỏi ông ấy, ông ngoại, có phải ông ngoại không muốn Túc Bảo đi đúng không ạ? Ông cụ Tô mím môi. Lúc cục bột nhỏ trở nên yên tĩnh, hiểu chuyện luôn khiến người khác đau lòng vô cùng. Ông ấy thở dài, đúng vậy, ông ngoại không nỡ. Giống như đóa hoa xinh đẹp được mình hết sức bao bọc che chở, không muốn người ta nhìn thấy. Tuy nhiên nhớ lại trước kia, Cẩm Ngọc cũng từng được ông ấy che chở như thế, đến cuối cùng còn chưa kịp nhìn thấy được sự tuyệt vời của thế gian này đã ra đi trong tiếc nuối. Ông ấy lại muốn mang tất cả những thứ đẹp đẽ trên thế gian này tới trước mặt cục bột nhỏ, để bé nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Túc Bảo dựa vào người ông cụ Tô. Ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, ông ngoại, chiến thần là gì vậy ạ? Ông cụ Tô nói, chiến thần là một vị anh hùng có tài đánh trận, bọn họ giống như vị thần bảo vệ đất nước của chúng ta vậy. Bây giờ chúng ta có thể sống trong một quốc gia hòa bình tất cả đều nhờ các vị thần bảo vệ như bọn họ đổ máu, hy sinh đổi lại được. Tuy từ cái nhìn đầu tiên Mộc Quy Phàm cho người ta một cảm giác anh không phải là một người tốt nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng, quả thật Mộc Quy Phàm khiến người ta tôn trọng. Dù có thế nào ông cụ Tô cũng sẽ không giấu Túc Bảo điều này. Túc Bảo hỏi, vậy thì có nghĩa đó là một người tốt, rất tài giỏi ạ. Ông cụ Tô cụp mắt nhìn Túc Bảo rồi cười nói, ít ra thì không xấu lắm. Đồng ý đến nhà họ Mộc, không phải là vì muốn xem Mộc Quy Phàm có thể làm tới mức độ nào đó sao? Nếu như anh theo phe nhà họ Mộc hoặc là quay về nhà họ Mộc, nhận tổ quy tông gì đó, thế thì nhà họ Tô bọn họ không thể để Túc Bảo đến đó. Với cái nề nếp của nhà họ Mộc kia, cho dù ở đó nửa ngày cũng không được. Túc Bảo lại nghĩ đến một vấn đề khác, đánh trận. Bé hoài nghi hỏi, bây giờ chúng ta cũng không đánh trận nữa. Chỉ có xem trên TV mới thấy được đánh nhau,
đều là phim ảnh cả. Ông cụ Tô Hiền Từ vỗ lên vai Túc Bảo rồi nói, chiến tranh trong thời bình không phải là chiến tranh người bình thường có thể nhìn thấy. Hòa bình, từ xưa đến đều được xây dựng trên mồ hôi, xương máu và nước mắt. Làm gì có năm tháng bình yên, chỉ là có người đứng phía sau ngăn chặn bom đạn trong thầm lặng mà thôi. Túc Bảo như hiểu như không, nhưng nói như thế, hình như người ba chiến thần này có vẻ rất tốt. Bé muốn đi gặp người ba chiến thần này. Xem thử có phải anh rất cao giống như trong giấc mộng của bé không, vào nhà sẽ bị đập đầu cái cốp vào khung cửa. Anh sẽ giống như các ông ba khác, để bé cưỡi lên trên cổ sao. Chắc ba bảo vệ người dân thì sẽ là một ông ba tốt nhỉ. Không giống người ba ban đầu của bé. Quản gia nhà họ Mộc quay về, bà cụ Mộc đang ngồi trong phòng khách ở tầng 1, tiện hỏi một câu, sao vậy, nhà họ Tô rất vui đúng không? Người có thể khiến quản gia nhà họ Mộc tự mình mang thiệp đến, ngoài những người có dính líu đến chính trị ra thì có rất ít người có được đãi ngộ này, nhà họ Tô cũng được tính là một nhà trong số đó. Quản gia cung kính nói, bà chủ, tôi đã mang thiệp mời tới đó rồi nhưng hình như ông cụ nhà họ Tô không được vui cho lắm, đuổi thẳng cổ tôi về. Anh ta ngừng một lát rồi nói tiếp, có thể là do hôm trước chúng ta không gặp bé gái kia nên bọn họ ghi thù chăng. Nhà họ Tô vẫn luôn rất cưng chiều cô tiểu thư này. Bà cụ Mộc nhíu mày, hết sức không vui. Nhà họ Tô đúng là lòng dạ hẹp hòi, trước kia bà ta cũng từng nghe nói, con nhóc kia muốn đến trường chơi, Tô Nhất Trần đã thật sự để bé đi lên lớp cùng. Sau đó không biết tại sao một giáo viên lại đắc tội với bé, giáo viên đó đã bị đuổi việc, còn bị ghi vào chứng chỉ giảng dạy nữa. Sớm muộn gì cũng chiều hư cả người cho mà xem, bà cụ Mộc cười khẩy một tiếng, tính tình kiêu căng như thế, nhà họ Mộc chúng ta tuyệt đối không thể nhận nó được. Thằng cháu trai thứ tư của bà ta có hơi lăng nhăng, cũng từng tới Nam Thành chơi, nhưng cho dù Túc Bảo có thật sự là con gái của nó thì bà ta cũng không muốn nhận đứa cháu như thế. Muốn nhận thì cũng phải đợi khi nào cháu trai của bà ta kết hôn, sau khi sinh con trai con gái xong thì Túc Bảo gì đó mới có tư cách bước chân vào nhà họ. Cậu lui xuống đi, bố trí lại sân, chia làm mấy khu. Nhớ kỹ, đến lúc đó các quan chức thì dẫn vào trong nhà, thương nhân, người có tiếng ở trong sân được rồi. Còn về nhà họ Tô, cứ để cho bọn họ ở chỗ xa nhất. Hiện giờ bà cụ Mộc rất vênh váo, bà ta có cảm giác mình như một dòng tộc lớn, cháu trai của bà ta còn là chiến thần Long Quốc, đã không có dòng tộc nào có thể so với nhà họ Mộc của bà ta nữa rồi. Thế nên ngay cả nhà họ Tô bà ta cũng chẳng thèm để mắt đến. Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay là buổi tiệc mừng thọ của bà cụ nhà họ Mộc. Tô Nhất Trần dẫn theo Túc Bảo ra ngoài. Túc Bảo mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, làn váy bung xòe, giống như một đóa hoa nhỏ đáng yêu. Vừa mới xuống xe, họ đã trông thấy Ôn Như Vân và Tư Diệc Nhiên đang đứng đợi ở cửa. Tô Nhất Trần gật đầu hỏi, ngài Tư vẫn chưa đến sao? Ôn Như Vân nói, anh ấy có việc gấp nên không ở trong nước. Nói xong cô lại nhìn về phía Túc Bảo rồi cười nói, nhà họ Mộc này, mệnh còn cao hơn cả trời, mắt mọc ở trên trán, thế nên tôi đã nói sẽ đợi mọi người. Nhà họ Tư có xuất thân từ quân đội chính thống, cả thủ đô không ai là không biết họ là người nhà họ Mộc xem trọng. Tô Nhất Trần lịch sự từ chối, thật ra không cần. Ôn Như Vân xua tay, anh thì không sao nhưng Túc Bảo lại không giống, cô bé là một tiểu thư yểu điệu đúng chứ? Cô quý mến sờ lên bím tóc của Túc Bảo. Túc Bảo lắc đầu, không phải đâu gì ơi, con không yểu điệu đâu ạ. Bé có thể tay không bẻ lan can, còn có thể vung búa nữa. Chỉ cần cho bé một cái điểm tựa, bé cảm giác mình còn có thể bẩy được cả trái đất lên luôn đó. Ôn Như Vân nhìn Túc Bảo, gương mặt nhỏ nhắn non nớt của bé hiện rõ vẻ nghiêm túc, trông không giống như đang đùa. Ha ha, đợi cũng đợi rồi, chúng ta cùng nhau vào đi. Tô Nhất Trần gật đầu, nắm tay Túc Bảo đi vào bên trong. Tư Diệc Nhiên không nói một lời. Đã lâu không gặp rồi, cục bột nhỏ này vẫn còn nhớ cậu chứ? Tư Diệc Nhiên mím môi. Đột nhiên xòe tay ra, cho em này. Có hai viên kẹo nằm trong lòng bàn tay của cậu, một viên kẹo màu vàng, chắc là vị dứa, viên kẹo còn lại màu đỏ, không đoán nhầm thì hẳn là vị dâu. Hai mắt Túc Bảo sáng bừng, không phải ai cho kẹo bé cũng lấy đâu. Nhưng nếu là anh trai cho, tất nhiên là khác rồi. Túc Bảo nhanh chóng liếc trộm Tô Nhất Trần một cái, sau đó âm thầm đưa tay ra nhận kẹo. Cảm ơn anh ạ, bé dịch sát lại người Tư Diệc Nhiên rồi nhỏ giọng nói. Tư Diệc Nhiên ngoảnh mặt đi, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nói, ừ. Tô Nhất Trần nhìn chằm chằm phía trước,
Từng hành động nhỏ của Túc Bảo đều bị anh thu hết vào mắt nhưng anh lại giả vờ như không biết. Chỉ thấy cục bột nhỏ tự cho là mình đã che giấu rất tốt bóc kẹo ra sau đó bỏ tọt viên kẹo vào trong miệng. Ánh mắt của Tô Nhất Trần xuất hiện ý cười, đột nhiên anh quay đầu lại, Túc Bảo. Túc Bảo lập tức mím môi, ậm ừ một tiếng. Cậu cả sao vậy ạ? Bé giả vờ như không có chuyện gì hỏi. Tô Nhất Trần bật cười, hừ một tiếng rồi nói, không có gì. Túc Bảo, ồ ồ ồ, vậy có chuyện gì cậu cả cứ gọi con. Bé giả vờ như trong miệng không có kẹo, cố gắng che giấu. Ai ngờ trong lúc nói chuyện, miệng ngậm kẹo vẫn không kìm được mà nhễu ra một giọt nước miếng. Ôn Như Vân không cầm lòng được, bật cười thành tiếng. Đợi một chút, dì lấy giấy cho con. Ôn Như Vân dừng lại, cúi đầu mở túi xách ra. Túc Bảo ngẩng đầu lên thì nhìn thấy chiếc bánh kem trong nhà. Nếu như đang ở nhà họ Tô thì bé đã chạy thẳng vào bên trong rồi, cục bột nhỏ không quên hiện tại mình đang ở đâu, cố kìm lại. Có điều, bé không khống chế được ánh mắt của mình, cứ nhìn chiếc bánh kem nhỏ đó mãi. Lúc này quản gia nhà họ Mộc đi ra, anh ta nhìn thấy Tô Nhất Trần và Túc Bảo đầu tiên, không chú ý đến Ôn Như Vân đang đứng ở phía sau. Thấy Túc Bảo đang nhìn chiếc bánh kem, anh ta không khỏi khinh thường mỉm cười. Quả nhiên là đứa trẻ đến từ nơi nhỏ bé. Nhìn thèm thuồng như thế, trông có vẻ như chưa từng nhìn thấy thế giới. Xin dừng bước, anh ta nở nụ cười giả tạo, ngài Tô, chỗ ngồi của hai người ở bên kia. Nói xong, anh ta chỉ tay ra chỗ sân ở tít bên ngoài. Ở góc đó, ngay cả đèn đóm cũng rất mờ, ghế cũng là loại ghế gỗ nhỏ đơn giản. Xin lỗi nhé, không phải là ai cũng vào được trong nhà đâu. Quản gia nhà họ Mộc nói, nhưng nếu như ngài muốn tặng quà cho bà chủ nhà tôi thì có thể xếp hàng đợi xem. À đúng rồi, xin hãy trông cháu của ngài cho kỹ, dù sao thì trẻ con cũng ham ăn, tránh làm ra mấy chuyện mất hết mặt mũi gì đó. Quản gia nhà họ Mộc nở một nụ cười lịch sự tiêu chuẩn, nhưng đáy mắt lại lộ vẻ xem thường. Tô Nhất Trần cười lạnh. Quả nhiên danh bất hư truyền, nhà họ Mộc mặt vênh tới trời. Nhóc Túc Bảo nói thật mà không hề suy tính, nhà họ Mộc kỳ lạ thật đó, vừa mời khách tới chúc thọ bà cụ vừa kêu khách phải ngồi ngoài cửa. Túc Bảo chưa bao giờ gặp ai bất lịch sự vậy luôn. Tô Nhất Trần uốn nắn, phải nói là không có giáo dưỡng. Đúng nha, Túc Bảo chưa bao giờ gặp ai không có giáo dưỡng như này. Bác ơi, con thấy người làm trò cười cho kẻ khác là nhà họ Mộc đó, không phải Túc Bảo đâu. Những người xung quanh xì xào bán tán, cảm thấy Túc Bảo nói quả không sai. Nhà họ Mộc đúng là mặt vênh tới trời, đến ăn cái bánh gato cũng dặn dò riêng, nhỏ mọn cỡ nào mới như vậy chứ. Còn chia khách ra thành 3, 6 hoặc 9 cấp. Mọi người đều nén giận, nếu không phải vì cháu trai nhà họ Mộc là chiến thần thì bọn họ không nhẫn nhịn tiếp đâu. Vì thế, khi Túc Bảo nói những lời này, họ chỉ cảm thấy sảng khoái. Quản gia nhà họ Mộc xa sầm mặt, vừa toan nói gì đó thì nhìn thấy Ôn Như Vân đứng ngay phía sau. Anh ta lập tức phớt lờ Túc Bảo với Tô Nhất Trần, niềm nở bước lên nghênh đón, từ phu nhân, chị đến rồi. Mời vào trong. Ôn Như Vân cười lạnh. Nhà họ Mộc lợi hại thật, đến gia tộc giàu nhất kinh đô là nhà họ Tô còn chẳng coi ra gì thì tôi chẳng dám vào trong đâu. Cô khom người lau miệng cho Túc Bảo, nói, Túc Bảo và Tô Tiên Sinh ngồi đâu thì chúng tôi ngồi đó. Ôn Như Vân đang chống lưng cho Túc Bảo. Tư Diệc Nhiên cũng lạnh mặt, nói, xin lỗi bạn của cháu đi. Tư Diệc Nhiên chẳng có bạn bè nào, nhưng từ khi Túc Bảo triệu hồn cứu cậu, cậu bèn coi Túc Bảo là bạn. Người bạn đầu tiên của cậu. Đương nhiên không thể để người khác bắt nạt. Mặt quản gia nhà họ Mộc cứng đờ, chẳng ngờ nhà họ Tư lại coi trọng nhà họ Tô giường này. Anh ta thấy mất mặt, lập tức đổ lỗi cho Túc Bảo và Tô Nhất Trần. Hai người họ biết rõ Ôn Như Vân đứng phía sau nhưng không nói, cố tình đúng không? Quản gia nhà họ Mộc cười nói với Ôn Như Vân, là lỗi của tôi, thành thật xin lỗi vì không tiếp đãi chu đáo. Mời chị đi bên này trước, tôi sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho họ ngay thôi. Vừa nói anh ta vừa bước sang bên cạnh một bước, vô tình, đụng phải người Túc Bảo. Một cô nhóc so với một người lớn, trong lúc không hề phòng bị, Túc Bảo đương nhiên bị đụng ngã sang một bên. Ai ui, Túc Bảo ngã ngồi, mông nện xuống đất. Cổ tay còn trà lên đất đỏ ửng. Tô Nhất Trần không nói hai lời, đạp một cước khiến quản gia nhà họ Tô văng qua một bên. Tên quản gia mất cảnh giác, lập tức lao về phía bên cạnh, choang một tiếng, đụng trúng món đồ cổ. Một bình hoa cổ rơi xuống rồi vỡ tan tành. Mặt tên quản gia lập tức trắng bệch, đây là món đồ cổ mà ông cụ Mộc yêu thích nhất,
hôm nay còn dặn dò anh ta mấy lần, khách tới nhất định phải canh chừng cẩn thận. Không ngờ lại bị anh ta đụng trúng rồi bể nát. Không đúng, là do Tô Nhất Trần hại chứ. Tên quản gia tức giận trừng mắt, Tô tiên sinh làm gì vậy? Vô duyên vô cớ đánh người hả? Tô Nhất Trần không thèm liếc anh ta một cái, lập tức bế Túc Bảo lên, hỏi, không sao chứ con? Túc Bảo xoa cổ tay rồi lại xoa mông nhỏ, cậu ơi không sao ạ? Người bên trong nghe thấy tiếng ồn bên này thì vội vã đi ra. Ông cụ Mộc vừa trông thấy món đồ cổ vỡ nát, tim đau như muốn rỉ máu, kiềm chế cơn giận hỏi, chuyện gì thế hả? Quản gia nhà họ Mộc đáp, lão gia, tôi cũng không rõ chuyện gì, Tô tiên sinh vừa nói một câu bỗng đánh người. Tô Nhất Trần cười lạnh, nói một câu. Anh ấy nói câu nào chưa? Trực tiếp đạp người mà, một câu cũng không phí lời với bọn người này. Túc Bảo nhíu mày, nhìn tên quản gia, bác này đang nói dối, chính bác ấy lén đụng chúng Túc Bảo nên cậu cả mới ra tay mà. Đụng chúng cô bé đã đành, còn ăn vụng đổ vạ cho mèo, vụ oan cho cậu cả của cô bé. Cô bé không đồng ý nha. Cục bột nhỏ tức giận nhìn bác trai xấu xa, bây giờ cô bé không dễ bắt nạt chút nào nha. Tên quản gia lấp liếm, đúng là nực cười, sao tôi có thể lén đụng một đứa bé. Người lớn như tôi so đo gì với trẻ con. Bà cụ Mộc chống gậy, chưa rõ đầu cua tai nheo gì đã lạnh mặt mắng, mới tí tuổi đầu đã học được cái thói vu khống người khác, phụ huynh của cháu dạy cháu thế nào hả? Bà cụ trừng mắt với Túc Bảo. Hừ, chính là con nhóc này hả? Không biết phép tắc quy củ gì mà còn muốn nhận người thân. Nằm mơ đi nhé. Ông cụ Mộc cũng tức giận mắng, không dạy bảo được con cái là lỗi của bậc cha mẹ. Trẻ con mấy gia đình giàu có là dễ bị nuông chiều thành đồ bỏ đi, Tô tiên sinh nên quan tâm dạy dỗ con cháu nhà mình đi. Tô Nhất Trần giận quá hóa cười, nhà họ Mộc, giỏi lắm. Chỉ là gia đình quyền quý mới phất lên, thực ra chưa thể coi là quyền hay quý, nhận vinh hiển từ anh hùng liệt sĩ mà tự cho mình là quyền quý. Ôn Như Vân lạnh mặt, mỉa mai, nhà họ Mộc các người uy phong ghê nhỉ, người đến là khách, vậy mà chĩa mũi nhọn vào một đứa trẻ, đây chính là gia phong của nhà họ Mộc đấy hả? Thấy người nói là Ôn Như Vân, sắc mặt bà cụ Mộc dịu đi chút, nhưng cũng không khá gì cho cam. Tư phu nhân, nói sao thì Tư tiên sinh và cháu trai tôi cũng là người trong quân đội, cô nên xem xét tình hình hãng nói chuyện. Bà cụ hất cằm nói. Ôn Như Vân cũng tức quá hóa cười, ái chà, đến cô cũng bị giáo huấn rồi cơ đấy. Chắc nhà họ Mộc cảm thấy Mộc Chiến Thần là lãnh đạo cao nhất, Tư Dạ là cấp dưới, nên bà già kia cũng nghĩ mình ghê gớm lắm. Chúng ta đi, Ôn Như Vân nắm tay Tư Diệc Nhiên, không nể mặt nhà họ Mộc chút nào. Những người xung quanh trụng đầu ghé tai bình luận. Ôi, sao nhà họ Mộc lại như này? Không coi nhà họ Tô ra gì, lại còn muốn đẻ đầu nhà họ Tư luôn. Chậc, đây là lần đầu tôi thấy có gia đình kiêu căng hợm hĩnh thế này đó. Tôi nghi họ không có não lắm. Xuyệt, chẳng phải người ta có tư cách để kiêu ngạo sao? Chiến thần nhà họ Mộc kia. Bà cụ Mộc không vui, rất không vui. Bà cụ là bà nội ruột của chiến thần đấy. Thế mà mấy người kia không thèm nể mặt mũi, dứt khoát rời đi. Bà cụ biết giấu mặt đi đâu. Muốn đi, cũng phải là bà cụ đuổi họ đi mới đúng. Bà cụ Mộc lạnh lùng nhìn về phía Túc Bảo, quyết định chọn Túc Bảo là người đầu tiên để mình bắt đầu ra oai. Bà cụ Mộc nghiêm nghị nói. Cháu đấy, vừa mở miệng ra đã vu khống quản gia Trương, bây giờ lập tức qua đây xin lỗi quản gia Trương đi. Ôn Như Vân khựng bước, nghẹn họng, xin lỗi cái mốc ý. Túc Bảo chống nạnh, hung dữ như con thú nhỏ, học theo gì tư. Xin lỗi cái mốc ý. Tô Nhất Trần nắm tay Túc Bảo, không nói hai lời toan rời đi. Bà cụ Mộc giận tới độ suýt ngã ngửa, giọng vút lên vài decibel, đứng lại, mấy người tưởng nhà họ Mộc là chỗ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hả? Gây sự ở nhà họ Mộc thì phải trả giá. Bà cụ Mộc chỉ cây gậy về phía Túc Bảo, quản gia Trương, áp giải con bé kia lại đây cho tôi. Không có phép tắc, không có giáo dưỡng như này. Hôm nay tôi phải thay ba mẹ con bé dạy dỗ một phen. Đáy mắt quản gia Trương thoáng hiện sự mỉa mai, đúng là không biết tự lượng sức mình, dám đấu với anh ta ư. Anh ta lập tức phất tay ra hiệu, mấy người làm xông lên chặn đường Ôn Như Vân và Tô Nhất Trần. Quản gia Trương đích thân bước lên, vừa toan bắt lấy Túc Bảo. Lúc này, cửa sắt của nhà họ Mộc rầm một tiếng, một chiếc xe Việt dã đen liều lĩnh xông vào, dừng ngay trước mặt mọi người. Ồ, náo nhiệt quá nhỉ. Một người đàn ông mặc đồ đen xuống xe. Mộc Quy Phàm còn chưa kịp thay bộ đồng phục khi làm nhiệm vụ màu đen, bên ngoài khoác áo giáp, mặt đeo khẩu trang màu đen.
Anh kéo khẩu trang xuống, tháo găng tay ném đi, khóe môi hơi cong lên, nhưng trong mắt lại nhuốm vẻ rét lạnh, ai muốn thay tôi dạy dỗ con gái tôi? Mọi người đều sợ đến ngây người trước sự thay đổi đột ngột này. Đang yên đang lành, bỗng có một chiếc xe Việt dã xông thẳng vào tiệc mừng thọ, mọi người đều không kịp phản ứng. Mộc Quy Phàm nhìn về phía một bóng dáng nhỏ bé trong đám đông. Cô bé mặc một chiếc đầm xòe màu trắng với hai bím tóc nhỏ. Đôi mắt to tròn, đôi má phình phính sữa, khi mím môi má càng phính hơn. Dễ thương và mềm mại. Hồi nãy Mộc Quy Phàm nhìn thấy Túc Bảo từ xa, cô bé đang tức giận nhìn đám người chặn đường, trong mắt chất chứa sự phòng bị, giống một con thú nhỏ có thể nổi đoá bất cứ lúc nào. Như thể cô bé có thể thực hiện cú ném vai với đám người đó. Ha, nhóc con thú vị quá. Lúc này Túc Bảo cũng đang đánh giá Mộc Quy Phàm, đây là ba của bé sao? Túc Bảo cố gắng ngửa cổ, chỉ cảm thấy ba mình thật cao. Cậu cả đã cao rồi, ba cô bé còn cao hơn một cái đầu. Nổi bần bật giữa đám đông, nếu người khác là gà, ba cô bé chính là một con hạc trắng chân dài, thành ngữ đó gọi là gì nhỉ? Cao như này thì vào cửa sẽ đụng phải khung cửa thật đó nha. Suy nghĩ của Túc Bảo bỗng bị bóp méo, bỗng nhiên muốn xem thử người ba này có va vào khung cửa rầm một tiếng hay không. Đám người sửng sốt ban nãy đã hoàn hồn. Một người được nhà họ Mộc coi là khách quý vội vàng chạy tới, cung kính nói, thủ trưởng Mộc. Mọi người lập tức ồ lên, hóa ra đây chính là Mộc chiến thần. Chính là vị chiến thần bảo vệ Long Quốc, đến những nhân vật lớn chỉ có thể trông thấy trên TV cũng vô cùng chiếu cố khi gặp anh. Lúc này bà cụ Mộc mới định thần lại, kích động chống gậy đi lên trước, khoa trương hét lớn, cháu trai ngoan của bà nội. Cuối cùng con cũng về rồi, hu 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 hu. Ông cụ Mộc cũng kích động không thôi, trưng ra bản mặt mừng vui thanh thản, tốt, tốt, trở về là tốt rồi, bà nội con mong con lâu lắm rồi, biết con thi hành nhiệm vụ chưa thể về, ruột gan bà nội con cồn cào như lửa đốt, ăn không ngon ngủ không yên. Bà cụ Mộc lau nước mắt, con lớn rồi, cao quá. Lần ly biệt này hơn mười mấy năm, còn nhớ con hồi bé, bà nội bế con dỗ con, hát cho con nghe. Mộc Lập Quần niềm nở chào đón, anh về rồi. Biết anh muốn tới chúc thọ bà nội nên cả nhà mình đều mong anh về đấy. Quản gia Trương cũng rất đắc ý, rạng rỡ nói, đại thiếu gia, mời cậu mau vào trong, tôi xách đồ giúp cậu. Đám người nhà họ Mộc không quan tâm tình hình thực tế gì, nào gọi cháu trai, anh trai, thiếu gia các kiểu. Như thể Mộc Quy Phàm là trụ cột của nhà họ Mộc. Môi Mộc Quy Phàm thoáng cười mà như không, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào quản gia Trương khiến anh ta chôn chân tại chỗ. Bàn tay duỗi ra muốn xách hành lý của quản gia Trương cứ vậy mà bất động giữa không trung, cả người anh ta ướt đầm mồ hôi. Chuyện gì thế này, sao anh ta có cảm giác đại thiếu gia muốn giết chết mình vậy nhỉ? Vội cái gì, Mộc Quy Phàm quét mắt nhìn xung quanh một vòng, nói xem, ban nãy có chuyện gì? Giọng nói của anh rất dễ nghe, nhưng lại pha chút lạnh lẽo chết chóc. Bà cụ và ông cụ Mộc quá phấn khích nên không để ý tới câu nói đầu tiên Mộc Quy Phàm đã nói lúc nhảy từ trên xe xuống. Gì mà con gái của anh, hoàn toàn không nghe thấy. Dù sao các lãnh đạo cũng nói Mộc Quy Phàm chưa kết hôn và có con nên trong tiềm thức họ hoàn toàn không nghĩ đến điều đó. Ông cụ Mộc thờ ơ liếc Túc Bảo một cái, khoát tay nói, ôi, mấy người ngoài lề không quan trọng thôi mà. Ông nội biết con muốn ra mặt thay ông bà nội, phải không? Bỏ đi, con mới về. Bà cụ Mộc vừa lau nước mắt vừa nói, đừng quan tâm tới, một đứa bé không có giáo dưỡng thôi mà. Mắt Mộc Quy Phàm như dần đóng băng, lạnh giọng nói, đừng, đã đụng đến người của Mộc Quy Phàm tôi rồi thì đương nhiên phải tính sổ chứ. Lòng bà cụ Mộc hân hoan quá đỗi. À, hóa ra đây chính là cảm giác có ngọn núi cao làm chỗ dựa. Thật ngang ngược nhưng cũng cho người ta cảm giác an toàn. Bà cụ Mộc thở dài một tiếng, giả dối nói, cũng không có gì, con nhóc này là con cháu nhà họ Tô, mấy hôm trước tới đòi nhận người thân, kêu ba con nhóc là người nhà họ Mộc chúng ta. Sau đó bị nhà chúng ta từ chối, tuy lão tư ham chơi nhưng luôn có chừng mực, không thể nào có đứa con rơi như này được. Có lẽ sau khi bị từ chối họ thù dai chăng, ban nãy con nhóc này tự ngã còn đổ cho quản gia Trương đẩy nó, cậu con nhóc cũng không thèm nói lý lẽ gì mà đánh quản gia luôn. Ông cụ Mộc gật đầu bổ sung, còn làm vỡ luôn lọ hoa cổ của ông nội, rõ là, không có chút phép tắc và giáo dưỡng nào. Ông cụ và bà cụ Mộc nhìn hai cậu cháu Túc Bảo, đáy mắt nhuốm vẻ khinh miệt. Nhìn đi, cháu trai họ muốn trả lại công bằng cho họ rồi đó. Đã nói rồi mà,
gia tộc giàu có nhất châu Á cũng không là gì trước mặt cháu trai họ. Quả nhiên nghe Mộc Quy Phàm nói, phu khống đúng không? Còn làm vỡ một lọ hoa cổ. Ông cụ Mộc, đúng, ông nội căn dặn bày lọ hoa này ra vì muốn chào đón con đấy. Ôi, mấy trăm triệu đó. Ánh mắt ông cụ hơi lảng tránh. Chẳng phải nhà họ Tô giàu lắm ư? Tiện thể lừa họ mấy trăm triệu luôn. Mộc Quy Phàm nhìn những giàn hoa cân đối dựng đứng hai bên sân, mỗi giàn hoa đều được cẩn thận đặt hai chiếc bình cổ. Quả thật rất đáng tiếc, anh khẽ thở dài. Còn chưa đợi nhà họ Mộc nói gì. Mộc Quy Phàm bỗng túm lấy quản gia Trương, chỉ nghe thấy rầm một tiếng. Quản gia bị ném ra ngoài, hất văng vài giàn hoa rồi cả người rơi xuống đất. Tất cả những chiếc bình cổ trên giàn hoa rơi lẻng xẻng xuống, vỡ tan thành trăm mảnh. Túc Bảo không khỏi tròn mắt ngỡ ngàng. Wow! Ngầu quá nha! Quản gia Trương lăn ra sân, khụ một tiếng nhổ ra một ngụm máu, nằm bẹp trên đất, đau đớn run rẩy. Đại thiếu gia, quản gia kinh hãi nói. Sao lại đánh anh ta? Ông cụ và bà cụ Mộc cũng sững sờ, vô thức nói, nhầm rồi, đánh nhầm người rồi. Ông cụ Mộc đau lòng muốn chết, trái tim như rỉ máu. Món đồ cổ của ông cụ. Mộc Quy Phàm cười đến là tà ác, ồ, xem này, thế mà tôi cũng quên mất. Hai ông bà cụ nhà họ Mộc thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng Mộc Quy Phàm nói quên mất quản gia Trương là người nhà họ Mộc. Không ngờ lại thấy Mộc Quy Phàm cởi bỏ áo giáp và đồng phục của mình rồi ném vào xe. Lúc này anh mặc một chiếc áo phông màu đen, bắt đầu bẻ ngón tay kêu rắc rắc. Mộc Quy Phàm sải bước đi tới rồi ngồi xổm trước mặt quản gia Trương đang hộc máu. Quản gia cuống quýt nói, không sao đâu, đại thiếu gia, tôi. Mộc Quy Phàm ngắt ngang lời anh ta, đương nhiên có vấn đề rồi, hồi nãy tôi quên chưa cởi bỏ quân phục đã đánh anh. Anh cứ coi như ban nãy chưa hề đánh anh nhé. Cấp dưới của Mộc Quy Phàm chỉ biết nhìn thẳng phía trước, không liếc ngang liếc dọc. Cả nhà họ Mộc ù ù cạc cạc. Ý gì thế? Chỉ nghe rắc một tiếng, Mộc Quy Phàm bóp nát xương cổ tay của quản gia Trương. A, à, quản gia kêu thảm thiết. Suýt Mộc Quy Phàm chau mày, ổn quá. Dứt lời anh đứng dậy, tiện chân đá một cước, quản gia Trương bay văng ra, rơi trúng giàn hoa còn sót lại khiến giàn hoa cùng mấy món đồ cổ vỡ nát. Quản gia Trương nằm bẹp trong vườn hoa, không rõ sống chết. Mộc Quy Phàm định thần, thản nhiên đi ngược trở lại, hỏi, hồi nãy tôi không nghe rõ. Là ai muốn thay tôi dạy dỗ con gái tôi? Vừa nói xong câu đó, Mộc Quy Phàm đã đứng trước mặt Túc Bảo. Anh khom người bế Túc Bảo lên. Mọi người. Gì cơ? Túc Bảo, là con của Mộc Chiến Thần ư? Người nhà họ Mộc kinh hãi, tay chân lạnh toát. Mặt mọi người đều nhuốm vẻ kinh ngạc. Không ngờ cô công chúa nhỏ được nhà họ Tô cưng chiều trong lòng bàn tay lại là con gái của chiến thần. Đầu óc ông cụ và bà cụ Mộc ong ong. Mấy ngày trước Tô Nhất Trần dẫn Túc Bảo tới nói muốn nhận người thân. Giờ Mộc Quy Phàm lại nói Túc Bảo là con gái anh. Vậy là, người ba Túc Bảo muốn nhận chẳng phải lão tư nhà họ, mà là Mộc Quy Phàm. Trái tim hai ông bà họ Mộc lạnh buốt. Hỏng rồi hỏng rồi. Nhìn kiểu đánh người của Mộc Quy Phàm cũng đủ biết anh không dễ chọc chút nào. Bây giờ nhà họ Mộc đắc tội với anh rồi ư? Ông cụ Mộc run rẩy nói, bình tĩnh, đừng hoang mang, người không biết thì không có tội, nói sao thì chúng ta cũng là người thân của tiểu Mộc. Bà cụ Mộc, đúng đúng. Hai ông bà cụ gắng gượng trấn tĩnh. Chỉ thấy Mộc Quy Phàm với thân hình cao lớn đang một tay ấm cục một nhỏ. Anh mặc đồ đen càng làm nổi bật bờ vai mạnh mẽ, còn Thúc Bảo vẫn chiếc đầm trắng bồng bềnh bên cạnh càng trở nên mềm mại đáng yêu. Sự kết hợp này khiến trái tim người ta không khỏi hẫng mất vài nhịp, quá dễ thương. Mộc Quy Phàm duỗi tay véo cằm Túc Bảo, cong môi cười, nhóc con, gọi ba đi nào. Túc Bảo, hồi nãy ba có ngầu không? Hửm. Túc Bảo, Tô Nhất Trần đứng bên cạnh, mặt không chút cảm xúc, mới gặp lần đầu đã tự nhiên như này ư. Hai mắt cục bột nhỏ nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt, cô bé luôn cảm thấy người ba này không được thông minh lắm. Có điều trước đây mẹ cô bé dạy rồi, khi người khác muốn được khen ngợi, ngàn vạn lần đừng keo kiệt lời khen, biết đâu chỉ một câu nói của con cũng có thể thay đổi cuộc đời một con người. Vì thế, Túc Bảo giơ ngón cái, nói, ngầu, cực kỳ ngầu. Ngầu đến ngất ngây. Mộc Quy Phàm ngẩn người rồi bỗng phì cười. Cục bột nhỏ này, quá đúng với sở thích của anh. Nói cho ba biết, bọn họ bắt nạt con như thế nào. Mộc Quy Phàm liếc đám người nhà họ Mộc một cái. Tuy hồi nãy đã đánh quản gia Trương một trận,
nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tội của quản gia Trương phạt xong thì phải tính sổ tiếp tội của nhà họ Mộc. Tính kỹ hơn chút thì, tội ông già kia do ông già chịu, bà già kia do bà già chịu. Tóm lại không thể chịu chút thiệt thòi nào. Túc Bảo cũng không chịu thua kém, sống ở nhà họ Tô một thời gian, vốn từ vựng và logic của cô bé đã hoàn thiện, ngày một diễn đạt rõ ràng, bà cụ nhà họ Mộc tổ chức sinh nhật nên mời con và cậu tới, nhưng không cho hai cậu cháu con vào cửa mà sắp xếp cho ngồi đằng kia. Túc Bảo chỉ vào một góc tối ở bên cạnh cửa lớn. Cậu cả tức giận, Túc Bảo bèn nói bác quản gia kia không có phép lịch sự. Cậu cả uốn nắn lại, là không có giáo dưỡng. Sau đó, bác quản gia tức giận rồi len lén đẩy Túc Bảo ngã. Cục bột nhỏ, các cụ vẫn hay nói câu gì ý nhỉ? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, có chân để ôm thì tranh thủ ôm chân dài. Cô bé duỗi bàn tay nhỏ ra, lập tức tố cáo, Túc Bảo ngã đau tới mức mông nhỏ như muốn nứt làm đôi, tay cũng đỏ ửng rồi nè. Ánh mắt Mộc Quy Phàm lại lạnh thêm mấy phần. Ngón tay với các khớp xương rõ ràng của anh nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay đỏ ửng của Túc Bảo. Sau đó thì sao? Mộc Quy Phàm nở nụ cười rét lạnh. Nhà họ Mộc hãi hùng khiếp vía, vội giải thích. Nào ngờ Mộc Quy Phàm quét ánh mắt lạnh lẽo tới, cả nhà họ Mộc không phun ra được một từ. Túc Bảo tiếp tục kể tội, sau đó bà cụ Mộc kêu Túc Bảo xin lỗi bác quản gia, không xin lỗi thì đừng hòng rời khỏi đây. Mộc Quy Phàm, con xin lỗi rồi. Túc Bảo gật đầu, con xin lỗi cái mốc ý. Sự rét lạnh trong mắt Mộc Quy Phàm tan chảy, anh cười nói, không tồi. Chuyện sau đó thì anh biết rồi. Nhiệm vụ lần này quả thực hơi khó, anh về kinh đô trễ hơn dự kiến một tiếng. Xuống máy bay là anh lập tức lái xe tới đây, đang nghĩ không biết cục bột nhỏ đã đến nhà họ Mộc chưa. Thế là anh tiện tay, kết nối camera nhà họ Mộc. Kết quả vừa đúng lúc trông thấy bọn người này chặn Túc Bảo, còn đòi thay anh dạy dỗ con gái anh. Thấy cả người Mộc Quy Phàm toát lên sát khí lạnh lẽo, bà cụ Mộc vội nói, ai ôi, hiểu nhầm thôi. Mọi người cũng đâu có biết, cũng tại quản gia Trương. Mộc Quy Phàm cười lạnh, ồ, thế người đòi dạy dỗ con gái tôi không phải bà sao? Bà cụ Mộc tức thì nghẹn họng, bà không có ý đó. Bà cụ Mộc cảm thấy ấm ức vô cùng, là bậc ông bà mà phải vâng vâng dạ dạ với một đứa cháu. Ông cụ Mộc trừng mắt với vợ một cái, làm bộ tức giận, xem bà hồ đồ không cơ chứ. Chưa làm rõ chuyện đã vội kết luận bừa. Bà cụ Mộc, vâng vâng. Ông cụ Mộc mặt mày rạng rỡ, tiểu Phàm à, bà nội con già nên hồ đồ rồi, con đừng chấp nhặt với bà ấy nhé. Mộc Quy Phàm nhìn từ trên cao xuống bằng ánh mắt lạnh lùng, già nên hồ đồ ư, gạt ai chứ? Bà cụ Mộc cố kiềm cơn giận, đành nhún nhường trước mặt mọi người, xin lỗi con. Bà cố sai rồi. Mộc Quy Phàm cười giễu, cụp mi nhìn Túc Bảo, thế nào? Hài lòng không con? Nếu con gái anh nói một câu không hài lòng, anh sẽ bắt họ xin lỗi lại. Đến khi nào Túc Bảo vừa lòng thỏa dạ mới thôi. Người nhà họ Mộc hồi hộp nhìn Túc Bảo, may sao cô bé đã gật đầu, dạ, nhưng Túc Bảo chẳng hề muốn nói không sao đâu. Mộc Quy Phàm cong môi, vậy thì không cần nói. Bà cụ Mộc thở phào, lập tức chuyển đề tài, Túc Bảo đúng là đứa trẻ ngoan, con ấy, sao không sớm nói cho mọi người biết ba con là Tiểu Phàm chứ? Nếu con nói sớm thì bà cố nội nào làm ra mấy chuyện hồ đồ như vậy? Ông cụ Mộc cũng niềm nở nói. Đúng là nước dâng làm ngập đền Long Vương. Người nhà không nhận ra nhau nên xảy ra tranh chấp không đáng có. Cái miệng cao ngạo chẳng nể nang ai của đám người này biến mất rồi, thay vào đó là mồm miệng ngọt xuất ra sức nịnh nọt. Bà cụ Mộc duỗi tay về phía Túc Bảo, ôi, chắt ngoan của bà cố nội ơi. Mau đến cố nội bế con nào. Ông cụ Mộc cảm khái, chớp mắt chúng ta đã có đứa chắt lớn chừng này rồi, bốn thế hệ dưới một mái nhà, ôi, phúc phận này lớn quá. Bọn họ mặt mày rạng rỡ nhìn Túc Bảo, hận không thể kêu Túc Bảo lập tức gọi ông cố nội, bà cố nội. Được vậy thì mọi xích mích trong đêm nay sẽ được hóa giải. Tiếc thay Túc Bảo không thèm liếc nhìn ông bà Mộc một cái, hừ một tiếng quay đầu đi. Còn lâu Túc Bảo mới cần họ làm ông cố nội bà cố nội nha. Túc Bảo đếm ngón tay, tính toán, ông cụ quan nói cháu trai Mộc Minh Viễn là Mộc Quy Phàm là ba của cô bé. Ba của ba gọi là ông nội. Ba của ông nội gọi là ông cố nội. Vậy nên, ông nội của cô bé phải là Mộc Minh Viễn mới đúng. Ông cố nội và bà cố nội của Túc Bảo đã mất rồi. Túc Bảo nói, chẳng có nửa xu quan hệ nào với hai ông bà cụ đây. Hôm đó ông cụ quan đã nói, ông cố Mộc Minh Viễn bị báo thù vì thân phận nội gián bị bại lộ,
vì thế bà cố nội và ông bà nội đều mất rồi. Ba cô bé trốn thoát được. Ông cụ và bà cụ Mộc cứng mặt, cười ngượng, ông cố nội của con là anh trai của ta, cho nên ta cũng là ông cố nội của con mà. Túc Bảo hồ nghi nhìn Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm cụp mi nhìn cô bé, giải thích, ông cố nội của con là con một, không có anh chị em. Túc Bảo bừng tỉnh ngộ, vậy họ là hàng giả phải không? Mộc Quy Phàm vô cùng hài lòng với hai chữ, hàng giả, gật đầu khẳng định, không sai. Mọi người kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Phân tích nửa ngày trời, hóa ra nhà họ Mộc chẳng có chút quan hệ gì với chiến thần. Bà cụ Mộc và ông cụ Mộc không nén nổi cơn tức. Sao có thể nói không liên quan gì, anh em họ không phải quan hệ ư? Mộc Quy Phàm nay đã khác xưa, sao họ có thể để mất một đứa cháu tài giỏi như này? Bà cụ Mộc cười nói, ô, xem con kìa, sao lại nói chuyện như vậy, sao có thể nói là không có quan hệ gì chứ? Anh em họ cũng là anh em mà. Ông cụ Mộc, đúng, trong người chúng ta đều chảy dòng máu của nhà họ Mộc. Ôi, mấy người trẻ tuổi luôn thích nói đùa vậy đó. Mộc Quy Phàm khịt mũi, dòng máu nhà họ Mộc, đáng tiếc các người không xứng. Đáy mắt anh rét lạnh, không có chút tình cảm gì. Ngày ấy ông nội tôi hy sinh, ba mẹ tôi đều bị sát hại, tôi vội về Nam Thành để tìm các người. Ông bà đoán xem thế nào? Mộc Quy Phàm cười mỉa mai. Các người sợ bị liên lụy, biết tôi vừa đến bến xe thì vội vàng tìm người đuổi tôi ra khỏi Nam Thành. Ngày hôm sau, cả gia đình chuyển tới vùng ven biển. Anh muốn tìm cũng tìm chẳng thấy bọn họ. Năm ấy anh mới 7 tuổi, hoảng loạn và hoang mang khi mất đi người thân, theo bản năng anh tìm đến sự bảo vệ từ những người thân khác. Tiếc thay, chẳng có ai để dựa vào. Vận may thăng trầm, ai có thể ngờ cậu bé 7 tuổi năm đó có thể sống sót. Nghe người ba mới quen thản nhiên kể lại quá khứ, không hiểu tại sao, lòng Túc Bảo dần dâng lên nỗi u buồn. Hóa ra, người ba cao hơn cả khung cửa này cũng từng như cô bé. Không có người thân, không có ba mẹ, người khác cũng xem ba bé như sao chổi. Túc Bảo mím môi, lặng lẽ ôm cổ Mộc Quy Phàm. Cảm nhận được sự dựa dẫm của cô bé, Mộc Quy Phàm đang nói bỗng khựng lại. Mái tóc mềm mại của Túc Bảo chạm vào cổ anh, trái tim anh như tan chảy. Hửm, Mộc Quy Phàm nhướn mày. Cô nhóc đang, đau lòng vì anh hả? Tim Mộc Quy Phàm mềm nhũn. Nhà họ Mộc bị Mộc Quy Phàm bóc trần sự thật, nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ đành cười ngượng, cái này. Nhất định có hiểu nhầm gì rồi. Nghe tới đây khách khứa cũng hiểu rõ rồi, hóa ra ông cụ Mộc đây là anh em họ với ông nội của chiến thần. Năm đó biết tin anh họ mình bại lộ thân phận nội gián và hy sinh. Lo sợ bị liên lụy nên đuổi đứa cháu tìm giúp đỡ đã đành, còn chuyển nhà ngay trong đêm. Ngày mới đến Kinh Đô, nhà họ Mộc lại kể theo cách khác, bọn họ hễ mở miệng ra là, anh cả của tôi chết thảm lắm, chỉ hận không thể chết thay anh cả. Lúc gửi thiệp mời sinh nhật cũng, chiến thần là cháu trai ruột của nhà họ Mộc chúng tôi. Hại cả đám khách khứa không rõ nội tình tưởng thật, còn tưởng anh hùng Mộc Minh Viễn đã hy sinh là anh cả ruột của ông cụ Mộc cơ đấy. Anh em cùng chung ông nội đã cách nhau một tầng quan hệ rồi, huống chi anh em cùng chung cố nội, cái này gọi là họ hàng xa phải không? Năm xưa sợ liên lụy thì sách đít chạy trốn cháu trai, đến khi nhận công lao thì chạy tới nhận thân nhanh hơn bất cứ ai. Mười mấy năm chẳng thèm tìm cháu trai của anh họ, vừa nghe tin người ta là chiến thần đã nhận cháu trai tôi. Không biết xấu hổ. Nếu thủ trưởng Mộc chỉ là một người tầm thường, liệu bọn họ có nhận thân không? Nhất định là không. Anh xem nhà họ Tô dẫn Túc Bảo tới nhận ba mà nhà họ Mộc còn không tiếp, mắt họ mọc ở trên đỉnh đầu rồi, nhà họ Mộc cảm thấy chỉ người làm quan mới xứng đáng để họ giao thiệp thôi. Nghe khách khứa bàn tán sôi nổi không chút kiêng dè, bà cụ Mộc chỉ cảm thấy lồng ngực như bị mắc một luồng khí. Kìm nén đến bí bách khó chịu. Ông cụ Mộc đỏ mặt tía tai, giống như tấm màn che đi sự thật đáng khinh năm xưa bị người ta vén lên. Lộ ra phần xấu xa trong con người họ. Điều này khiến người nhà họ Mộc mất hết mặt mũi, không còn bậc thang mà bước xuống. Mộc Thanh Lâm phản ứng nhanh, vội nói, ông nội hai, anh họ đường xa vất vả đến đây, có chuyện gì vào trong rồi nói chuyện sau. Anh ta nhìn Mộc Quy Phàm, gật đầu mỉm cười, anh họ, anh thấy sao? Bà cụ Mộc cuống quýt nói, đúng đúng, Tiểu Phàm à, vào trong trước rồi nói chuyện sau, vào trong rồi nói chuyện. Ông cụ Mộc, đường xa vất vả nên chắc mệt rồi nhỉ? Mau mau, mời vào. Mặt mấy người nhà họ Mộc mỗi lúc một nóng, chỉ muốn mời Mộc Quy Phàm vào nhà. Chuyện xấu trong nhà không truyền ra ngoài, có gì đóng cửa bảo nhau,
dù Mộc Quy Phàm nói cho mất mặt hơn nữa cũng chỉ có gia đình họ biết với nhau, ít ra không bị người ngoài cười chê. Chẳng ngờ Mộc Quy Phàm lại nhìn về phía Túc Bảo. Nhóc con, muốn vào không nào? Mộc Quy Phàm hỏi. Không đợi Túc Bảo trả lời, bà cụ Mộc vội khuyên lơn, Túc Bảo ngoan, chúng ta vào nhà trước được không con? Con xem, bà cố nội chuẩn bị bánh gato cho con đấy. Bên trong còn có rất nhiều đồ chơi thú vị, búp bê baby nè. Túc Bảo lắc đầu, con không ăn bánh gato nhà họ Mộc, cũng không chơi đồ chơi nhà họ Mộc. Tuy cô bé rất thích bánh gato, nhưng không phải ai cho cũng ăn đâu nha. Xem cô bé là loại trẻ con gì vậy hả? Bà cụ Mộc sắp hộc máu. Hồi nãy hận không thể đuổi Túc Bảo đi, giờ thì hay rồi, không ngờ một chốc đã mời Mộc cô bé vào nhà. Người ta còn không vào kia kìa. Sớm biết vậy thì ban nãy không nên hung dữ với Túc Bảo như vậy. Mộc Quy Phàm nói, Vạn Đảo, đi, đi lấy tấm bảng vinh danh ông nội tôi về. Vạn Đảo chính là cấp dưới của Mộc Quy Phàm, họ Vạn, vốn dĩ ba mẹ anh ta muốn đặt tên là Vạn Thọ, nhưng cảm thấy tên này quá tục nên thêm chút nước vào, trở thành Vạn Đảo. Vạn Đảo được lãnh đạo bên trên phái tới để giám sát Mộc Quy Phàm, họ sợ chiến thần bung lụa, gây rối lung tung. Nhưng lần này Vạn Đảo giám sát được ư? Anh ta thầm thở dài, chỉ đành, vâng, một tiếng rồi nhanh chóng vào nhà dỡ bảng hiệu. Thứ khác không nói nhưng bảng hiệu vinh danh quả không thích hợp đặt ở nhà họ Mộc. Rõ là vấy bẩn anh hùng. Ông bà cụ Mộc ngàn vạn lần không ngờ tới, Mộc Quy Phàm còn muốn dỡ bảng hiệu. Nhà họ Mộc dựa dẫm bảng hiệu vinh danh từ công trạng của người anh họ mới có thể lăn lộn tới hôm nay, nếu Mộc Quy Phàm dỡ bảng hiệu thì họ biết làm thế nào. Bà cụ Mộc vội vã đi theo sau Vạn Đảo. Ông cụ Mộc cuống lên, Tiểu Phàm, con làm như này là quá đáng rồi đấy. Cũng không rõ vị khách nào tam quan lệch lạc, nhỏ giọng lẩm bẩm, đúng nhỉ, chấp nhặt quá. Chuyện năm xưa xa lắc xa lơ rồi, họ hàng không giúp được mà cũng ôm hận trong lòng được sao. Giúp được thì tình cảm thêm thắm thiết, không giúp được cũng coi như đã giữ bổn phận rồi. Túc Bảo chỉ thấy kỳ kỳ, gì mà tình cảm với giữ bổn phận. Bây giờ ba chân dài chỉ muốn lấy lại đồ của ba thôi, cái này không phải lẽ đương nhiên sao? Mộc Quy Phàm nhớn mày, giọng điệu thờ ơ pha chút tùy tiện, chuyện quá đáng hơn còn đang chờ phía sau, đừng vội. Anh nhìn xung quanh một vòng, lạnh lùng nói, trước nay Mộc Quy Phàm tôi chẳng phải người rộng lượng gì, mấy câu kiểu giúp được thì tình cảm thêm thắm thiết, không giúp được cũng coi như đã giữ bổn phận, tôi không áp dụng với cái nhà này. Bảng hiệu danh dự của ông nội tôi, bọn họ dựa vào thân phận gì để giữ lấy? Không ngờ có chuyện họ giữ còn đúng lý hợp tình hơn đứa cháu ruột là tôi giữ đấy. Chỉ là lấy lại bảng hiệu thôi mà. Anh có đập bọn họ một trận đâu. Thế đã là rộng lượng lắm rồi, không thể yêu cầu quá cao với anh được. Vị khách vừa lẩm bẩm ban nãy bỗng thấy ngượng, không mở miệng nói thêm gì nữa. Vạn Đảo đã vác bảng hiệu trên vai, bà cụ Mộc đi sát phía sau, hận không thể cướp lại đồ. Mặt Mộc Quy Phàm lạnh tanh, anh quét mắt nhìn quanh một vòng, hôm nay tôi cũng nói rõ, Mộc Quy Phàm tôi không có nửa xu quan hệ với nhà họ Mộc này. Sau này nhà họ Mộc còn dám mượn danh ông nội tôi để giả danh lừa bịp thì đừng trách tôi không khách khí. Túc Bảo ra sức gật đầu, đúng, không khách khí. Cái miệng nhỏ nhoẻn cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, vừa hung dữ vừa đáng yêu. Mộc Quy Phàm cong môi, một tay ôm Túc Bảo một tay nhấc bảng hiệu vinh danh của ông nội anh rồi quăng lên xe Việt giã. Sau đó dịu dàng đặt Túc Bảo lên ghế phụ, đôi mắt đen nhuốm ý cười, ngồi vững nha cô nhóc, ba đưa con về nhà. Tô Nhất Trần vẫn luôn bình tĩnh quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối bỗng hoàn hồn, không đúng, nói thì nói thôi, mang Túc Bảo đi luôn là sao hả? Chờ chút, Tô Nhất Trần lạnh mặt, lập tức đuổi theo. Chiếc xe Việt giã ngạo nghễ và ngông cuồng đâm sầm vào cánh cổng sắt đổ nát của nhà họ Mộc rồi biến mất trong màn đêm. Tô Nhất Trần. Vạn Đảo há hốc miệng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.